chúng ta đều có khả năng để mà cầu nguyện cho nguyên thân tổ của mình, với điều kiện là mình phải biết cái nguyên tắc và cái luật cầu nguyện. Phải biết nguyên tắc và luật cầu nguyện, nhớ không? Thì đầu tiên, chúng ta đặt ba chén cháo lên cụ bàn của nguyên thân tổ bắt đầu, nhớ không? Thí dụ giờ hôm nay mình bắt đầu, mình lựa một ngày tốt đi. Mình luôn luôn, lúc nào cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu đi vào một bài kinh mới nào đó, chúng ta tụng cái bài kinh với mục đích gì, cầu nguyện cái gì, để làm cái gì, nó phải có rõ ràng nguyên nhân. Chúng ta muốn đi thay đổi bằng lái như thầy, phải điền cái đơn nói muốn làm cái gì, thế là mình sẽ nói ra việc làm của mình. Chúng ta việc đầu tiên là nấu ba chén cháo để trên bàn của nguyên thất tổ của mình. Đây là thì đi vào nguyên tắc và luật để tụng nhau. Ba chén cháo để bàn của nguyên thất tổ từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian này rất là tốt để mà tụng bài kinh A Di Đà cầu nguyện của nguyên thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Kinh A Di Đà nếu mình tụng đúng 15-20 phút thôi. Bây giờ trước khi vào tụng kinh A Di Đà, mình cầu nguyện cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật gì đó, tùy cái nguyện của mình. Xong rồi hôm nay là con dân hương, dân hoa, dân thủy, dân quả, trước cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo. Bên cạnh đó cúng dường cho ba tánh chúng sanh khắp nơi được no đủ và hạnh phúc như con. Rồi bên cạnh đó, kế đó là con dân hương, dân hỏa, dân thủy, dân quả, dân thực phẩm, cúng dường cho củ hiền thất tổ nội ngoại hai bên và cầu cho củ hiền thất tổ nội ngoại được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nhớ không? Không nhớ thì lặp lại chậm thì chậm. Bây giờ thầy chậm lại nha. Biết ý thầy hết rồi. Bây giờ mình cầu, mình để ba chén cháo lên từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Khoảng thời gian này rất là tốt lành cho việc tụng cho của nguyên thất tổ được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Mình tụng cầu nguyện xong, tụng ngũ bồ chú xong, đại bi. Trong chữ mạ của đại bi đó là con tên gì, tuổi gì, mục đích tụng A-di-đà để làm gì. Trì tụng A-di-đà để được của nguyên thất tổ nội ngoại hai bên của con được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Yê Yê, nhớ chưa? Nhớ không? Sau đó tụng hết kinh A Di Đà xong, bắt đầu mình vô thượng thầm thâm vi diệu pháp gì đó, rồi tụng A Di Đà kinh, tụng hồi kinh hết kinh xong xuôi rồi bắt đầu tụng Bát Nhã. Bát Nhã xong thì hết Bát Nhã rồi tụng Yết Đế. Yết Đế hay lắm, Yết Đế chỗ này là giúp cho những cái vong mà còn chấp á, những cái thức còn chấp vào những cái khi mà còn sống ở thế gian á, tụng 21 lần Yết Đế Ba La Yết Đế cho thầy. Xong rồi mới qua Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm 3 lần sau mình tụng vãng sanh 21 lần, nhớ chưa? Nhớ không? Nếu không thì sẽ gửi mấy cái bản copy cho cô Bảo in ra cho quý vị nha. Nhớ không? Khi mình tụng tới Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát xong là con tên gì, tuổi gì, trì tụng A Di Đà kinh, nương vào oai thần oai lực của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu nguyện cho quý vị thất tổ của con nội ngoại hai bên được no đủ với siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, dạ. Xong rồi bắt đầu mình hồi hướng lại là cầu siêu công đức thù thắng hạnh, nhớ chưa? Cầu nguyện cho quý vị thất tổ đây đó, cầu siêu cho củ huyền thất tổ nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ, công đức thù thắng hạnh, nhớ tự ghi đâu, tự mình ghi thêm vô, nhớ không? Thì mỗi ngày từ 6 giờ đến 9 giờ đều làm như vậy. Thì nếu mà mình công năng giỏi nha, chưa tới 21 ngày nữa đã có thư báo về rồi, có tin báo ở đâu đó về là tụi tao đi hết rồi, tụi bay ngưng tụng là vừa, nhớ không? Nha. Thầy kể một câu chuyện tại sao nha. Ba thầy hồi thầy có kể rồi đó. Ông chết năm 95. Bên nhà gọi qua nói thầy ơi, ông thân của cụ, ông thầy tịch rồi. Thì trung đạo mới ngồi xuống đúng 12 giờ trưa để ba chén cơm lên bàn thờ tổ, nói là con sẽ tụng cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo, bởi vì ba có thể là công giáo cho nên phải nói rõ, thầy sẽ tụng cho ba 21 ngày, cầu siêu cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo. Thì tụng tới ngày thứ ba thì thầy đang tụng đại bi, chưa vào A Di Đà tụng đại bi không thôi, thì ở cửa sổ trên lầu á, ba vị rõ ràng luôn nha, ba người bước vô qua cửa sổ nha, đứng trước mặt thầy hỏng mặt đất nha, nói chúng tôi đã lo cho ngài đầy đủ rồi, thầy không cần phải lo. Thầy bỏ chuông mỏ xuống, thầy lại ba lại, từ đó cho đi thầy không thắp cho ba thầy một cây nhang nào hết, bởi vì thầy theo luật các ngài báo rồi, thầy không được phép bất kính, đã nói không là không,
đã lo đầy đủ, tại sao phải kêu rên khóc lóc kêu hoài phải không? Người ta đang đi cái kêu thì người ta quay lại, nô ai kêu mình vậy? Cái đường đi người ta nó bị trì trệ phải không? Tức là mình mang cái tội bất kính đó. Rồi trung đạo bỏ chuông mỏ xuống lại ba lại. Từ đó cho đi trung đạo không khi nào cúng cho ba một cái gì nữa hết. Bởi vì theo luật mà làm các ngài đã được đi rồi là không được phép kêu gọi, đã xong hết rồi. Tức là cái duyên giữa mình vừa cụ đã xong, để cho cụ tiếp tục tiến hóa cho con đường tu học. Chúng ta không được phép níu giò níu cẳng người ta, khóc lóc rên rỉ van xin nữa. Nhớ chưa? Nhớ không? Không nhớ đừng hỏi nha. Nhớ chưa? Rồi, trong thời gian 49 ngày đó, ngày nào như ngày đó từ 6-9 giờ chúng ta cứ tiếp tục tụng như vậy, thầy chắc chắn rằng là cụ Huyền Thất Tổ, nội ngoại hai bên của các vị chắc chắn sẽ được siêu sanh. Nếu mà quý vị nào mà làm không được, nó phải có nguyên nhân tại sao, thì gặp trung đạo sẽ chỉ cho cách làm, nhớ không? Rồi, nhưng mà có điều kiện tất yếu, khi mà mình bắt đầu để cháo lên bàn thờ của cụ Huyền Thất Tổ cầu nguyện, bản thân chúng ta phải tự tu, tự sửa, tự giáo dục mình, phải rời xa thế gian pháp càng nhiều càng tốt, phải biết sửa đổi bản thân mình, sẽ biết sửa đổi tánh tình của mình, phải biết biểu lộ cái lòng khiêm nhường, biết biểu lộ cái tình yêu thương của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh chung quanh. Bởi vì mình đã biết rằng là huynh đệ bá tánh chúng sanh là con cái của Như Lai, là anh em của mình, đúng không? Thì tuyệt đối trong đầu mình, trong lòng mình, trong tâm mình, trong tim mình không được phân biệt kỳ thị huynh đệ bá tánh chung quanh, cho dù cùng đạo tràng hoặc khác đạo tràng. Nếu mà mình yêu thương người ta còn có cái lòng dị biệt thì lời cầu nguyện mình không thể nào mà hoàn tất được 100% đâu. Bởi vì sao? Mình còn ích kỷ, còn kỳ thị đó, thành ra mình lời cầu nguyện không hoàn tất 100%. Có nhớ không? Có làm được không? Đây là cái lợi lạc chứ không phải riêng cho trung đạo, mà cho tất cả huynh đệ Phật tử đạo hữu nào muốn làm theo cái pháp này. Trung đạo là cái người thực sự không biết gì về cái cách cầu nguyện cho cụ Huyền Thất Tổ. Nhưng sau 49 ngày, không những trong 49 ngày đó, nếu chúng ta là người siêng năng tinh tấn tu học, một lòng niệm Phật tụng kinh để được giáo hóa, giáo huấn. Thật sự quý vị, nếu quý vị tụng đúng như trung đạo nói đi, trong 49 ngày đó, sự mầu nhiệm gì sẽ xảy ra, quý vị sẽ tiếp nhận được, chỉ có quý vị biết mà thôi. Bởi vì khi mình đặt hết tấm lòng, con tim, trí tuệ mình cho cái việc mình làm, mình đặt hết tâm tư mình vào cái vị mà mình cầu mong là Phật Tổ A Di Đà của mình đó, thì trong thời gian đó, Ngài sẽ cho cái gì, chúng ta sẽ biết được cái điều đó, mà người bên cạnh không thể nào hiểu được, mà mình cũng không được kể ra cho các vị đó biết. Có thể là Ngài sẽ phóng quang tiếp điển, có thể Ngài sẽ mở tất cả những luân xa, những huyệt đạo trong cơ thể còn bế tắc. Có nghĩa là Ngài cho một cái gì đó mà đời sống tu học nó càng ngày càng tiến triển hơn. Phước đức vô cùng nếu chúng ta làm được điều này. Thì một cầu mong quý vị làm được những gì mà trung đạo mới chia sẻ. Quý vị trung đạo đã từng được như vậy, nhưng mà không thể nào kể ra ở đại chúng được. Nhưng nhớ không? Có làm được không? Hứa được không? Đâu phải làm cho thầy đâu mà không được. Làm cho mình không mà còn phải suy nghĩ nữa. Đây là một cái phước báo lớn nhất. Quý vị có nhớ Bà La Môn Nữ không? Mẹ của Bà La Môn Nữ bị đọa địa ngục, nhớ không? Không phải riêng cái cô này siêng năng tu tập đâu, mà vì thương mẹ quá cho nên mới dốc lòng tu tập, siêng năng tinh tấn, cho nên cái đạo lực mới phát triển, đạo hạnh mới phát triển, đạo đức mới cao dày. Nhờ vậy cho nên mẹ mới được thoát khỏi cái địa ngục vô gián. Nhưng quý vị nghĩ lại một cái chiều khác nha. Bởi vì người mẹ làm tội quá tày trời, cho nên người con mới phát tâm tu học. Người mẹ vẫn được công đức như thường, nhờ công đức cho nên bà mới được thoát khỏi địa ngục vô gián. Thấy chưa? Nếu mà bà không làm tội ác quá thì người con đâu có phát tâm. Thấy chưa? Nhờ mà người mẹ, chính vì chỗ chúng ta phải nghĩ rằng là thế gian pháp là người mẹ tạo tội. Thấy chưa? Nhờ người con thấy được mẹ tạo tội, cho nên lắng mình, đắm mình trong Phật Pháp, học cho thiệt là giỏi để giúp đỡ mẹ thoát khỏi địa ngục. Có phải vậy không? Thế gian pháp, cho nên Phật Pháp bất ly thế gian pháp là chỗ đó đó. Bởi vì biết mình, mẹ mình tạo tội, cho nên đắm mình vào trong Phật Pháp, học cho thật là giỏi để cứu mẹ mình ra. Cho nên hai cái nó tương ứng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà người mẹ không tạo tội ác thì con đâu phát tâm đâu. Thấy chưa? Thật ra người mẹ kia cũng có công đức đó. Nhờ vậy cho nên bà mới thoát khỏi cái địa ngục vô gián đó. Thấy thầy nói vậy không? Có hiểu? Bà là một nữ đó.
trong địa tạng đó con. Nhớ chưa? Tức là chúng ta phải biết, cho dù của vị thức tổ mình ở cái đời nào kiếp nào, bảy đời bảy kiếp gì đó, mà còn vướng tội mình chưa đi được, mình trì tụng bằng cả tâm tư trí tuệ con tim của mình ngày nào cũng như ngày đó, thì chắc chắn trong 49 ngày sau thì các vị sẽ được siêu sanh tịnh độ. Bên cạnh đó mình vẫn được lợi lạc rất là lớn từ cái vị mà mình đặt tâm tưởng vô là A-di-đà, đúng không? Lúc đó ngài sẽ phóng quang tiếp điển. Hồi đó trung đạo có nói là ngồi như thế này nè, mắt mở ra 3 tiếng đồng hồ, nhìn thấy ánh sáng, thấy không, nhớ không? Ánh sáng chụp vào đầu, cứ ngồi trong đó thôi, nó đã ghê gớm luôn á. Đã vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Nếu mà làm được như vậy á, thì mà về bên kia nó gần ghê lắm luôn á, gần. Khi nào mà mình bỏ hết cái thế gian pháp đi, mà mình ý thức rằng là tâm của mình và tâm Phật chẳng khác. Khi mà mình thấy mình tâm mình và tâm Phật đã hòa nhập rồi, thì thật sự thế gian pháp trở thành tịnh độ đó. Cái thế gian trở thành cõi tịnh độ. Thấy chưa? Khi mà tâm của mình cảm ứng đồng với tâm của Ngài rồi, thì cõi tịnh độ xuất hiện tại hiện tiền này nè. Thấy chưa? Thì có khác gì đâu. Chúng ta còn thấy khác biệt bởi vì cái tâm phàm phu, thế gian mình còn nhiều quá, cho nên mình không cảm nhận được cái tâm của mình với tâm của Ngài là một. Bởi vì mình là con của Ngài mà. Thí dụ bây giờ, Ngài là đại vũ trụ phải không? Còn mình là tiểu vũ trụ. Còn có nghĩa là Ngài là đại ánh sáng, mình là tiểu ánh sáng. Cho nên tiểu ánh sáng có quyền được trở về với đại ánh sáng cùng hòa nhập với Ngài. Hiểu không? Sống như thế nào mới được hòa nhập với Ngài? Hả? Chỉ có một cách duy nhất thôi mà được hòa nhập với Ngài là phải yêu thương con cái của Ngài như chính bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng là con cái của Ngài. Mà muốn trở thành đứa con có hiếu để Ngài tiếp nhận, là phải biết yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai giống chính bản thân mình, với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó mình mới trở thành đứa con có hiếu được. Nhớ không? Đó, muốn làm đứa con hiếu là sao? Yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai như chính bản thân mình. Phục vụ huynh đệ ba tánh sinh quanh chính là đang phục vụ chư Phật. Có đúng vậy không? Làm được không? Hả? Được không? Dễ quá ha. Trung đạo nói chuyện rất là dễ. Bởi vì sống nhiều trong đó là nó dễ ghê lắm. Đừng có dùng cái phàm trí này mà so sánh sự việc ở thế gian, bỏ. Nó làm gì? Thôi kệ nó đi. Không? Nó nói gì cũng kệ nó luôn đi. Mà nó nói hoài, thôi kệ nó, kệ nó nói gì nói đi không? Cái chuyện nó nói lâu quá nó điên lên, cái này kệ tao. Tao làm cho làm, đừng nói cho tao. Đầu tiên mình kệ nó, nhưng hồi mình nói điên lên mình kệ tao. Khi mình kệ tao mà giận dữ là bắt đầu cái phàm ngã mình, nó ăn thịt mình liền luôn á. Cho nên ông Phật mình không sợ, ông trốn mất. Dứt khoát không để phàm ngã lấn át đời sống, không để cho phàm ngã lấn át đời sống của mình. Mình là người tu học Phật, cho nên mọi cách phải diệt được cái phàm ngã này. Nếu phàm ngã còn nổi lên là mình còn nhìn thấy lỗi lầm của đệ ba tánh chúng sanh. Nếu mà còn diệt trừ lỗi lầm của ba tánh chúng sanh, tức là cái ngã mình còn rất là nặng nề, thì mình sẽ không bao giờ hòa nhập với vô ngã được. Người tu Phật mà phải đi vào vô ngã mới đắc, đúng không? Nếu mình không đạt tới vô ngã, còn có nghĩa là không nhìn thấy cái thánh tuệ của mình. Phải đào vô ngã mình mới đạt được thánh tuệ. Kiên trì thiền định sinh vô ngã, nhẫn trí tịnh tâm thánh tuệ khai. Nếu không có thánh tuệ thì mình vẫn còn trôi lăn pháp thế gian như thường. Nhờ có thánh tuệ đó mình mới nhìn được Phật tánh của chính mình. Nhờ nhìn được Phật tánh của chính mình, cho nên mình sống đi biểu lộ cái tính đại từ đại bi của Phật. Nhờ biểu lộ được cái tánh đó, cho nên mình mới hòa nhập với chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nhờ hòa nhập vào chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, nên con đường giải thoát rất là sáng sủa rộng rãi, đúng không? Rồi hôm nay chúng đạo giảng về điều này rất là ngắn gọn, để mong quý vị nhìn thấy được tu tập như thế nào để có đủ năng lực, đủ công lực để giúp đỡ cho củ huyền thất tổ của mình siêu sanh. Trong thời gian mà chúng ta tu luyện cho bản thân mình, là mình diệt trừ được bệnh tật, diệt trừ được nghiệp chướng của mình, giải trừ được oan gia trái chủ, trí tuệ phát triển. Bên cạnh đó, khi bản thân mình xong rồi, bắt đầu mình tự giác rồi, đúng không? Bắt đầu mình giải nghiệp cho quý vị thất tổ của mình, mình giúp đỡ cho quý vị thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ, là mình hoàn tất được cái duyên của mình, tiền định của mình với các ngài, đồng thời mình trả được chữ hiếu. Thấy chưa? Mình trả được chữ hiếu rồi thì cái nghiệp lực mình rất là nhẹ nhàng, thì mình tu học rất là tiến hóa. Rõ không? Rõ không?
Nên chúng ta cố gắng biểu lộ cái tánh từ bi của mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, để mình có đủ năng lượng giúp đỡ cho quyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Thầy mà nghe cái phone của Irene, thầy lấy cái phone đó thầy xài luôn đó nha. Ừ. Rồi chưa? Trong vấn đề mà mình cầu cho quyền thất tổ của mình nó rất là rõ ràng như vậy. Ngày đầu tiên mà mình khai kinh là mình hoa, quả, trái cây, nước, rồi ba chén cháo trên bàn quyền thất tổ. Cứ tụng từ 6 giờ đến 9 giờ là những việc cầu nguyện mình sẽ được như ý. Và trong khoảng thời gian đó chắc chắn thầy bảo đảm quý vị là ít nhiều gì mình cũng được sự chứng giám. Với điều kiện thì chúng ta bắt đầu tụng kinh A Di Đà để giải nghiệp với quyền thất tổ, mình phải để hết tâm ý mình vào trong đó, phải để cả con tim trí tuệ sức mạnh mình vào trong lời cầu nguyện này, thì ít nhiều gì của quyền thất tổ mình cũng được tiếp nhận đó. Làm cái gì cũng phải có tâm có ý trong đó, nhớ chưa? Tụng kinh niệm Phật đến cái mức mà tâm mình rời xa được thế gian pháp, ý không còn nằm trong thế gian pháp, không còn tham lam luyến ái điên đảo nữa, lúc đó chúng ta mới giải thoát được, lúc đó chúng ta mới gần gũi Phật tổ A Di Đà được. Thấy chưa? Nếu mà mình tụng kinh niệm Phật hoài mà mình cứ gần thế gian pháp hoài thì không thể nào mà thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Chúng ta cứ trôi lăn hoài thôi. Thì đã quyết định rồi thì cố gắng niệm Phật tụng kinh, làm sao đến ngày cuối mình tỉnh thức, tâm mình rời xa luyến ái, ý của mình rời xa điên đảo mộng tưởng, thì chắc chắn cõi tịnh độ sẽ xuất hiện. Nhớ chưa? Nếu mình còn luyến ái điên đảo không ngừng thì mình còn mê muội trong cái niệm Phật thì không bao giờ sống trong cõi tịnh độ được. Trong việc tu học của mình chướng ngại trở ngại, rồi trước trung đạo hỏi hoài, chúng ta cứ việc nói chuyện với trung đạo, chia sẻ với trung đạo đi, trung đạo sẽ trả lời rất là lẹ và không cần suy nghĩ. Mà nó hả, viết giấy viết chữ thiệt là bự, chứ đừng viết chữ nhỏ quá. Trung đạo đại học chữ bự ở Mỹ đó, chữ bự mới đọc được chứ nhỏ đọc không được. Tốt nghiệp đại học chữ bự, nhớ không? Rồi trở lại một vấn đề duy nhất nữa thôi. Làm sao không cần biết, hãy ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Đây là lời khuyên mà các vị tiếp nhận được quyền năng trong âm thầm, tuyệt đối không được kể cho bất cứ một huynh đệ nào nghe hết. Bởi vì tâm trí chúng ta khác biệt, cái trình độ trí tuệ tâm linh mình khác biệt, căn cơ khác biệt, cho nên những cái thấy của mình không giống như huynh đệ được. Ngược lại, huynh đệ thấy những điều đó cũng không giống mình được, cho nên không được kể ra. Một người không hiểu sẽ nói mình vọng tâm vọng tưởng, sẽ nói bậy nói bạ, sẽ tạo nghiệp. Còn người ta cũng không hiểu, người ta chê bai mình, ta nói bậy nói xấu, mình cũng tạo nghiệp, hiểu không? Mình nói ra người ta mang cái tâm vọng tưởng, vọng ảo là mình cũng mang nghiệp. Cho nên mình tuyệt đối không được kể lại cho huynh đệ nào nghe hết, trừ trung đạo ra. Trung đạo giải thích cho nghe nó rõ hơn, phải không? Nếu mình thấy cái cảnh đó ở cõi nào trung đạo biết rồi, đâu sống đâu đó mà. Đi đi về về nó sướng. Mua vé máy bay về bển xong mới về đây lại. Cũng về Tây Phương. Thấy không? Cho nên chúng ta sống phải để cái lòng của mình, cái trí của mình, cái tâm của mình vào trong cái cõi giới mình sống. Tức là mình đang tụng kinh niệm Phật, đang tụng A Di Đà, mình biết rằng là mình đang tâm sự với cha của mình là A Di Đà, mình sống trong cái đó luôn, thì tự động Ngài sẽ cho mình những cái gì mà mình cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ lợi lạc, chắc chắn của hiền thất tổ của mình sẽ được siêu sanh tịnh độ. Chắc chắn, bảo đảm, không được, không lấy tiền. Chắc chắn luôn. Cho không mà, phải không? Còn làm không được là tại mình chứ phải tại thì trung đạo đâu nha. Nhớ không, làm cho mình, học cho mình, tu cho mình, sửa cho mình, chứ không phải cho thầy, cho cô hay cho cái chùa Phật Quang này đâu. Đừng có nghĩ là mình tu chung là mình sửa cho người khác rồi trật lất á. Đổ thừa tại mày tao tu không được. Không phải vậy. Nhờ huynh đệ mà mình tu khá hơn mới sao. Ví dụ nó càng xấu chừng nào thì nó càng giúp đỡ cho mình tiến lẹ chừng đó. Chứ đừng thấy nó xấu quá bắt chước nó là xong luôn rồi đó. Tại vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp mà, thấy không? Nhờ mẹ sống quá xấu cho nên con mới đắc đạo. Nhờ huynh đệ bên cạnh sống không tốt lành cho nên mình mới tốt lành. Cho nên mình mới trở thành đóa sen mọc trong bùn chứ. Không lẽ mình thành giống như nó luôn sao? Thì đâu gọi là Phật Pháp được. Thấy chưa? Rõ ghê ha. Mất nhiều năm lắm mới được nói như vậy đó. Phải là lặn lội gian khổ vật lộn chiến đấu nhiều năm mới lòi ra được có nhiêu đó thôi đó.
nó đơn giản. Hồi xưa học nó phức tạp lắm, cứ nghĩ cái này nghĩ cái lum la, cuối cùng nhớ ra thì ra là nó không có gì khó hết trơn. Tại vì kiến thức nhiều quá nó làm cho mình lẫn lộn. Chỉ hiểu ra được rồi thì mình thấy mình là con của Như Lai mà. Thân người thánh Phật chẳng sai bao giờ, thấy không? Đâu có gì khó đâu. Các ngài nói người thế gian làm cho mọi việc trở thành phức tạp, thực sự nó không có gì khó. Tụng kinh này bi xong ngồi xuống niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhắm mắt lại niệm. Niệm cái không cần niệm, cái tự nhiên người ta niệm giùm, ai đó niệm giùm mình kể. Khi quý vị nghe niệm Phật mà nghe tiếng niệm nhiều 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 bên cạnh mình niệm, kể người ta cái chuyện ta cùng niệm với mình, phải không? Để cho người ta niệm mắt chứng gì lắng nghe, mình cũng lắng nghe, nhưng mà kể đó đừng có bàn tới, hiểu không? Hả, mình bàn tới tự nhiên không còn nghe nữa. Là tại sao vậy? Vì lúc đó là sự thiêng liêng, các ngài đang niệm cùng với mình. Mình không có dùng cái phàm trí, cái phàm tuệ, tức là cái ý nghĩa của thế gian á, mình chen lấn vô cái việc niệm của người ta, tự nhiên cái lỗ tai mình là đóng lại không nghe nữa, thấy chưa? Mất phước rồi đó. Thật ra khi nghe hả, cái niệm theo thôi, tự động mình cứ niệm trong đầu mình nghe niệm lại, nó là phước đức vô cùng. Thập phương chư Phật cùng niệm Phật với mình là phước báo ha, vĩ đại nhất luôn á. Mình niệm Phật đến sau mình rồi mà tất cả pháp giới cùng niệm với mình á, mới là ghê, thấy chưa? Lúc mà mình chưa đi mà các ngài đã dọn đường sẵn cho mình rồi, chỉ cần mình gọi phone cái đi về là mọi người đang chờ mình, sắp bàn tiệc sẵn cho mình về ngồi xuống ăn thôi. Dễ quá ha, dễ không? Rồi dễ, chúc mừng. Nhưng mà chừng nào mà những gì mà chúng đạo nói đây quý vị tiếp nhận dễ dàng như là mình đang ăn cái miếng cháo nguội với đường phèn vậy đó, cũng ngon lắm. Ăn nuốt cái rột hết hết chuyện. Đừng có dùng cái đầu này, dùng cái trí tuệ phàm phu mình mà xen vào chuyện của chư Phật. Đừng, tiếp nhận nó như món quà thôi. Mình thấy nó tới, tự động nó tới, tự động nó đi à. Đừng có giữ nó, hiểu không? Thì mình ngồi tụng kinh, mình thấy gì cũng kệ nó đi. Kệ nó. Nó tới mình kệ nó, kệ riết cái thành thói quen, cái kia nó xấu mình, thôi kệ nó luôn. Từ từ mình bỏ được cái tánh gọi là thị phi á, mình không lắng nghe nữa. Nhờ mình không nghe bậy á, thì nên mình mới nghe tiếng tốt, thấy không? Nhờ mình không lắng nghe bậy cho nên người ta không có phương tiện nói bậy, không có tạo nghiệp, thấy rõ chưa? Thấy không? Nhờ mình không lắng nghe những điều không tốt lành, cho nên mình nghe những điều tốt lành. Mà nghe được những điều tốt lành 5, 10 năm sau, thì nghe những điều tốt không tốt lành không được nữa. Nếu có miệng mình nói những điều tốt lành 5, 10 năm sau, thì nếu nói một điều không tốt lành cũng không được luôn. Ngộ lắm, cái đầu mình niệm Phật liền liền 10 năm sau thì mình nghĩ bậy cũng không được nữa. Thì từ nhà chạy lên đây á, cái đầu tụng đại bi mà mình xe cộ đông đúc, thấy không? Trong đầu chạy tính bơ mà cái đầu vẫn đại bi, nó lạ lắm. Đại bi rõ mồn một trong đầu luôn mà vẫn chạy xe, vẫn lạng lách bình thường. Mà chạy phải chạy chậm đâu, chạy dữ lắm á. Thì mình biết mấy ông dành đường cho mình rồi, mình cứ chạy đã thôi à. Ừ. Ông biết thằng này đi làm việc đó, có chuyện gì xảy ra cái nó bỏ lỡ công việc, mấy ông mang tội á, dọn đường rộng rộng cho nó chạy. Thấy chưa, làm việc có lợi lạc đó, rất là lợi lạc luôn. Một khi mình chấp nhận giao cái mạng cùi mình cho chư thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, thì những gì mình làm đều được các ngài hộ trì và gia hộ. Thực sự luôn á, trung đạo đi đâu cũng được các ngài gia hộ, làm việc gì cũng lợi lạc cho người ta. Bởi vì nó đang làm cho huynh đệ con cái cái Như Lai, cho nên các ổng phải giữ mình nó, phải giúp nó hoàn tất. Thấy chưa, một mình trung đạo thôi có cái hành nguyện đó. Nếu quý vị cũng phát hành nguyện như vậy thì các vị chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát cũng gia trì gia hộ y như vậy, đến chi để cái cõi giới này có nhiều điều an lạc hạnh phúc hơn, của người ta bớt tạo tội hơn, bớt người vô minh đi, thì cõi giới trở thành thiên đàng, niết bàn, tịnh độ, cực lạc ngay đây luôn, không chờ phải nhắm mắt giải đạch đạch qua bên kia. Nhắm mắt giải đạch đạch đựng hồng qua chỗ khác rồi, không phải cực lạc quốc đâu. Người tụng kinh niệm Phật phải biết á, mình nhắm mắt đi, mình an lành, mình đi hạnh phúc đi, hiên ngang đi, mới gọi là tịnh. Nhớ chưa? Nhớ không? Vui vẻ, tỉnh thức niệm Phật để đi, tỉnh thức biết rằng mình đi đâu, biết rằng mình về đâu, ai đón mình. Mà vui vẻ hiên ngang để đi mới gọi là tịnh. Còn mà mình giãy đạch đạch, mình bắt chuồn chuồn, mình ngái, mình la, mình hét, niệm không đủ tiếng là ngủm, chứ không phải tịnh. Nhớ chưa? Lúc đó là mình không biết đi đâu đó. Niệm Phật mà đến cái ngày cuối cùng mà nhờ 5-7 người thứ hộ niệm, nó mắc cỡ vô cùng luôn. Thôi chết trước khi nó tới cho rồi, thấy không? Cũng huynh đệ mình niệm Phật của mình tới ngày đó, nó tụ 5-7 nó hộ niệm cho mình, trời ơi còn mặt mũi nó mà nhìn, thôi đi chứ lẹ. Niệm Phật khi nào mà gặp huynh đệ mình nói khỏi tới, tao đi nè, đi liền, bye bye. Thấy chưa?
vui vẻ hiên ngang đi mới gọi là tình. Chứ còn mà rên rỉ đau đớn, quan gia trái chủ nước bu của mình rên hoài á, mình không thể nào mà tình một cách an nhiên hạnh phúc được, gọi là ngụm. Nó đơn giản vậy thôi, mình phải đừng có lợi dụng từ ngữ mà che đậy tội lỗi của mình á. Người đủ thứ chuyện xui thế gian á, lúc mà nằm xuống đau khổ đủ thứ, nói tình, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Đừng có giận thầy, giận ráng chịu nha. Thành ra thầy nói quý vị, đánh thức quý vị vậy đó, là khi tụng kinh niệm Phật phải biết rằng là mình đang tâm sự với chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên phải sống sao để đáng được như vậy. Để có đủ năng lực nói chuyện với các ngài trong âm thầm. Mình mở miệng ra mình nói là có sự việc. Hôm nay trong đạo nhắc lại cái điều này luôn. Khi ta niệm Phật tụng kinh đúng mức rồi á, cái miệng mình hồi xưa là phàm khẩu đúng không? Bây giờ trở thành thần khẩu. Thần khẩu. Nói là có chuyện, nói là có chuyện. Thành ra phải cẩn thận trong cái miệng. Mình niệm Phật tụng kinh một thời gian dài thì dài, sau 20 năm cái miệng trở thành Phật khẩu luôn. Mình nói là ai nói? Phật nói, mình nghĩ là ai nghĩ? Mình làm là ai làm? Thấy chưa? Mình sống cùng với các ngài rồi. Cho nên tất cả những gì mình nói ra, mình nghĩ ra, mình làm ra đều có tác quả lớn lao hết. Quả lớn rất là lớn luôn. Thành ra cẩn thận trong việc nghĩ, cẩn trọng trong việc nói và cẩn thận trong việc làm của mình. Bởi vì tất cả những điều đó đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh cả, đều lợi lạc cho mọi người. Cho nên những gì mình nói ra, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát đều ủng hộ cho mình hết. Thấy chưa? Thấy lợi ghê chưa? Thấy không? Xá có lợi mà không xá uổng. Gặp ai cũng xá, cũng xá để biểu lộ cái tánh khiêm nhường của mình. Hiểu không? Chính cái xá đó cho nên sống dài lắm đó. Sống dài trong cái sống tâm linh đó. Bởi vì cái phàm ngã nó không còn nữa, thì cái thánh ngã ngự trị. Thánh ngã ngự trị thì sống chung với các ngài nó dễ lắm. Rõ không? Chúc may mắn nha trong việc tu học. Chúng đạo nói gì cũng dễ đó, dễ vô cùng. Không biết có làm được không mà. Còn suy nghĩ lại ha. Tu mà còn suy nghĩ nữa thôi. Tu đem máy tính theo hả? Tu sách máy tính theo, hôm nay tu mấy tiếng ngồi. Này tu 1 tiếng rưỡi, ta không đủ rồi nha. Ráng tu nửa tiếng đi cho nó đủ. Trong một giây phút mình ngồi xuống thôi, mình đặt hết tâm tư vào việc tu học của mình, đặt hết tư tưởng, con tim trí tuệ vào. Giây phút đó mới thực sự là giá trị tu học. Còn chúng ta ngồi 3 tiếng đồng hồ, mà cái đầu mình nó còn nằm ngoài chợ. Cô bảo đâu? Còn nằm ở chợ ăn đông thì không tính được. Không có tính toán gì cả. Nhớ không? 10 phút thôi, ngồi xuống đây để tâm sự với cha mẹ, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Tấm lòng mình, con tim, trí tuệ, sức mạnh, hơi thở nằm trong đây mới thực sự mới được tính trong cõi giới tâm linh. Bắt đầu nó học rồi đó, mới tính bao nhiêu điểm. Thấy không? Để vô nhà băng cho nó. Thấy chưa? Mà nó ngồi xuống 3 tiếng đồng hồ, mà cái đầu ngoài chợ bắt đầu nó trừ 3 giờ đồng hồ vô cái băng 6 kia rồi. Cộng trừ nhân chia ra kết quả. Không bao giờ trật, không bao giờ trật. Nhân quả không bao giờ thay đổi. Thấy chưa? Thành ra phải ý thức trong lúc chúng ta ngồi xuống đây để tụng một bài kinh, niệm một câu Phật, là phải đặt hết tư tưởng, tâm ý mình vào đó, thì việc làm mới có giá trị và kết quả tốt cho việc tu học. Nhờ tu học năng nổ tinh tấn mới tạo nhiều công đức. Nhờ công đức lớn như vậy mới có đủ lực cầu nguyện cho quyền thất tổ, nội ngoại hai bên được siêu sanh tịnh độ. Khi mà công đức cầu nguyện cho của quyền thất tổ nội ngoại hai bên đã hoàn tất rồi, bắt đầu mình phát một cái tâm đại từ đại bi rộng lớn hơn để cầu nguyện tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trận vong, quan hồn tử, đồng bào tử nạn, chết nước chết non gì đó không biết, cầu hết luôn, quan gia trái chủ được tiêu trừ hết. Lúc đó mình mới phát đại từ đại bi cầu cho tất cả được siêu sanh tịnh độ mà nó đủ. Lúc đó mình tạo âm đức rất là rộng lớn, âm đức mình rất là cao dày, hiểu không? Tụng qua địa tạng. Tụng qua địa tạng là cầu cho tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trần vong, oan hồn tử khắp nơi và chung quanh đây được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Sau khi củ huyền thất tổ của mình đã được siêu sanh tịnh độ, lúc đó mình phóng cái tâm rộng lớn hơn để cầu nguyện cho nhiều 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 hơn. Âm đức mình càng lúc càng dày, càng lúc càng dày, thì phúc báo mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phúc báo càng lớn chừng nào thì nghiệp lực nó càng mỏng càng mỏng, thấy không? Nghiệp lực càng mỏng chừng nào thì trí tuệ mình càng sáng càng sáng. Thấy rõ ràng chưa? Ghê không? Thì càng lúc càng sáng chừng nào thì tri kiến Phật, mình sẽ tiếp nhận được tri kiến Phật là sự dạy dỗ hiểu biết của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Thế rõ ràng chưa?
Rõ ghê luôn ha. Quá rõ luôn. Nếu có làm được không à? Cái câu mà thầy luôn luôn đặt, mình nói sao nó dễ quá, không biết huynh đệ mình có làm được không? Được không? Thầy mong rằng sẽ được như vậy. Nó dễ vô cùng. Mình bỏ lòng thương ra cho người ta, mình đâu có mất đồng xu các bạc nào đâu mà phải tính. Có tính cái gì? Chứ Phật đã tính hết rồi. Đẻ ra các ngài cộng trừ nhân chia cho mình rồi. Trong lúc mình đang lớn lên dần để sống trong hiện tại, lúc này là mình đang tạo trồng cái nhân nè, mà mình vẫn hưởng cái quả của quá khứ, đúng không? Rồi cái nhân mình trồng ở hiện tại này, nó sẽ nở một cái quả của tương lai. Cho nên hiện tiền sống chân thật, sống chân thật cái giây phút hiện tại này, thì tương lai sẽ hoàn tất một cách tốt đẹp. Thì tại sao chúng ta không chịu sống trong chánh niệm để tạo sự chân thật cho hiện tại, để tương lai mình chỉ có thấy Phật không thôi? Tại sao không chịu làm? Tại sao? Nói giọng ông già nè. Tại sao không làm? Tại sao không làm? Nổi da cóc hết trơn. Ê dồi. Còn khen có tiếng gái hay nữa chứ. Thấy người ớn nổi da cóc hết trơn. Đừng có khen thì nói tiếng gái hay muốn thì bệnh chết luôn á. Ca giọng con gái không được. Dạ, từ từ sẽ tính tới chuyện đó. Ca này nó mất trang nghiêm chút nữa hết giảng rồi ca. Hiện tại chúng ta đang chia sẻ tu tập như thế nào để có đủ công năng, công đức để mà giải nghiệp cho quý vị thất tổ. Thì hồi nãy giờ chúng đạo chia sẻ rồi, quý vị có nắm rõ cái nguyên tắc và luật cầu nguyện chưa? Rõ chưa? Nhớ không? Ai không nhớ giơ tay lên. Nãy giờ con nghe ai nói chuyện vậy con? Con muốn hỏi lại không? Chúng tôi hỏi lại nha. Dạ, Di Đà Phật. Thầy chúng đạo rất là dễ nói chuyện trong việc tu học và chia sẻ. Quý vị càng hỏi nhiều thì lợi lạc càng nhiều. Chúng đạo rất là hạnh phúc để mà trả lời. Những cái đó nó rất là lợi lạc cho huynh đệ Phật tử của mình. Cho nên mình càng hỏi nhiều thì càng tốt. Nhớ không? Buổi giảng rất là đơn giản và gọn. Tu tập cách nào để phát triển công năng và công lực để giải nghiệp cho quý vị thất tổ của mình. Thì nãy giờ chúng đạo đã chia sẻ rồi. Nhưng mà chúng đạo vẫn nhắc nhở quý vị, trong lúc chúng ta tụng niệm tu học như vậy, chúng ta mới biết trau dồi đức hạnh, đạo hạnh, tâm hạnh của mình, nhớ chưa? Những cái đó rất cần thiết trong việc biểu lộ cái tánh đại từ đại bi. Nếu không biểu lộ được thì ngàn năm sau cũng vậy thôi. Quý vị, đại từ đại bi chính là Phật nói hoài. Phật chính là đại từ đại bi. Mình cứ sống đi, sống biểu lộ đi, đâu có mất mát gì đâu. Mình càng cho nhiều tấm lòng mình có cái là cho hoài. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, ít ra trong đây cũng 200 người đi ha, ít ra cũng phải có 5 người cho thầy tấm lòng. Thấy chưa, ít ra cũng phải có 5 người, ít nhất luôn á, còn nhiều nhất cũng được 200. Thấy thầy có lời chưa? Quá lời luôn rồi. Mà thầy đâu có đòi hỏi là 200 đâu, chỉ cần 5 tấm lòng cho thầy là đủ, thầy cũng sống lai rai qua ngày. Thấy chưa? Thấy rõ không? Chỉ cần 5 người cho mình tình thương thôi, mình cũng sống lai rai, đi ra đường cũng đỡ tuổi. Thấy không? Cho nên mình biết thân phận của mình là người xấu không đẹp, cố gắng thương người ta nhiều vô, để chi? Để người ta thương lại. Nhớ không? Đời mình nó bớt mặc cảm. Mình biết thân phận của mình mà, thấy không? Thầy biết thân phận của thầy. Cười, nó che mặt nó cười. Đúng ý quá phải không? À, Di Đà Phật, cảm ơn con nha. Cảm ơn nhiều. Thật sự cái đẹp này nó không diễn tả bằng danh ngôn từ được. Không ngôn từ được. Nếu mà chấm điểm nha, chấm điểm mà gọi là đẹp trai, thầy là cái người đầu tiên à, được rớt cái bịch. 80% á hả? Trời ơi, dữ vậy đó hả? Nói Di Đà Phật, cảm ơn con nhiều nha. Trời ơi, coi kìa, nhiều đứa nó ói, sau lưng nó ói một lum. Rất là an lành, hạnh phúc. Nếu quý vị mà thực sự tu niệm đúng như trung đạo hướng dẫn, thử làm đi. Một năm sau quý vị thấy người mình nó khác, mình đẹp ra nè, trẻ ra nè, thấy chưa? Cô Quý là người phải nói là làm thầy không mất mặt là cô Quý á. Đẹp gái ra trẻ vô cùng luôn. Và cười tươi như hoa. Chúc mừng cô Nhan A Di Đà Phật. Thật là phước đức A Di Đà Phật. Thấy tu sáng nhiều lắm. Nhiều nụ cười, thấy nhiều hàm răng là được rồi.
Anh Trung Đạo cũng mong quay trở lại đây nữa, nếu quý vị không có chê. Nếu cô Hoa Bảo còn mở cửa thì nhờ thầy, thầy vẫn tới. Cổ gọi cho thầy cái gì thầy ừ cái đó, thầy không có nói nô với cổ được. Chắc có lẽ tại vì cái miệng cổ ngọt quá đó, thầy không nói nô được. Thầy cũng còn nhẹ dạ lắm, dễ bị dụ. Tu hoài mà lòng vẫn nhẹ dạ như thường, bị dụ. Chút nữa thầy cho hỏi, giờ còn nói chút xíu nữa đi, nói 5-10 phút rồi hỏi sao nha. Thầy nói thêm 15 phút rồi hỏi ha. Thực sự chúng ta muốn làm một việc gì đó mà hữu ích cho huynh đệ Phật tử của mình, thí dụ nha, một đứa bé nó ngủ, nó đêm nào nó cũng khóc hết trơn á, mà nó không biết huynh đệ có đây không. Con gái của huynh đệ của thầy á, đệ tử của thầy á, da nó lở tùm lum mà nó khóc nó la hoài à, mà lúc đó nó chưa có học với thầy, thì đối diện nhà nó không ai cho thầy á, thì ôi nó bé thì dỗ thầy nói vài câu, thì nựng nó mấy cái thì trả lại á, thì đi về Mỹ xong mấy tháng sau về á, nó ngủ ngon lành, da nó lành lại như cũ. Tại sao? Bởi vì thầy ẩm đứa bé đó, thầy rất là sạch, cái lòng thầy sạch, cái đầu thầy sạch, con tim thầy sạch, thân xác thầy sạch, thì ôm một cái không sạch thầy chỉ ôm vậy thôi, thầy cầu nguyện thầy đem tất cả các sạch thầy cho nó, thì trả lại thì mấy tháng sau nó sạch. Đơn giản vô cùng, thật sự luôn. Đứa bé ngủ khóc, đêm nào cũng khóc, thầy ôm thầy dỗ dỗ nó ngủ ngon nha con, lấy cái sạch thầy đưa nó về nó ngủ ngon bình thường, đâu có cần bị. Lúc đó mình tụng niệm đến mức mà cái miệng mình từ phàm khẩu thành Phật, thần khẩu trở thành Phật khẩu luôn, thì những lời nói ra đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, cả âm lẫn dương. Cho nên âm siêu thì dương thới, đúng không? Âm không siêu dương không thới, nghĩa là công đức không tròn đủ, hiểu không? Âm siêu dương thế là công đức tròn đủ, nhớ chưa? Thầy nói năng nổ tu tập cho nhiều vô, để có đủ công lực, đủ công năng giúp đỡ của huyền thất cổ mình siêu sanh tịnh độ. Thầy giảng ở chùa Xuân Đức chủ nhật rồi đó, quý vị cứ tưởng tượng cái công lực của thầy nó kinh khủng lắm. Thầy giảng ngày chủ nhật đầu tiên ở Mỹ mới về là 4 chùa liền, sáng 2 chùa, chiều 2 chùa, tuần sau là giảng 3 chùa nữa, tức là trong tuần là giảng nhiều chùa liên tục, mà cái giọng nói thầy vẫn bình thường, không khang không gì hết, vẫn bình thường, mà mặt thầy vẫn không thay đổi một chút xíu nào hết á, vẫn xấu như cũ. Nó vậy là thầy thật sự cái công năng đến độ như vậy không có biết mệt đâu, bởi vì mình làm việc rất là vui vẻ hạnh phúc để làm cho huynh đệ của mình, cho nên cái lực đó từ mình tiếp nhận được từ cha mẹ của mình, từ chư thiên chư Phật chư Bà Tát cho, để chi? Để mình có đủ công lực mà chia sẻ cái niềm an lạc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, thấy chưa? Mình làm việc cho con cái Như Lai mà, nên cần gì ông cho cái đó, cho hết. Nếu chúng nào làm được, các thầy khác làm được, thì quý vị cũng làm được. Chúng ta đều có khả năng giống nhau, đều là con cái của Như Lai, nên chúng ta có quyền yêu cầu và cầu xin cha mẹ mình ban cho mình những gì cần, cái phương tiện nào cần cho huynh đệ bá tánh chúng sanh các ngài đều cho mình hết. Để chi vậy? Để mình mới biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi mà các ngài ban cho mình từ trong vô lượng kiếp, thấy chưa? Nếu mình không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi này thì mình có mơ tưởng cỡ nào chăng nữa mình không thể nào gặp được Phật tánh của chính mình. Mình biểu lộ đi, 5 năm sau thì chính Phật của mình sẽ ngự trị trong mình. Lúc đó mình mới tuyên bố tôi là người đã trở về với cha mẹ. Lúc đó mình nói câu là Như Lai là con và cũng là tất cả, là càn khôn, là vũ trụ bao la, tình yêu thương ban rải khắp ta bà, là vạn vật trong con ngài một thể. Lúc đó mình mới dám nói câu đó đó, bởi vì mình với ngài cùng chung với nhau một nhà. Ngài trong ta, ta trong ngài, ta là con cái của ngài, ta có quyền yêu cầu ngài ban cho những gì cần thiết cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó mình mới hiên ngang vui vẻ hạnh phúc để yêu cầu cha mình ban cho mình những gì cần thiết. Chứ tuyệt đối đã tu học rồi không được ngồi ý đó mà khóc lóc rên rỉ van xin đâu, không được như vậy. Chấp nhận mình nói tôi là con của Phật, thì nên tôi có quyền xin ông già của mình những gì cần thiết, chứ không được ngồi đó méo máu mà rên rỉ, nghe chưa? Tụng 1 năm 2 năm sau vẫn còn méo máu là sao? Vẫn còn khóc lóc năn nỉ là sao? Không chịu đứng lên nói mình là con của ngài, mình có quyền xin những gì cần thiết, nói rõ ràng luôn. Con cần cái này ba ban cho con được không? Thì cái nói mày cần làm gì đó, con cần làm cho gia đình đó vậy. Nói để coi mai mốt tao coi mày có đáng được cho không, nếu đáng cho thì nói nè cho mày nè, đi làm đi, mình giấu riêng cho mình là mình sẽ chết, thấy chưa? Mình cái tội tham lam đó, lấy của ông kia cho mình, giấu lại cho mình, không cho ai hết. Mình mang cái tính ích kỷ,
mình sẽ không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi của mình dành cho con cái của Như Lai. Nhớ chưa? Lúc nào nói như vậy mà không rõ nữa thôi, không biết cách nào hơn, nói lấy cây mà đập cho nó tỉnh. Chúng nào cầu mong quý vị tiếp nhận cái lời chia sẻ này để phát triển cái lòng đại từ đại bi của mình cho huynh đệ bá tánh chúng sanh khắp nơi. Tụng cái mỏ của mình ở nhà mình tụng xong mà nó mòn hẳn xuống á, nó lõm vô luôn á, mới thật sự là công phu. Rồi cái mỏ này nó mỏng đi á, mới hết nghiệp. Tụng mà cái mỏ này nó dày lên á là nghiệp đầy khắp nơi. Thấy chưa? Bữa thầy coi cái mỏ xuống đất, thầy rất là tán thán công đức các vị huynh đệ đó. Họ tụng cái mỏ nó tròn vậy phải không? Họ tụng lõm xuống luôn á. Rồi đó, thấy công phu vô cùng. Mà nghĩ kỹ lại con biết cái mỏ này nó mỏng chưa nè, nó mòn chưa đây, nó còn dày lên nữa chứ. Ráng tụng niệm làm sao cái mỏ này nó bớt nghiệp đi á. Nghiệp này kinh lắm à. Phật khẩu mà mở miệng ra là tai hại vô cùng. Giận ai mà chỉ mặt nói một cái là tai nạn xảy ra ngày hôm sau hoặc là ngày hôm nay luôn. Mình tạo nghiệp nó bị nạn, nhớ không? Đừng có mở miệng nói bậy, nhớ không? Nhớ chưa? Làm ơn nói lời tốt cho trung đạo nhờ. Trung đạo nhờ. Nhớ cầu nguyện trung đạo nha. Thời gian còn lại, trung đạo mong rằng huynh đệ của mình, Phật tử đạo hữu đây, thực sự trong lòng trung đạo khi quay trở lại đây ngày hôm nay á, rất là hạnh phúc. Quý vị nhìn rất nhiều khuôn mặt sáng nghe lắm luôn á. Mà thấy tấm lòng quý vị mở ra trung đạo, trung đạo thật là có lời, lời vô cùng, rất là có lời. Cho nên không bao giờ ngừng nghỉ để mà rải tấm lòng ra cho huynh đệ Phật tử xung quanh. Mong rằng quý vị Phật tử sống tu học giống như trung đạo hướng dẫn và chia sẻ thì lời lạc này sẽ không ngần mé, không những cho mình, cho gia đình, cho anh chị em, cho tất cả huynh đệ bá tánh chúng sanh xung quanh, những ai đến gặp mình đều được lợi lạc hết. Nếu quý vị nào một cái sự buồn phiền đau khổ, chỉ cần gặp trung đạo một tiếng đồng hồ nói chuyện thôi là bảo đảm sự buồn phiền đau khổ biến mất lúc nào cũng không hay luôn. Chắc chắn không hết không lấy tiền. Chắc chắn rồi. Rồi thời gian còn lại mong rằng quý Phật tử thật lòng mở lòng ra hỏi những gì cần thiết nha. Ở Di Đà Phật nè, chụp nè, hỏi đi. Di Đà Phật, có một Phật tử xin hỏi thầy là đọc kinh A Di Đà rồi cầu nguyện như vậy, sao mình biết được của Huyền Thất Tổ mình được siêu sanh? Xin thầy chính vì nãy không lắng nghe đó. Nghe nè, mình tụng tại sao mình biết, nãy thầy nói trong 49 ngày đó mình sẽ thấy cái gì đó. Nếu mình tụng bằng cả tâm hồn trí tuệ và sức mạnh của mình đó, thì trong 49 ngày chưa chắc, hết 49 ngày, có thể sau khi 49 ngày hoặc là trong lúc mình đang tụng mình sẽ thấy được cái điều gì đó, hiểu không? Mình sẽ biết được mà người khác không biết. Rồi các ngài sẽ báo cho mình biết là sẽ được hay không được, là do cái tâm mong cầu của mình mạnh mẽ, ý chí của mình mạnh mẽ, mình mới cầu được cho quyền thất tổ. Với điều kiện mình phải trao dồi đời sống tâm linh của mình, biết làm những điều thật là thiện để hồi hướng và phục vụ để cầu nguyện cho bác, cho quyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ, nhớ không? Trong 49 ngày đó mình sẽ biết được. Dạ thưa, sẽ báo một câu chuyện nha, nó vui lắm, cô sẽ hiểu mà, ngộ lắm á, mình sẽ hiểu. Chẳng hạn như mình đi đâu đó, cái tự nhiên mình tới đâu đó vui vẻ này kia, mình thấy một cái chỗ mà party đó vui vẻ với mọi người, biết là mình đang ăn tiệc với lại mấy ổng đó, hiểu không? Tự nhiên mình hiểu là trong đầu mình hay lắm, không cần ai giải thích đâu, bữa đó tự nhiên mình hiểu là mình đã làm được điều đó đó. Thầy chúc mau thành công nha. Bây giờ là Phật, tự động mình sẽ hiểu, lạ lắm. Nếu mình tụng đúng mức á, tự động mình hiểu hết, là không ai chỉ mình đâu, tự mình thấy cái này cái mình hiểu hết á. Các ngài sẽ chỉ dạy cho mình tỉ mỉ luôn á, nhớ không? Bây giờ là Phật, hỏi tiếp đi con nha. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho con hỏi, có người nói lạy Phật là kính Phật, niệm Phật là nhớ Phật, đọc kinh là hiểu lời Phật, ngồi thiền là con đường duy nhất để thành Phật. Vậy nên đọc kinh niệm Phật hay là ngồi thiền là tốt? Vừa niệm Phật vừa ngồi thiền được không? Ngồi thiền như thế nào là đúng? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, không thể nào dùng chữ đúng và không đúng được. Nếu thầy dùng chữ đúng và không đúng thì cái tên tôn đạo trật lát rồi. Thầy sẽ nói tụng kinh xong phải không? Mình tụng kinh niệm Phật, mình tụng kinh vừa xong hết để mình học lời của Phật, lấy cái lời của Phật để mình hành vào cuộc sống hàng ngày, để biểu lộ được cái từ tâm của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh. Sau khi tụng kinh xong ngồi xuống niệm Phật, cái lúc mình niệm Phật hít vào thở ra là chính lúc đó là mình đang thiền, nó gọi là niệm thiền.
tức là niệm Phật, hít vào niệm Phật, thở ra niệm Phật, gọi là niệm thiền. Nếu mình hành được như vậy mỗi ngày thì mình sẽ được an tịnh. An tịnh, an tịnh, an tịnh, an tịnh tuyệt đối. Khi trong cơn an tịnh tuyệt đối, con người ta mới nhìn thấy Phật tánh của chính mình. Đừng nói ngồi thiền là thành Phật trật lất. Nếu mà ngồi thiền không mà không sống cái lòng đại từ đại bi của mình là không bao giờ thành Phật được đâu. Thậm chí ngồi thiền còn sống với cái tánh thiền đó, sống với cái tánh từ bi của mình cho bá tánh chúng sanh, lúc đó mình mới có hy vọng được nhìn thấy Phật tánh của chính mình trước, rồi sau đó mình mới hòa nhập với các ngài. Cho nên mình phải biết biểu lộ cái tánh yêu thương. Nhờ biểu lộ cái tánh yêu thương cho nên mình thiền học rất là mau lẹ, nhớ không? Vừa tu hành vừa tu sửa, tu để mình yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, bên cạnh mình tiếp tục ngồi thiền niệm Phật. Niệm Phật, niệm Phật, ngồi thiền là một, niệm Phật, ngồi thiền là một. Trau dồi đức hạnh của mình mỗi ngày trong đời sống hàng ngày, tụng kinh Phật để học cái lý, tụng xong phải hành, chứ đừng có tụng bằng cái miệng không. Nếu đọc bằng cái miệng không, mua mấy cái sách về đọc cho mình nghe cho nó chắc ăn, nhớ không? Tụng bằng tấm lòng, bằng con tim, bằng trí tuệ sức mạnh thì lợi lạc mới có. Chúc học đạo tinh tấn nha, A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có em ngủ nửa đêm 12 giờ là nó khóc. Phải làm thế nào? Thưa thầy, bé được 10 tuổi, 12 giờ đêm là chốt. 10 tuổi mà còn khóc đêm hả? Coi nha, quý vị tụng kinh gì ở nhà đó thì không biết, nhưng mà tụng kinh cố gắng hồi hướng niệm vãng sanh cho nhiều vào, bởi vì vẫn có người làm phiền đứa bé đó. Thì đứa bé từ 1 tới 10 tuổi, con mắt nó, cái miệng nó, cái lỗ tai nó, cái đầu nó rất là sáng, nó gọi là cái đầu, cái tính thiêng liêng nó rất là mạnh mẽ, cho nên có cảm thấy được, nó thấy được điều này, thấy được điều kia, thì nó sẽ bị hoảng lên nó khóc, nhớ không? Cho nên mình... Con thấy cái gì con khóc, nó nghe coi. Nói nhỏ lỗ tai đi. Thấy cái gì mà con khóc? Không có gia đình nói con khóc. Không lẽ gia đình nói xạo? Xạo, chị đứng nói xạo phải không? Còn gia đình nói xạo mà phải không? Không có khóc nữa nha. Niệm Phật ngủ nha không? Nhớ không? Nhớ chưa? Niệm Phật ngủ nha không? Ok. Không có khóc nữa. Gia đình mà không có khóc nha. Không có khóc. Dứt khoát không khóc nghe chưa? Hứa đi. A Di Đà Phật. Chúc an lành. A Di Đà Phật. Chắp tay lại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật con rồi. Vui vẻ. Bạch thầy cho có cô này. Alo. Hỏi thầy dạ. Thầy cho hỏi là có một người mà mười mấy năm sau cũng như ở gia đình thấy. Nhìn thấy hoài mất mười năm chưa hồi. Nhiều khi cô thấy người đó về mà mặt mày buồn hiu, mặc quần áo tối thui, mặt đen tù lùi mà mắt buồn á là người ta chưa siêu. Còn mình thấy người ta vui vẻ mà vui thấy một lần hai lần là biến mất luôn, không bao giờ gặp lại là đã siêu. Dạ. Tụng cầu siêu cho họ, tụng kinh xong hồi hướng cầu siêu tên tuổi cho họ, để cái tên vô cái mỏ ngay chỗ bài đại bi đó, cầu cho người đó được cái đó đi siêu sanh tình độ mà nó đủ xong cái tụng vãng sanh 21 biến, nhớ chưa? Dạ. Ừ, chúc may mắn nha con, dễ quá ăn, có gì đâu khó. Nó dễ lắm, trong đầu ăn cái bánh nhiều năm rồi, nó dễ dàng chia sẻ cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cụ Hiền Thất Tổ đã mất lâu thì làm cách nào để độ cho cụ Hiền Thất Tổ được siêu độ siêu thoát? Nam dạ thưa, thực sự chúng ta người tu phải có hiếu, hiếu hạnh đứng đầu. Nếu chúng ta, cho dù chúng ta không biết các vị đó từ đời nào, kiếp nào, nhưng mà kệ, mình cứ lo giải nghiệp cho mình bằng đại bi 100 ngày sau. Mình hồi hướng cho Nguyên Thất Tổ, cầu cho họ siêu sanh tịnh độ, báo hiếu trong âm linh thôi, trong tâm linh thôi, trong âm thầm. Mình cứ làm đi, nhiều khi họ đã siêu từ đời nào, nhưng mà cũng trả cái lễ, cái nghĩa của mình. Tụng như 49 ngày thì mình cầu vậy thôi, còn nhiều khi họ được, được, được. Cái chuyện đó đã đi rồi đúng không? Nhưng mà những người còn lại sau này mình chưa biết, có thể họ cũng đi những lời cầu nguyện của mình. Cho nên mình cứ làm đi, để mình trau dồi đời sống tâm linh của mình mà rộng hơn chút xíu nữa đâu có sao. Mình kẹo chi, mình tính toán, biết không biết kệ, miễn mình tụng cho đúng thì nó đi thôi. Hiểu chưa? Bỏ hết tấm lòng ra là cầu là được à. Trước sau gì cũng được hết á. Thấy không? Bây giờ là Phật. Bạch thầy, cô Phật tử này hỏi là mẹ của cố thường thường đọc niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật
Bây giờ thì 5 năm rồi, bây giờ chuyển qua Nam A Di Đà Phật có được không ạ? À? Dạ thưa thầy, không dám nói đúng hay không đúng. À, thường thường mình nói là Lục Tự Di Đà phải không? Lục Tự Di Đà, bữa thầy có giảng đây rồi. Lục Tự Di Đà là câu niệm Phật, nó có cái luồng chấn động rất là lớn cho cái sáu cái huyệt đạo lớn trong cơ thể mình. Nếu mình biết cách niệm làm sao để nó làm chấn động những huyệt đạo lớn này và mở huyệt đạo ra, thì ngày xưa là bây giờ cái pháp môn mới ngày thiền thông là A Di Đà Phật thôi. Thì thầy không có phê phán hay chỉ trích điều gì hết, mà cảm thấy an lạc hạnh phúc với cái niệm của mình là cứ làm tiếp tục, không ai bắt lỗi mình đâu. Nếu như cảm thấy an lạc hạnh phúc trong cái niệm của mình cứ làm nha. Nhớ không, thầy không được phép phê bình chỉ trích bất cứ điều gì công việc tu học của quý vị, thầy chỉ có chia sẻ và giúp đỡ thôi, hiểu không? Có nghe chưa? Thấy an lạc hạnh phúc là cứ làm nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, sau khi công phu mỗi ngày, con cầu nguyện cho tất cả cụ Huyền Thất Tổ hai bên nội ngoại, tất cả anh chị em được siêu thăng, có được không ạ? Dạ thưa được, hoàn toàn được. Bạch thầy, có một cô Phật tử hỏi là cố mẹ của cố mất có 3 ngày, thì bà khi bà còn sống thì bà lần chuỗi bà đọc kinh, thời gian cũng rất là dài, nhưng mà khi bà về thì bà mặc cái áo ràng màu lam mà mặt tươi tắn, vậy bà sanh về cõi nào? Chúc mừng cái cô đó nha, bà đã được về cõi cực lạc để đi học tiếp cho nên mặc áo lam. Còn nếu mà mặc áo lam mà mặt mày buồn thiêu buồn thiểu là mình cầu nguyện cho bà được vãng sanh, bà rất là vui an lạc cho nên bà mới thấy đẹp như vậy. Chúc mừng A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con có đôi lời hỏi thầy. Con muốn ăn chay trường, nhưng nhiều người khuyên con còn nhỏ và chồng, nên ăn chay 1 tháng 4 ngày thôi. Nhưng con ăn chay thì không sao, mà mỗi khi con ăn mặn lại thì con thấy thức ăn cứ nghẹn nghẹn lại ở cổ mình. Như vậy có sao không thầy? Nam mô A Di Đà Phật. Nghe nè quý vị, sẵn đây thầy chia sẻ cái điều rất là tối ưu quan trọng cho người tu học tụng kinh niệm Phật. Nhất là những người tụng kinh đại thừa, tụng kinh lớn đó, phải cẩn thận cái điều này. Nếu chúng ta ăn mặn nha, là chúng ta gọi là ăn dữ. Mình ăn dữ, mình chết dữ. Ăn hiền là chết lành. Ăn hiền là mình ăn những cái trái cây, hoa, quả, rau, cải thôi đó, là ăn hiền. Còn ăn dữ là ăn thịt của chúng sanh đó, là ăn dữ. Thành ra mình chết dữ, ăn hiền, chết hiền. Nhớ chưa? Còn ngũ vị tân, chúng ta là những người tu học, tu niệm, tụng học, phải cẩn thận trong việc ăn ngũ vị tân, là những đồ cấm kỵ hôi đó. Mình ăn sống thì vọng sân, ăn chín thì vọng dâm. Đồng thời mình phải cẩn thận cái điều này. Chúng ta những người tụng cái niệm Phật, khi mình ăn những cái ngũ vị tân đó, cái miệng mình rất là hôi, cái hơi thở mình với lại cái da thịt mình nó xì ra cái gọi là cái trược khí rất là nặng. Cho nên chư thiên chư Phật chư Bồ Tát khi mình công phu các ngài không lại gần được. Nếu mình ăn nhiều năm quá thì cái mùi mình nặng ghê lắm, các ngài không giúp đỡ được cho mình, mà đồng thời mình sẽ bị loạn tâm, loạn tinh thần, tổn phước tổn đức. Bởi vì lúc đó có một loại ngạ quỷ và ác ma, nó rất thích cái mùi này. Nếu chúng ta tụng kinh lớn mà chúng ta ăn những cái này nhiều quá, thì lúc chúng ta ngủ á, nó lại gần, nó hút cái miệng mình. Đệ tử thầy ở bên Mỹ có một cặp vợ chồng là bạn của nó đã bị cái điều này. Nó hút mấy tháng sau thì mặt mình đen, môi mình thâm, mắt mình có quầng. Nó hút riết khi mà mình tu đến mức mà mình không học được gì hết, ngoài cái tính tự cao tự đại chê bai hết mọi người, bạn mình đã đi lạc vào ma đạo rồi đó. Khi mình chết đó, mình sẽ làm đồ chúng của nó đó, hiểu không? Thế là tuyệt đối cố gắng làm sao đừng có ăn cái ngũ vị tân đó. Cái miệng mình nó kỳ lắm, không thích là nó đưa ra hôi rình, là các vị không lại gần mình được, cho nên mình tu học không tiến quá được, nhớ không? Còn ví dụ mình ăn mặn, đã ăn chay rồi cố gắng ăn chay đi, đừng có đổi mặn. Đổi mặn là mình còn vay mượn cái quan gia trái chủ, có nghe thầy nói rõ không? Ăn mặn là còn ăn thịt chúng sanh, là còn vay mượn quan gia trái chủ, cho nên tu học không tiến quá được. Thí dụ mình đi tiệc mình lỡ ăn mặn rồi không nuốt vô được thì thầy chỉ cho một câu chú đọc vậy nó văng ra, có nghe câu chú đó không? Mình ăn chay thường xuyên mình lỡ ăn mặn nuốt vô cổ rồi thấy ngán quá nhả ra không được, nhớ nè, đọc câu ăn khạc khạc nhả ra ta bà ha, ăn khạc khạc nhả ra ta bà, nhớ chưa? Nhớ cô chú chưa? Trời, bữa thầy giảng ở bên Khánh Hội kìa, thấy thương cô đó lắm. Cô nói ăn mặn mà có lần ăn mặn mà lỡ nhai rồi sao, đâu nhả ra nó uổng quá, phải nuốt vô luôn phải không?
thầy dạy con chú đó, tới chừng thầy ra ngoài cõi chùa chú chận được đấy. Thầy con chưa nhớ con chú đó. Trời đất, nãy giờ thầy chọc con đó. Ăn cà cà, nhả ra ta bà ha. Lỡ nuốt vô rồi, nhả ra không được. À, bạch thầy, cho con hỏi, ở nhà con tất cả anh chị em ở nhà không ai thấy gì, mà em dâu của con thường hay thấy ngủ bị đè sinh. Để xin thầy hoan hỷ, A Di Đà Phật. Mấy cái thằng ma nó chết rồi, nó còn dê, nó lửa ta nó đè hoài, mà lạ lùng đàn bà bị đè không chứ, con trai không bị. Thầy mong nó đè thầy một bữa, nó không dám nữa. Thầy chấp 30-40 đứa tới đè thầy đi, mà đâu dám, nó lửa thằng là ghế đẹp nó đè không, mấy cái thằng chết nhiều năm cũng còn dê. Lạ lùng ghê luôn, chết bỏ dê không bỏ. Lạ lùng, mấy người đó phải gặp thầy mới được. Giang, cô bảo những vị mà bị ma đè đó thì chút nó liên lạc với cô Trung Hiền nha con, hay Trung Thiện nha, hai người. Dạ, anh Phật. Thì chỉ cách đè ngược lại nó sợ và cha nó luôn. Nghe nè, quý vị nghe cho kỹ. Khi mà một người đã chết rồi thì nó đâu còn cái nhục nhĩ, nhục nhãn đâu, hiểu không? Tức là hoàn toàn chỉ là cái thức thôi. Không nghe được, không nhai được, không ăn được, không nuốt được thì nó đâu có gì đâu giữ. Nó là một cái thức thôi. Thật ra mình nghĩ tưởng thôi. Thì người ta sẽ nhận được, khi mình nghĩ tưởng tới cái người đó, họ sẽ nhận được bằng cái thức của mình, hiểu không? Như bên đó ma Mỹ nó vô nhà nó ở, thầy tụng đại bi mà tiếng Việt, cầu nguyện bằng tiếng Anh, nó cũng ăn uống bình thường xong mới đi hết à. Nó nhận bằng cái thức thôi con, chứ đâu có lỗ tai đâu nghe, hiểu không? Chắc chắn là sẽ nhận được nha. Cái tâm ý của mình là họ sẽ nhận được. Ở dưới Đà Phật dễ lắm, không có gì khó. Hỏi hai câu nữa. Dạ thầy ơi, cũng như bây giờ ở nhà mình không có điều kiện để tụng cầu siêu cho cổ quyền á thầy, mình tới chùa mỗi đêm mình tụng được không thầy? Dạ cũng được, tới chùa ngồi xin thầy ngồi nó tụng cầu nguyện cũng được, chỗ nào ngồi xuống được là tụng thôi nha. Bây giờ là Phật chúc may mắn nha con, năm này cũng được, năm sau cũng được, lúc nào cũng được hết trơn, dễ mà tu tự nguyện mà đâu ai bắt buộc đúng không? Chỉ xuống cái đầu mình tu sao? Như là Phật hỏi đi con. À, Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy. À, dạ, người ăn chay có ăn được trứng gà không thầy? A Di Đà Phật. Dạ thưa, trước giải phóng 1975 thì giáo hội đã cho các ni ăn, tại vì các ni tu mà hồi xưa thiếu thốn quý vị biết rồi, rất là nghèo khó mà làm cực lắm, cho nên các ni rất là ốm yếu xanh xao. Thành ra giáo hội cho phép bị ăn trứng công nghệ đó, nó không có trống. Cái trứng công nghệ không ấp thì nó cũng hư, để lâu nó cũng hư, tự động nó hư, giống như trái cây á. Trái cây mình không ăn để nó cũng thối, rau cải không ăn để cũng hư đúng không? Tại nên mình ăn cái giống như là thực vật thôi, nhưng mà để giúp cho cái ni nó có nhiều sức khỏe hơn. Cho nên chúng ta ở bên Mỹ bánh trái người ta làm được có trứng trong đó, nhưng mà bên Mỹ nó nuôi trứng công nghệ rất là nhiều, nó bình thường không có gì phải khó, hiểu không? Cứ tự nhiên thôi, để làm sao đừng có bị tu, đừng có bệnh hoạn là được rồi, 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 đừng có bệnh hoạn. Tất cả chúng ta đều có khả năng để mà cầu nguyện cho nguyên thân tổ của mình, với điều kiện là mình phải biết cái nguyên tắc và cái luật cầu nguyện. Phải biết nguyên tắc và luật cầu nguyện, nhớ không? Thì đầu tiên, khi chúng ta đặt ba chén cháo lên cụ bàn của nguyên thân tổ bắt đầu, nhớ không? Thí dụ giờ hôm nay mình bắt đầu, mình lựa một ngày tốt đi. Mình luôn luôn, lúc nào cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu đi vào một bài kinh mới nào đó, chúng ta tụng cái bài kinh với mục đích gì, cầu nguyện cái gì, để làm cái gì, nó phải có rõ ràng nguyên nhân. Chúng ta muốn đi thay đổi bằng lái như thầy phải điền cái đơn nói muốn làm cái gì, thế là mình sẽ nói ra việc làm của mình. Chúng ta việc đầu tiên là nấu ba chén cháo để trên bàn của nguyện thất tổ của mình, đây là đi vào nguyên tắc và luật để tụng nhau. Ba chén cháo để bàn của nguyện thất tổ từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian này rất là tốt để mà tụng bài kinh A Di Đà cầu nguyện của nguyên thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Kinh A Di Đà nếu mình tụng đúng 15-20 phút thôi. Bây giờ trước khi vào tụng kinh A Di Đà, mình cầu nguyện cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật gì đó, tùy cái nguyện của mình. Xong rồi hôm nay là con dân hương, dân hoa, dân thủy, dân quả, trước cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo. Bên cạnh đó cúng dường cho ba tánh chúng sanh khắp nơi được no đủ và hạnh phúc như con. Rồi bên cạnh đó, kế đó là con dân hương, dân hỏa, dân thủy, dân quả, dân thực phẩm,
cúng dường cho Cửu Hiền Thất Tổ nội ngoại hai bên và cầu cho Cửu Hiền Thất Tổ nội ngoại được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nhớ không? Không nhớ thì lặp lại chậm thì chậm. Bây giờ thầy chập chậm lại nha. Biết ý thầy hết rồi. Bây giờ mình cầu mình để ba chén cháo lên từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Khoảng thời gian này rất là tốt lành cho việc tụng cho Cửu Hiền Thất Tổ được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Mình tụng cầu nguyện xong, tụng ngũ bộ chú xong, đại bi. Trong chữ mạ mạ của đại bi đó là con tên gì, tuổi gì, mục đích tụng A-di-đà để làm gì. Trì tụng A-di-đà để được Cửu Hiền Thất Tổ nội ngoại hai bên của con được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Phạt ma ra một đế lệ di a, nhớ chưa? Nhớ không? Sau đó tụng hết kinh A-di-đà xong bắt đầu mình vô thượng thầm thâm vi diệu pháp gì đó. Rồi tụng A-di-đà kinh, tụng hồi kinh hết kinh xong xuôi rồi bắt đầu tụng Bát Nhã. Bát Nhã xong thì hết Bát Nhã rồi tụng Yết Đế. Yết Đế hay lắm, Yết Đế chỗ này là giúp cho những cái vong mà còn chấp á, những cái thức còn chấp vào những cái khi mà còn sống ở thế gian á. Tụng 21 lần Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế cho thầy. Xong rồi mới qua Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm 3 lần. 3 lần xong mình tụng vãng sanh 21 lần. Nhớ chưa? Nhớ không? Nếu không thì sẽ gửi mấy cái bản copy cho cô Bảo in ra cho quý vị nha. Nhớ không? Khi mình tụng tới Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát xong đó, con tên gì, tuổi gì, trì tụng A Di Đà kinh, nương vào oai thần oai lực của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu nguyện cho Cửu Hiền Thất Tổ của con nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, dạ. Xong rồi bắt đầu mình hồi hướng lại là cầu siêu công đức thù thắng hạnh, nhớ chưa? Cầu nguyện cho Cửu Hiền Thất Tổ đây đó, cầu siêu cho Cửu Hiền Thất Tổ nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ, công đức thù thắng hạnh. Nhớ tự ghi đâu, tự mình ghi thêm vô, nhớ không? Thì mỗi ngày từ 6 giờ đến 9 giờ đều làm như vậy. Thì nếu mà mình công năng giỏi nha, chưa tới 21 ngày nữa đã có thư báo về rồi, có tin báo đâu đó về là tụi tao đi hết rồi, tụi bay ngưng tụng là vừa. Nhớ không? Nhớ. Thầy kể một câu chuyện tại sao nha. Ba thầy hồi thầy có kể rồi đó. Ông chết năm 95. Bên nhà gọi qua nói thầy ơi, ông thân của cụ, ông thầy tịch rồi. Thì trung đạo mới ngồi xuống đúng 12 giờ trưa để ba chén cơm lên bàn thờ tổ. Nói là con sẽ tụng cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo, bởi vì ba có thể là công giáo. Cho nên phải nói rõ, thầy sẽ tụng cho ba 21 ngày, cầu siêu cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo. Thì tụng tới ngày thứ ba, thì thầy đang tụng đại bi, chưa vào A-di-đà tụng đại bi không thôi. Thì ở cửa sổ trên lầu á, ba vị, rõ ràng luôn nha, ba người bước vô qua cửa sổ nha, đứng trước mặt thầy, hỏng mặt đất nha. Nói, chúng tôi đã lo cho ngài đầy đủ rồi, thầy không cần phải lo. Thầy bỏ chuông mỏ xuống thầy lại ba lại, từ đó cho đi thầy không thắp cho ba thầy một cây nhang nào hết. Bởi vì thầy theo luật, các ngài báo rồi, thầy không được phép bất kính. Đã nói không là không, đã lo đầy đủ, tại sao phải kêu rên khóc lóc kêu hoài phải không? Người ta đang đi cái kêu thì người ta quay lại, nô ai kêu mình vậy? Cái đường đi người ta nó bị trì trệ phải không? Tức là mình mang cái tội bất kính đó. Thế là trung đạo bỏ chuông mỏ xuống lại ba lại, từ đó cho đi trung đạo không khi nào cúng cho ba một cái gì nữa hết. Bởi vì theo luật mà làm các ngài đã được đi rồi là không được phép kêu gọi, đã xong hết rồi. Tức là cái duyên giữa mình vừa cụ đã xong, để cho cụ tiếp tục tiến hóa cho con đường tu học. Chúng ta không được phép níu giò níu cẳng người ta, khóc lóc rên rỉ van xin nữa. Nhớ chưa? Nhớ không? Không nhớ đừng hỏi nha. Nhớ chưa? Rồi, trong thời gian 49 ngày đó, ngày nào như ngày đó từ 6 đến 9 giờ chúng ta cứ tiếp tục tụng như vậy, thầy chắc chắn rằng là Cửu Hiền Thất Tổ nội ngoại hai bên của các vị chắc chắn sẽ được siêu sanh. Nếu mà quý vị nào mà làm không được, nó phải có nguyên nhân tại sao, thì gặp trung đạo sẽ chỉ cho cách làm, nhớ không? Rồi, nhưng mà có điều kiện tất yếu khi mà mình bắt đầu để cháo lên bàn thờ của Cửu Hiền Thất Tổ cầu nguyện, bản thân chúng ta phải tự tu, tự sửa, tự giáo dục mình, phải rời xa thế gian pháp càng nhiều càng tốt, phải biết sửa đổi bản thân mình, sẽ biết sửa đổi tánh tình của mình, phải biết biểu lộ cái lòng khiêm nhường, biết biểu lộ cái tình yêu thương của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh xung quanh. Bởi vì mình đã biết rằng là huynh đệ bá tánh chúng sanh là con cái của Như Lai, là anh em của mình, đúng không? Thì tuyệt đối trong đầu mình, trong lòng mình, trong tâm mình, trong tim mình không được phân biệt kỳ thị huynh đệ bá tánh xung quanh,
cho dù cùng đạo tràng hoặc khác đạo tràng. Nếu mà mình yêu thương người ta còn có cái lòng dị biệt thì lời cầu nguyện mình không thể nào mà hoàn tất được 100% đâu. Bởi vì sao? Mình còn ích kỷ, còn kỳ thị đó, thành ra mình lời cầu nguyện không hoàn tất 100%. Có nhớ không? Có làm được không? Đây là cái lợi lạc chứ không phải riêng cho trung đạo, mà cho tất cả huynh đệ Phật tử đạo hữu nào muốn làm theo cái pháp này. Trung đạo là cái người thực sự không biết gì về cái cách cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, nhưng sau 49 ngày, không những trong 49 ngày đó, nếu chúng ta là người siêng năng tinh tấn tu học, một lòng niệm Phật tụng kinh để được giáo hóa giáo huấn, thật sự quý vị, nếu quý vị tụng đúng như trung đạo nói đi, trong 49 ngày đó sự mầu nhiệm gì sẽ xảy ra, quý vị sẽ tiếp nhận được, chỉ có quý vị biết mà thôi. Bởi vì khi mình đặt hết tấm lòng, con tim, trí tuệ mình cho cái việc mình làm, mình đặt hết tâm tư mình vào cái vị mà mình cầu mong là Phật Tổ A Di Đà của mình đó, thì trong thời gian đó Ngài sẽ cho cái gì, chúng ta sẽ biết được cái điều đó, mà người bên cạnh không thể nào hiểu được, mà mình cũng không được kể ra cho các vị đó biết. Có thể là Ngài sẽ phóng quang tiếp điển, có thể Ngài sẽ mở tất cả những luân xa, những việc đạo trong cơ thể còn bế tắc, có nghĩa thì Ngài cho một cái gì đó mà đời sống tu học nó càng ngày càng tiến triển hơn. Phước đức vô cùng nếu chúng ta làm được điều này. Thì một cầu mong quý vị làm được những gì mà trung đạo mới chia sẻ, bởi vì trung đạo đã từng được như vậy, nhưng mà không thể nào kể ra ở đại chúng được. Nhớ không? Có làm được không? Hứa được không? Đâu phải làm cho thầy đâu mà không được, làm cho mình không mà còn phải suy nghĩ nữa. Đây là một cái phước báo lớn nhất. Quý vị có nhớ Bà La Môn Nữ không? Mẹ của Bà La Môn Nữ bị đọa địa ngục, nhớ không? Không phải riêng cái cô này siêng năng tu tập đâu, mà vì thương mẹ quá cho nên mới dốc lòng tu tập, siêng năng tinh tấn, cho nên cái đạo lực mới phát triển, đạo hạnh mới phát triển, đạo đức mới cao dày. Nhờ vậy cho nên mẹ mới được thoát khỏi cái địa ngục vô gián. Nhưng quý vị nghĩ lại một cái chiều khác nha. Bởi vì người mẹ làm tội quá tày trời, cho nên người con mới phát tâm tu học, người mẹ vẫn được công đức như thường. Nhờ công đức cho nên bà mới được thoát khỏi địa ngục vô gián, thấy chưa? Nếu mà bà không làm tội ác quá thì người con đâu có phát tâm, thấy chưa? Nhờ mà người mẹ, chính vì chỗ chúng ta phải nghĩ rằng là thế gian pháp là người mẹ tạo tội, thấy chưa? Nhờ người con thấy được mẹ tạo tội cho nên lắng mình, đắm mình trong Phật pháp, học cho thiệt là giỏi để giúp đỡ mẹ thoát khỏi địa ngục, có phải vậy không? Thế gian pháp, cho nên Phật pháp bất ly thế gian pháp ở chỗ đó đó. Bởi vì biết mình, mẹ mình tạo tội cho nên đắm mình vào trong Phật pháp, học cho thật là giỏi để cứu mẹ mình ra. Cho nên hai cái nó tương ứng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà người mẹ không tạo tội ác thì con đâu phát tâm đâu, thấy chưa? Thật ra người mẹ kia cũng có công đức đó, nhờ vậy cho nên bà mới thoát khỏi cái địa ngục vô gián đó. Thấy thầy nói vậy không? Có hiểu? Bà là một nữ đó, trong địa tạng đó con. Nhớ chưa? Chứ là chúng ta phải biết, cho dù của vị thức tổ mình ở cái đời nào kiếp nào, bảy đời bảy kiếp gì đó, mà còn vướng tội mình chưa đi được, mình trì tụng bằng cả tâm tư trí tuệ con tim của mình ngày nào cũng như ngày đó, thì chắc chắn trong 49 ngày sau thì các vị sẽ được siêu sanh tịnh độ. Bên cạnh đó mình vẫn được lợi lạc rất là lớn từ cái vị mà mình đặt tâm tưởng vô là A-di-đà, đúng không? Lúc đó Ngài sẽ phóng quang tiếp điển. Hồi đó trung đạo có nói là ngồi như thế này nè, mắt mở ra 3 tiếng đồng hồ nhìn thấy ánh sáng, thấy không, nhớ không? Ánh sáng chụp vào đầu, cứ ngồi trong đó thôi, nó đã ghê gớm luôn á, đã vô cùng hạnh phúc, vô cùng. Nếu mà làm được như vậy á thì mà về bên kia nó gần ghê lắm luôn á, gần. Khi nào mà mình bỏ hết cái thế gian pháp đi, mà mình ý thức rằng là tâm của mình và tâm Phật chẳng khác, khi mà mình thấy mình, tâm mình và tâm Phật đã hòa nhập rồi, thì thật sự thế gian pháp trở thành tịnh độ đó, cái thế gian trở thành cõi tịnh độ, thấy chưa? Khi mà tâm của mình cảm ứng đồng với tâm của Ngài rồi thì cõi tịnh độ xuất hiện tại hiện tiền này nè, thấy chưa? Thì có khác gì đâu. Chúng ta còn thấy khác biệt bởi vì cái tâm phàm phu, thế gian mình còn nhiều quá, cho nên mình không cảm nhận được cái tâm của mình với tâm của Ngài là một. Bởi vì mình là con của Ngài mà. Thí dụ bây giờ Ngài là đại vũ trụ, phải không? Còn mình là tiểu vũ trụ. Còn có nghĩa là Ngài là đại ánh sáng, mình là tiểu ánh sáng, cho nên tiểu ánh sáng có quyền được trở về với đại ánh sáng cùng hòa nhập với Ngài, hiểu không? Sống như thế nào mới được hòa nhập với Ngài?
Hả? Chỉ có một cách duy nhất thôi mà được hòa nhập với Ngài là phải yêu thương con cái của Ngài như chính bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng là con cái của Ngài. Mà muốn trở thành đứa con có hiếu để Ngài tiếp nhận là phải biết yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai giống chính bản thân mình với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó mình mới trở thành đứa con có hiếu được. Nhớ không? Đó, muốn làm đứa con hiếu là sao? Yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai như chính bản thân mình, phục vụ huynh đệ ba tánh xung quanh chính là đang phục vụ chư Phật, có đúng vậy không? Làm được không? Hả? Được không? Đó, Phật. Dễ quá ha. Trung đạo nói chuyện rất là dễ, bởi vì sống nhiều trong đó rồi, nó dễ ghê lắm. Đừng có dùng cái phàm trí này mà so sánh sự việc ở thế gian, bỏ. Nó làm gì? Thôi kệ nó đi. Thấy không? Nó nói gì cũng kệ nó luôn đi. Mà nó nói hoài, thôi kệ nó, kệ nó nói gì nói đi không? Cái chuyện nó nói lâu quá nó điên lên cái này, kệ tao. Tao làm cho làm, đừng nói cho tao. Đầu tiên mình kệ nó, nhưng hồi mình nổi điên lên mình kệ tao. Khi mình kệ tao mà giận dữ là bắt đầu cái phàm ngã mình, nó ăn thịt mình liền luôn á. Cho nên ông Phật mình không sợ, ông trốn mất. Dứt khoát không để phàm ngã lấn át đời sống, không để cho phàm ngã lấn át đời sống của mình. Mình là người tu học Phật, cho nên mọi cách phải diệt được cái phàm ngã này. Nếu phàm ngã còn nổi lên là mình còn nhìn thấy lỗi lầm của đệ ba tánh chúng sanh. Nếu mà còn diệt trừ lỗi lầm của ba tánh chúng sanh, tức là cái ngã mình còn rất là nặng nề, thì mình sẽ không bao giờ hòa nhập với vô ngã được. Người tu Phật mà phải đi vào vô ngã mới đắc, đúng không? Nếu mình không đạt tới vô ngã còn có nghĩa là không nhìn thấy cái thánh tuệ của mình. Phải đào vô ngã mình mới đạt được thánh tuệ. Kiên trì thiền định sinh vô ngã, nhẫn trí tịnh tâm thánh tuệ khai. Nếu không có thánh tuệ thì mình vẫn còn trôi lăn pháp thế gian như thường. Nhờ có thánh tuệ đó mình mới nhìn được Phật tánh của chính mình. Nhờ nhìn được Phật tánh của chính mình cho nên mình sống đi biểu lộ cái tính đại từ đại bi của Phật. Nhờ biểu lộ được cái tánh đó cho nên mình mới hòa nhập với chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nhờ hòa nhập vào chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát nên con đường giải thoát rất là sáng sủa rộng rãi. Đúng không? Rồi. Hôm nay chúng đạo giảng về điều này rất là ngắn gọn để mong quý vị nhìn thấy được tu tập như thế nào để có đủ năng lực, đủ công lực để giúp đỡ cho cụ huyền thất tổ của mình siêu sanh. Trong thời gian mà chúng ta tu luyện cho bản thân mình là mình diệt trừ được bệnh tật, diệt trừ được nghiệp chướng của mình, giải trừ được oan gia trái chủ, trí tuệ phát triển. Bên cạnh đó, khi bản thân mình xong rồi, bắt đầu mình tự giác rồi, đúng không? Bắt đầu mình giải nghiệp cho cụ huyền thất tổ của mình. Mình giúp đỡ cho cụ huyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ là mình hoàn tất được cái duyên của mình, tiền định của mình với các ngài, đồng thời mình trả được chữ hiếu. Thấy chưa? Mình trả được chữ hiếu rồi thì cái nghiệp lực mình rất là nhẹ nhàng, thì mình tu học rất là tiến hóa. Rõ không? Rõ không? Thế chúng ta cố gắng biểu lộ cái tánh từ bi của mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh để mình có đủ năng lượng giúp đỡ cho huyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Thầy mà nghe cái phone của Irene, thầy lấy cái phone đó thầy xài luôn đó nha. Rồi chưa? Cái vấn đề mà mình cầu cho huyền thất tổ của mình nó rất là rõ ràng như vậy. Ngày đầu tiên mà mình khai kinh là mình hoa, quả, trái cây, nước, rồi ba chén cháo trên bàn của huyền thất tổ. Cứ tụng từ 6 giờ đến 9 giờ là những việc cầu nguyện mình sẽ được như ý. Và trong khoảng thời gian đó chắc chắn thầy bảo đảm quý vị là ít nhiều gì mình cũng được sự chứng giám. Với điều kiện thì chúng ta bắt đầu tụng kinh A-di-đà để giải nghiệp với huyền thất tổ, mình phải để hết tâm ý mình vào trong đó. Phải để cả con tim trí tuệ sức mạnh mình vào trong lời cầu nguyện này, thì ít nhiều gì của huyền thất tổ mình cũng được tiếp nhận đó. Làm cái gì cũng phải có tâm có ý trong đó, nhớ chưa? Tụng kinh niệm Phật đến cái mức mà tâm mình rời xa được thế gian pháp, ý không còn nằm trong thế gian pháp, không còn tham lam luyến ái điên đảo nữa, lúc đó chúng ta mới giải thoát được, lúc đó chúng ta mới gần gũi Phật tổ A Di Đà được. Thấy chưa? Nếu mà mình tụng kinh niệm Phật hoài mà mình cứ gần thế gian pháp hoài thì không thể nào mà thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Chúng ta cứ trôi lăn hoài thôi. Thì đã quyết định rồi thì cố gắng niệm Phật tụng kinh làm sao đến ngày cuối mình tỉnh thức, tâm mình rời xa luyến ái, ý của mình rời xa điên đảo mộng tưởng, thì chắc chắn cõi tịnh độ sẽ xuất hiện. Nhớ chưa? Nếu mình còn luyến ái điên đảo không ngừng
thì mình còn mê muội trong cái niệm Phật thì không bao giờ sống trong cõi tịnh độ được. Trong việc tu học của mình, chướng ngại, trở ngại, rồi trước Trung Đạo hỏi hoài, chúng ta cứ việc nói chuyện với Trung Đạo, chia sẻ với Trung Đạo đi. Trung Đạo sẽ trả lời rất là lẹ và không cần suy nghĩ. Mà nó hả, viết giấy viết chữ thiệt là bự, chứ đừng viết chữ nhỏ quá. Trung Đạo đại học chữ bự ở Mỹ đó, chữ bự mới đọc được, chữ nhỏ đọc không được. Tốt nghiệp đại học chữ bự, nhớ không? Rồi trở lại một vấn đề duy nhất nữa thôi. Làm sao không cần biết, hãy ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Đây là lời khuyên mà các vị tiếp nhận được quyền năng trong âm thầm, tuyệt đối không được kể cho bất cứ một huynh đệ nào nghe hết. Bởi vì tâm trí chúng ta khác biệt, cái trình độ trí tuệ tâm linh mình khác biệt, căn cơ khác biệt, cho nên những cái thấy của mình không giống như huynh đệ được. Ngược lại, huynh đệ thấy những điều đó cũng không giống mình được, cho nên không được kể ra. Một người không hiểu sẽ nói mình vọng tâm vọng tưởng, sẽ nói bậy nói bạ, sẽ tạo nghiệp. Còn người ta cũng không hiểu, người ta chê bai mình, ta nói bậy nói xấu, mình cũng tạo nghiệp, hiểu không? Mình nói ra người ta mang cái tâm vọng tưởng vọng ảo là mình cũng mang nghiệp. Cho nên mình tuyệt đối không được kể lại cho huynh đệ nào nghe hết, trừ Trung Đạo ra. Trung Đạo giải thích cho nghe nó rõ hơn, phải không? Nếu mình thấy cái cảnh đó ở cõi nào Trung Đạo biết rồi, đâu sống trong đó mà. Đi đi về về nó sướng. Mua vé máy bay về bển xong mới về đây lại. Cũng về Tây Phương. Thấy không? Cho nên chúng ta sống phải để cái lòng của mình, cái trí của mình, cái tâm của mình vào trong cái cõi giới mình sống. Tức là mình đang tụng kinh niệm Phật, đang tụng A Di Đà. Mình biết rằng là mình đang tâm sự với cha của mình là gì đó. Mình sống trong cái đó luôn. Thì tự động Ngài sẽ cho mình những cái gì mà mình cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn sẽ có. Chắc chắn sẽ lợi lạc. Chắc chắn của hiền thất tổ của mình sẽ được siêu sanh tịnh độ. Chắc chắn. Bảo đảm không được, không lấy tiền. Chắc chắn luôn. Cho không mà, phải không? Còn làm không được là tại mình, chứ phải tại thì cũng đạo đâu nha. Nhớ không, làm cho mình, học cho mình, tu cho mình, sửa cho mình, chứ không phải cho thầy, cho cô hay cho cái chùa Phật Quang này đâu. Đừng có nghĩ là mình tu chung là mình sửa cho người khác rồi trật lất á. Đổ thừa tại mày tao tu không được. Không phải vậy. Nhờ huynh đệ mà mình tu khá hơn mới sao. Thí dụ nó càng xấu chừng nào thì nó càng giúp đỡ cho mình tiến lẹ chừng đó. Chứ đừng thấy nó xấu quá bắt chước nó là xong luôn rồi đó. Tại vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp mà, thấy không? Nhờ mẹ sống quá xấu cho nên con mới đắc đạo. Nhờ huynh đệ bên cạnh sống không tốt lành cho nên mình mới tốt lành. Cho nên mình mới trở thành đóa sen mọc trong bùn chứ. Không lẽ mình thành giống như nó luôn sao? Thì đâu gọi là Phật Pháp được. Thấy chưa? Rõ ghê ha. Mất nhiều năm lắm mới được nói như vậy ra. Phải là lặn lội gian khổ vật lộn chiến đấu nhiều năm mới lòi ra được có nhiêu đó thôi đó. Nó đơn giản, hồi xưa học nó phức tạp lắm. Cứ nghĩ cái này, nghĩ cái lum la. Cuối cùng nhớ ra thì ra là nó không có gì khó hết trơn. Tại vì kiến thức nhiều quá nó làm cho mình lẫn lộn. Chỉ hiểu ra được rồi thì mình thấy mình là con của Như Lai mà. Thân người thánh Phật chẳng sai bao giờ, thấy không? Đâu có gì khó đâu. Các ngài nói người thế gian làm cho mọi việc trở thành phức tạp. Thực sự nó không có gì khó hết. Tụng kinh này bi xong ngồi xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt lại niệm. Niệm cái không cần niệm, cái tự nhiên người ta niệm dùm, ai đó niệm dùm mình kể. Khi quý vị nghe niệm Phật mà nghe tiếng niệm nhiều bên cạnh mình niệm, kể người ta. Cái chuyện ta cùng niệm với mình, phải không? Để cho người ta niệm, mắt chứng gì lắng nghe. Mình cũng lắng nghe nhưng mà kể đó đừng có bàn tới, hiểu không? Hả, mình bàn tới tự nhiên không còn nghe nữa. Là tại sao vậy? Vì lúc đó sự thiêng liêng các ngài đang niệm cùng với mình không có dùng cái phàm trí, cái phàm tuệ, tức là cái ý nghĩa của thế gian á. Mình chen lấn vô cái việc niệm của người ta, tự nhiên cái lỗ tai mình là đóng lại không nghe nữa, thấy chưa? Mất phước rồi đó. Thật ra khi nghe ha, cái niệm theo thôi, tự động mình cái niệm trong đầu mình nghe niệm lại, đó là phước đức vô cùng. Thập phương chư Phật cùng niệm Phật với mình là phước báo ha, vĩ đại nhất luôn á. Mình niệm Phật đến sau mình nữa rồi mà tất cả pháp giới cùng niệm với mình á, mới là ghê. Thấy chưa? Lúc mà mình chưa đi mà các ngài đã dọn đường sẵn cho mình rồi. Chỉ cần mình gọi phone cái đi về là mọi người đang chờ mình, sắp bàn tiệc sẵn cho mình về ngồi xuống ăn thôi. Dễ quá ha. Dễ không? Rồi dễ, chúc mừng nhưng mà chừng nào mà những gì mà Trung Đạo nói đều quý vị tiếp nhận dễ dàng như là mình đang ăn cái miếng cháo nguội với đường phèn vậy đó, cũng ngon lắm. Ăn nuốt cái rột hết chuyện.
đừng có dùng cái đầu này, dùng cái trí tuệ phàm phu mình mà xen vào chuyện của chư Phật. Đừng, tiếp nhận nó như món quà thôi. Mình thấy nó tới, tự động nó tới, tự động nó đi à. Đừng có giữ nó, hiểu không? Thì mình ngồi tụng kinh, mình thấy gì cũng kệ nó đi. Kệ nó. Mình tới mình kệ nó, ừ. Kệ riết thành thói quen, cái kia nó xấu mình. Thôi kệ nó luôn. Từ từ mình bỏ được cái tánh gọi là thị phi á, mình không lắng nghe nữa. Nhờ mình không nghe bậy á, thì nên mình mới nghe tiếng tốt. Nhờ mình không lắng nghe bậy cho nên người ta không có phương tiện nói bậy, không có tạo nghiệp. Thấy rõ chưa? Nhờ mình không lắng nghe những điều không tốt lành, cho nên mình nghe những điều tốt lành. Mà nghe những điều tốt lành 5-10 năm sau, thì nghe những điều tốt không tốt lành không được nữa. Nếu có miệng mình nói những điều tốt lành 5-10 năm sau, thì nếu nói một điều không tốt lành cũng không được luôn. Ngộ lắm, cái đầu mình niệm Phật liền liền 10 năm sau thì mình nghĩ bậy cũng không được nữa. Thì từ nhà chạy lên đây á, cái đầu tụng đại bi mà mình xe cộ đông đúc thấy không? Trong đầu chạy tính bơ mà cái đầu vẫn đại bi, nó lạ lắm. Đại bi rõ mồn một trong đầu luôn mà vẫn chạy xe, vẫn lạng lách bình thường. Mà chạy phải chạy chậm đâu, chạy dữ lắm á. Thì mình biết mấy ổng dành đường cho mình rồi, mình cứ chạy đã thôi à. Ừ. Ông biết thằng này đi làm việc đó, có chuyện gì xảy ra cái nó bỏ lỡ công việc, mấy ổng mang tội á, dọn đường rồng đồng cho nó chạy. Thấy chưa? Làm việc có lợi lạc đó. Rất là lợi lạc luôn. Một khi mình chấp nhận giao cái mạng cùi mình cho chư thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, thì những gì mình làm đều được các ngài hộ trì và gia hộ. Thực sự luôn á, trung đạo đi đâu cũng được các ngài gia hộ, làm việc gì cũng đợi lạc cho người ta. Bởi vì nó đang làm cho huynh đệ con cái cái Như Lai, cho nên các ổng phải giữ mình nó, phải giúp nó hoàn tất. Thấy chưa? Một mình trung đạo thôi có cái hành nguyện đó. Nếu quý vị cũng phát hành nguyện như vậy thì các vị chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát cũng gia trì gia hộ y như vậy. Đến chi? Để cái cõi giới này á, có nhiều điều an lạc hạnh phúc hơn, của người ta bớt tạo tội hơn, bớt người vô minh đi, thì cõi giới trở thành thiên đàng, niết bàn, tịnh độ, cực lạc ngay đây luôn, không chờ phải nhắm mắt giải đạch đạch qua bên kia. Nhắm mắt giải đạch đạch đựng hồng qua chỗ khác rồi, không phải cực lạc quốc đâu. Người tụng kinh niệm Phật phải biết á, mình nhắm mắt đi, mình an lành, mình đi hạnh phúc, đi hiên ngang đi mới gọi là tịnh. Nhớ chưa? Nhớ không? Vui vẻ tỉnh thức niệm Phật để đi, tỉnh thức biết rằng mình đi đâu, biết rằng mình về đâu, ai đón mình, mà vui vẻ hiên ngang để đi mới gọi là tịnh. Còn mà mình giãy đạch đạch, mình bắt chuồn chuồn, mình ngái, mình la, mình hét, niệm không đủ tiếng là ngủm, chứ không phải tịnh. Nhớ chưa? Lúc đó là mình không biết đi đâu đó. Niệm Phật mà đến cái ngày cuối cùng mà nhờ 5-7 người thứ hộ niệm, nó mắc cỡ vô cùng luôn. Thôi chết trước khi nó tới cho rồi, thấy không? Cũng huynh đệ mình niệm Phật của mình tới ngày đó, nó tụ 5-7 nó hộ niệm cho mình. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn. Thôi đi cho lẹ. Niệm Phật khi nào mà gặp huynh đệ mình nói khỏi tới, tao đi nè, đi liền, bye bye. Thấy chưa? Vui vẻ hiên ngang đi mới gọi là tịnh. Chứ còn mà rên rỉ đau đớn, quan gia trái chủ nó bu của mình rên hoài á, mình không thể nào mà tịch một cách an nhiên hạnh phúc được, gọi là ngụm. Nó đơn giản vậy thôi. Mình phải đừng có lợi dụng từ ngữ mà che đậy tội lỗi của mình á. Người đủ thứ chuyện xui thế gian á, lúc mà nằm xuống đau khổ đủ thứ, nói tịch, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Đừng có giận thầy, giận ráng chịu nha. Thành ra thầy nói quý vị, đánh thức quý vị vậy đó, là khi tụng kinh niệm Phật phải biết rằng là mình đang tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên phải sống sao để đáng được như vậy, để có đủ năng lực nói chuyện với các ngài trong âm thầm. Mình mở miệng ra mình nói là có sự việc. Hôm nay trong đạo nhắc lại cái điều này luôn, khi ta niệm Phật tụng kinh đúng mức rồi á, cái miệng mình hồi xưa là phàm khẩu đúng không, bây giờ trở thành thần khẩu. Thần khẩu, nói là có chuyện, nói là có chuyện. Thành ra phải cẩn thận trong cái miệng. Mình niệm Phật tụng kinh một thời gian dài thì dài, sau 20 năm cái miệng trở thành Phật khẩu luôn. Mình nói là ai nói? Phật nói, mình nghĩ là ai nghĩ? Mình làm là ai làm? Thấy chưa? Mình sống cùng với các ngài rồi, cho nên tất cả những gì mình nói ra, mình nghĩ ra, mình làm ra đều có tác quả lớn lao hết. Quả lớn rất là lớn luôn. Thành ra cẩn thận trong việc nghĩ, cẩn trọng trong việc nói và cẩn thận trong việc làm của mình, bởi vì tất cả những điều đó đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh cả, đều lợi lạc cho mọi người. Cho nên những gì mình nói ra, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát đều ủng hộ cho mình hết. Thấy chưa? Thấy lợi ghê chưa? Thấy không? Xá có lợi mà không xá uổng. Gặp ai cũng xá, cũng xá để biểu lộ cái tánh khiêm nhường của mình.
hiểu không? Chính cái xá đó cho nên sống dài lắm đó, sống dài trong cái sống tâm linh đó. Vì cái phàm ngã nó không còn nữa thì cái thánh ngã ngự trị, thánh ngã ngự trị thì sống chung với các ngài nó dễ lắm, rõ không? Chúc may mắn nha trong việc tu học. Tu đạo nói gì cũng dễ đó, dễ vô cùng, không biết có làm được không mà. Còn suy nghĩ lại ha, tu mà còn suy nghĩ nữa thôi. Tu đem máy tính theo hả? Tu xách máy tính theo, hôm nay tu mấy tiếng ngồi, hôm nay tu 1 tiếng rưỡi, ta không đủ rồi nha, ráng tu nửa tiếng đi cho nó đủ. Trong một giây phút mình ngồi xuống thôi, mình đặt hết tâm tư vào việc tu học của mình, đặt hết tư tưởng con tim trí tuệ vào, giây phút đó mới thực sự là giá trị tu học. Còn chúng ta ngồi 3 tiếng đồng hồ mà cái đầu mình nó còn nằm ngoài chợ, cô bảo đâu, còn nằm ở chợ ăn đông thì không tính được, không có tính toán gì cả, nhớ không? 10 phút thôi, ngồi xuống đây để tâm sự với cha mẹ, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Tấm lòng mình, con tim, trí tuệ, sức mạnh, hơi thở nằm trong đây mới thực sự mới được tính trong cõi giới tâm linh. Bắt đầu nó học rồi đó, mới tính bao nhiêu điểm, thấy không? Để vô nhà băng cho nó. Thế giờ mà nó ngồi xuống 3 tiếng đồng hồ mà cái đầu ngoài chợ bắt đầu nó trừ 3 giờ đồng hồ vô cái băng 6 kia rồi. Cộng trừ nhân chia ra kết quả không bao giờ trật, không bao giờ trật. Nhân quả không bao giờ thay đổi. Thấy chưa? Thành ra phải ý thức trong lúc chúng ta ngồi xuống đây để tụng một bài kinh, niệm một câu Phật, là phải đặt hết tư tưởng tâm ý mình vào đó thì việc làm mới có giá trị và kết quả tốt cho việc tu học. Nhờ tu học năng nổ tinh tấn mới tạo nhiều công đức. Nhờ công đức lớn như vậy mới có đủ lực cầu nguyện cho quyền thất tổ, nội ngoại hai bên được siêu sanh tịnh độ. Khi mà công đức cầu nguyện cho của quyền thất tổ nội ngoại hai bên đã hoàn tất rồi, bắt đầu mình phát một cái tâm đại từ đại bi rộng lớn hơn để cầu nguyện tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trận vong, quan hồn tử, đồng bào tử nạn, chết nước chết non gì đó không biết, cầu hết luôn, quan gia trái chủ được tiêu trừ hết. Lúc đó mình mới phát đại từ đại bi cầu cho tất cả được siêu sanh tịnh độ mà nó đủ. Lúc đó mình tạo âm đức rất là rộng lớn, âm đức mình rất là cao dày, hiểu không? Tụng qua địa tạng, tụng qua địa tạng là cầu cho tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trần vong, oan hồn tử khắp nơi và chung quanh đây được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Sau khi củ huyền thất tổ của mình đã được siêu sanh tịnh độ, lúc đó mình phóng cái tâm rộng lớn hơn để cầu nguyện cho nhiều hơn. Âm đức mình càng lúc càng dày, càng lúc càng dày thì phúc báo mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phúc báo càng lớn chừng nào thì nghiệp lực nó càng mỏng càng mỏng, hiểu không? Nghiệp lực càng mỏng chừng nào thì trí tuệ mình càng sáng càng sáng. Thấy rõ ràng chưa? Ghê không? Thì càng lúc càng sáng chừng nào thì tri kiến Phật, mình sẽ tiếp nhận được tri kiến Phật là sự dạy dỗ hiểu biết của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Thế rõ ràng chưa? Rõ ghê luôn ha. Quá rõ luôn, không biết có làm được không à. Cái câu mà thầy luôn luôn đặt á, mình nói sao nó dễ quá, không biết huynh đệ mình có làm được không? Được không? Thầy mong rằng sẽ được như vậy. Nó dễ vô cùng. Mình bỏ lòng thương ra cho người ta, mình đâu có mất đồng xu các bạc nào đâu mà phải tính. Có tính cái gì? Chư Phật đã tính hết rồi. Đẻ ra các ngài cộng trừ nhân chia cho mình rồi. Trong lúc mình đang lớn lên dần để sống trong hiện tại, lúc này là mình đang tạo trồng cái nhân nè, mà mình vẫn hưởng cái quả của quá khứ, đúng không? Rồi cái nhân mình trồng ở hiện tại này, nó sẽ nở một cái quả của tương lai. Cho nên hiện tiền sống chân thật cái giây phút hiện tại này, thì tương lai sẽ hoàn tất một cách tốt đẹp. Thì tại sao chúng ta không chịu sống trong chánh niệm để tạo sự chân thật cho hiện tại, để tương lai mình chỉ có thấy Phật không thôi? Tại sao không chịu làm? Tại sao? Nói giọng ông già nè. Tại sao không làm? Tại sao không làm? Nổi da cóc hết trơn. Ê dồi. Còn khen có tiếng gái hay nữa chứ. Thấy người ớn nổi da cóc ở trường. Đừng có khen thầy à, nói tiếng con gái hay uống thầy bệnh chết luôn á. Ca giọng con gái không được. Dạ, từ từ sẽ tính tới chuyện đó. Ca này nó mất trang nghiêm chút nữa hết giảng rồi ca. Hiện tại chúng ta đang chia sẻ
tu tập như thế nào để có đủ công năng, công đức để mà giải nghiệp cho quý vị thất tổ. Thì hồi nãy giờ trung đạo chia sẻ rồi, quý vị có nắm rõ cái nguyên tắc và luật cầu nguyện chưa? Rõ chưa? Nhớ không? Ai không nhớ giơ tay lên. Nãy giờ con nghe ai nói chuyện vậy con? Con muốn hỏi lại không? Chúng nó hỏi lại nha. Dạ, Di Đà Phật. Thầy trung đạo rất là dễ nói chuyện trong việc tu học và chia sẻ. Quý vị càng hỏi nhiều thì lợi lạc càng nhiều. Trung đạo rất là hạnh phúc để mà trả lời. Những cái đó rất là lợi lạc cho huynh đệ Phật tử của mình. Cho nên mình càng hỏi nhiều thì càng tốt. Nhớ không? Buổi giảng rất là đơn giản và gọn. Tu tập cách nào để phát triển công năng và công lực để giải nghiệp cho quý vị thất tổ của mình. Thì nãy giờ trung đạo đã chia sẻ rồi. Nhưng mà trung đạo vẫn nhắc nhở quý vị, trong lúc chúng ta tụng niệm tu học như vậy, chúng ta mới biết trau dồi đức hạnh, đạo hạnh, tâm hạnh của mình, nhớ chưa? Những cái đó rất cần thiết trong việc biểu lộ cái tánh đại từ đại bi. Nếu không biểu lộ được thì ngàn năm sau cũng vậy thôi. Bởi vì đại từ đại bi chính là Phật nói hoài, Phật chính là đại từ đại bi. Mình cứ sống đi, sống biểu lộ đi, đâu có mất mát gì đâu. Mình càng cho nhiều tấm lòng mình có cái là cho hoài. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, ít ra trong đây cũng 200 người đi ha, ít ra cũng phải có 5 người cho thầy tấm lòng. Thấy chưa, ít ra cũng phải có 5 người, ít nhất luôn á, còn nhiều nhất cũng được 200. Thấy thầy có lời chưa? Quá lời luôn rồi. Mà thầy đâu có đòi hỏi là 200 đâu, chỉ cần 5 tấm lòng cho thầy là đủ, thầy cũng sống lai rai qua ngày. Thấy chưa? Thấy rõ không? Chỉ cần 5 người cho mình tình thương thôi, mình cũng sống lai rai, đi ra đường cũng đỡ tuổi. Thấy không? Cho nên mình biết thân phận của mình là người xấu không đẹp, cố gắng thương người ta nhiều vô, để chi? Để người ta thương lại. Nhớ không? Đời mình nó bớt mặc cảm. Mình biết thân phận của mình mà, thấy không? Thầy biết thân phận của thầy. Cười, nó che mặt nó cười. Đúng ý quá phải không? Di Đà Phật, cảm ơn con nhan. Cảm ơn nhiều. Thật sự cái đẹp này nó không diễn tả bằng danh ngôn từ được. Nếu mà chấm điểm nha, chấm điểm mà gọi là đẹp trai, thầy là cái người đầu tiên à, được rớt cái bịch. 80% á hả? Trời ơi, dữ vậy đó hả? Di Đà Phật, cảm ơn con nhiều nha. Trời ơi, coi kìa, nhiều đứa nó ói sau lưng, nó ói lum. Rất là an lành, hạnh phúc. Nếu quý vị mà thực sự tu niệm đúng như trung đạo hướng dẫn, thử làm đi. Một năm sau quý vị thấy người mình nó khác, mình đẹp ra nè, trẻ ra nè, thấy chưa? Cô quý là người phải nói là làm thầy không mất mặt là cô quý á. Đẹp gái ra trẻ vô cùng luôn. Và cười tươi như hoa. Chúc mừng cô nhan, A Di Đà Phật, thật là phước đức. A Di Đà Phật. Thấy tu sáng, sáng nhiều lắm. Nhiều nụ cười, thấy nhiều hầm răng là được rồi. Nên trung đạo cũng mong quay trở lại đây nữa nếu quý vị không có chê. Nếu cô Hoa Bảo còn mở cửa thì nhờ thầy, thầy vẫn tới. Cô gọi cho thầy cái gì thầy ừ cái đó. Thầy không có nói nô với cổ được. Chắc có lẽ tại vì cái miệng cổ ngọt quá đó, thầy không nói nô được. Thầy cũng còn nhẹ dạ lắm. Dễ bị dụ. Tu hoài mà lòng vẫn nhẹ dạ như thường. Bị dụ. Chút nữa thầy cho hỏi. Giờ còn nói chút xíu nữa đi. Nói 5-10 phút rồi hỏi sao nha. Thầy nói thêm 15 phút rồi hỏi ha. Thực sự chúng ta muốn làm một gì đó mà hữu ích cho huynh đệ Phật tử của mình. Thí dụ nha. Một đứa bé nó ngủ, nó đêm nào nó cũng khóc hết trơn á. Mà nó không biết huynh đệ có đây không. Con gái của huynh đệ của thầy á, đệ tử của thầy á, da nó lở tùm lum mà nó khóc, nó la hoài à. Mà lúc đó nó chưa có học với thầy. Thì đối diện nhà nó ẩm hoài cho thầy á. Thì ô nữ bé thì dỗ thầy nói vài câu. Thì nựng nó mấy cái thì trả lại á. Thì đi về Mỹ xong mấy tháng sau về á, nó ngủ ngon lành, da nó lành lại như cũ. Tại sao? Bởi vì thầy ẩm đứa bé đó thì thầy rất là sạch. Cái lòng thầy sạch, cái đầu thầy sạch, con tim thầy sạch, thân xác thầy sạch. Thì ôm một cái không sạch, thầy chỉ ôm vậy thôi, thầy cầu nguyện, thầy đem tất cả các sạch thầy cho nó, thì trả lại thì mấy tháng sau nó sạch. Đơn giản vô cùng. Thật sự luôn. Đứa bé ngủ khóc, đêm nào không khóc thầy ôm thì dỗ dỗ nó ngủ ngon nha con. Lấy cái sạch thầy đưa nó về nó ngủ ngon bình thường. Đâu có cần bị lúc đó mình tụng niệm đến mức mà cái miệng mình từ phàm khẩu thành Phật, thần khẩu trở thành Phật khẩu luôn.
thì những lời nói ra đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, cả âm lẫn dương. Cho nên âm siêu thì dương thới, đúng không? Âm không siêu dương không thới, nghĩa là công đức không tròn đủ, hiểu không? Âm siêu dương thới là công đức tròn đủ, nhớ chưa? Thầy nói mấy năng nổ tu tập cho nhiều vô, để có đủ công lực, đủ công năng giúp đỡ của Huyền Thất Cổ mình siêu sanh tịnh độ. Thầy giảng ở chùa Xuân Đức chủ nhật rồi đó. Quý vị cứ tưởng tượng cái công lực của thầy nó kinh khủng lắm. Thầy giảng ngày chủ nhật đầu tiên ở Mỹ mới về là 4 chùa liền, sáng 2 chùa, chiều 2 chùa, tuần sau thì giảng 3 chùa nữa, tức là trong tuần thầy giảng nhiều chùa liên tục. Mà cái giọng nói thầy vẫn bình thường, không khan không gì hết, vẫn bình thường, mà mặt thầy vẫn không thay đổi một chút xíu nào hết, vẫn xấu như cũ. Nói vậy là thầy thật sự cái công năng đến độ như vậy không có biết mệt đâu, bởi vì mình làm việc rất là vui vẻ hạnh phúc để làm cho huynh đệ của mình. Cho nên cái lực đó từ mình tiếp nhận được từ cha mẹ của mình, từ chư thiên chư Phật chư Bà Tát cho, để chi? Để mình có đủ công lực mà chia sẻ cái niềm an lạc là cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, thấy chưa? Mình làm việc cho con cái Như Lai mà, nên cần gì ông cho cái đó, cho hết. Nếu chúng nào làm được, các thầy khác làm được, thì quý vị cũng làm được. Chúng ta đều có khả năng giống nhau, đều là con cái của Như Lai, nên chúng ta có quyền yêu cầu và cầu xin cha mẹ mình ban cho mình những gì cần. Cái phương tiện nào cần cho huynh đệ ba tánh chúng sanh các ngài đều cho mình hết. Để chi vậy? Để mình mới biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi mà các ngài ban cho mình từ trong vô lượng kiếp. Thấy chưa? Nếu mình không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi này thì mình có mơ tưởng cỡ nào chăng nữa mình không thể nào gặp được Phật tánh của chính mình. Mình biểu lộ đi, 5 năm sau thì chính Phật của mình sẽ ngự trị trong mình. Lúc đó mình mới tuyên bố tôi là người đã trở về với cha mẹ. Lúc đó mình nói câu là Như Lai là con và cũng là tất cả, là càn khôn, là vũ trụ bao la, tình yêu thương ban rải khắp ta bà, là vạn vật trong con ngài một thể. Lúc đó mình mới dám nói câu đó đó, bởi vì mình với ngài cùng chung với nhau một nhà. Ngài trong ta, ta trong ngài, ta là con cái của ngài, ta có quyền yêu cầu ngài ban cho những gì cần thiết cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó mình mới hiên ngang vui vẻ hạnh phúc để yêu cầu cha mình ban cho mình những gì cần thiết. Chứ tuyệt đối đã tu học rồi không được ngồi ý đó mà khóc lóc rên rỉ van xin đâu, không được như vậy. Chấp nhận mình nói tôi là con của Phật, thành ra tôi có quyền xin ông già của mình những gì cần thiết, chứ không được ngồi đó mếu máo mà rên rỉ, nghe chưa? Tụng năm hai năm sau vẫn còn mếu máo là sao? Vẫn còn khóc lóc năn nỉ là sao? Không chịu đứng lên nói mình là con của ngài, mình có quyền xin những gì cần thiết, nói rõ ràng luôn. Con cần cái này cái này cái này, ba ban cho con được không? Thì cái nói mày cần làm gì đó, con cần làm cho gia đình đó vậy vậy. Nói ừ, để coi mai mốt tao coi mày có đáng được cho không. Nếu đáng cho thì nói ừ nè, cho mày nè, đi làm đi, mình giấu riêng cho mình là mình sẽ chết, thấy chưa? Mình cái tội tham lam đó, lấy của ông kia cho mình giấu lại cho mình, không cho ai hết. Mình mang cái tính ích kỷ, mình sẽ không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi của mình dành cho con cái của Như Lai, nhớ chưa? Chúng nào nói như vậy mà không rõ nữa thôi, không biết cách nào hơn, nói lấy cây mà đập cho nó tỉnh. Chúng nào cầu mong quý vị tiếp nhận cái lời chia sẻ này để phát triển cái lòng đại từ đại bi của mình cho huynh đệ ba tánh chúng sanh khắp nơi. Tụng cái mỏ của mình ở nhà mình tụng xong mà nó mòn hẳn xuống á, nó lõm vô luôn á, mới thật sự là công phu. Rồi cái mỏ này nó mỏng đi á, mới hết nghiệp. Mà tụng mà cái mỏ này nó dày lên á là nghiệp đầy khắp nơi, thấy chưa? Bữa thầy coi cái mỏ xuống đất, thầy rất là tán thán công đức các vị huynh đệ đó. Họ tụng cái mỏ nó tròn vậy không, họ tụng lõm xuống luôn á. Trời đất ơi, thấy công phu vô cùng. Mà nghĩ kỹ lại coi, không biết cái mỏ này nó mỏng chưa nè, nó mòn chưa đây, nó còn dày lên nữa chứ. Ráng tụng niệm làm sao cái mỏ này nó bớt nghiệp đi á. Nghiệp này kinh lắm à. Phật khẩu mà mở miệng ra là tai hại vô cùng. Giận ai mà chỉ mặt nó một cái là tai nạn xảy ra ngày hôm sau liền, hoặc là ngày hôm nay luôn. Mình tạo nghiệp nó bị nạn, nhớ không? Đừng có mở miệng nó bậy, nhớ không? Nhớ chưa? Làm ơn nói lời tốt cho chúng nào nhờ. Cho chúng nào nhờ. Nhớ cầu nguyện chúng nào nha. Thời gian còn lại, trung đạo mong rằng huynh đệ của mình, Phật tử đạo hữu đây, thực sự trong lòng trung đạo khi quay trở lại đây ngày hôm nay á, rất là hạnh phúc. Ôi, nhìn rất nhiều khuôn mặt sáng nghe lắm luôn á, mà thấy tấm lòng quý vị mở ra trung đạo. Trung đạo thật là có lời vô cùng, rất là có lời. Cho nên không bao giờ ngừng nghỉ để mà rải tấm lòng ra cho huynh đệ Phật tử chung quanh. Mong rằng quý vị Phật tử sống
tu học giống như đạo hướng dẫn và chia sẻ, thì lợi lạc này sẽ không ngần mé, không những cho mình, cho gia đình, cho anh chị em, tất cả huynh đệ ba tánh chúng sanh xung quanh, những ai đến gặp mình đều được lợi lạc hết. Nếu quý vị nào một cái sự buồn phiền đau khổ, chỉ cần gặp trung đạo một tiếng đồng hồ nói chuyện thôi là bảo đảm sự buồn phiền đau khổ biến mất lúc nào cũng không hay luôn. Chắc chắn không hết không lấy tiền. Chắc chắn rồi. Rồi, thời gian còn lại mong rằng quý Phật tử thật lòng mở lòng ra hỏi những gì cần thiết nha. A Di Đà Phật, nè chụp nè, hỏi đi. Di Đà Phật, có một Phật tử xin hỏi thầy là đọc kinh A Di Đà rồi cầu nguyện như vậy, sao mình biết được của Huyền Thất Tổ mình được siêu sanh? Xin thầy chính vì nãy không lắng nghe đó. Nghe nè, mình tụng tại sao mình biết, nãy thầy nói trong 49 ngày đó mình sẽ thấy cái gì đó. Nếu mình tụng bằng cả tâm hồn trí tuệ và sức mạnh của mình thì trong 49 ngày chưa chắc, hết 49 ngày, có thể sau khi 49 ngày hoặc là trong lúc mình đang tụng mình sẽ thấy được cái điều gì đó, hiểu không? Mình sẽ biết được mà người khác không biết. Rồi các ngài sẽ báo cho mình biết là sẽ được hay không được, là do cái tâm mong cầu của mình mạnh mẽ, ý chí của mình mạnh mẽ, mình mới cầu được cho cô Huyền Thất Tổ. Với điều kiện mình phải trao dồi đời sống tâm linh của mình, biết làm những điều thật là thiện để hồi hướng và phục vụ, để cầu nguyện cho bác, cho cô Huyền Thất Tổ được siêu sanh tịnh độ, nhớ không? Trong 49 ngày đó mình sẽ biết được. Dạ thưa, sẽ báo một câu chuyện nó vui lắm, cô sẽ hiểu mà, ngộ lắm á, mình sẽ hiểu. Chẳng hạn như mình đi đâu đó, cái tự nhiên mình tới đâu đó vui vẻ này kia, mình thấy một cái chỗ mà party đó vui vẻ với mọi người, biết là mình đang ăn tiệc với lại mấy ổng đó, hiểu không? Tự nhiên mình hiểu là trong đầu mình hay lắm, không cần ai giải thích đâu, của đó tự nhiên mình hiểu là mình đã làm được điều đó đó. Thầy chúc mau thành công nha. Tại vì là Phật, tự động mình sẽ hiểu, lạ lắm. Nếu mình tụng đúng mức á, tự động mình hiểu hết, là không ai chỉ mình đâu, tự mình thấy cái này kia mình hiểu hết á. Các ngài sẽ chỉ dạy cho mình tỉ mỉ luôn á, nhớ không? Bây giờ là Phật, hỏi tiếp đi con nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho con hỏi, có người nói lạy Phật là kính Phật, niệm Phật là nhớ Phật, đọc kinh là hiểu lời Phật, ngồi thiền là con đường duy nhất để thành Phật. Vậy nên đọc kinh niệm Phật hay là ngồi thiền là tốt? Vừa niệm Phật vừa ngồi thiền được không? Ngồi thiền như thế nào là đúng? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, không thể nào dùng chữ đúng và không đúng được. Nếu thầy dùng chữ đúng và không đúng thì cái tên tôn đạo trật lát rồi. Thầy sẽ nói tụng kinh xong phải không, mình tụng kinh niệm Phật, mình tụng kinh vừa xong hết để mình học lời của Phật, lấy cái lời của Phật để mình hành vào cuộc sống hàng ngày, để biểu lộ được cái từ tâm của mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Sau khi tụng kinh xong, ngồi xuống niệm Phật. Cái lúc mình niệm Phật, hít vào thở ra là chính lúc đó là mình đang thiền, nó gọi là niệm thiền. Tức là niệm Phật, hít vào, niệm Phật, thở ra, niệm Phật, gọi là niệm thiền. Nếu mình hành được như vậy mỗi ngày thì mình sẽ được an tịnh. An tịnh, an tịnh, an tịnh, an tịnh tuyệt đối. Khi trong cơn an tịnh tuyệt đối, con người ta mới nhìn thấy Phật tánh của chính mình. Đừng nói ngồi thiền là thành Phật trật lất. Nếu mà ngồi thiền không mà không sống với cái lòng đại từ đại bi của mình là không bao giờ thành Phật được đâu. Thậm những ngồi thiền còn sống với cái tánh thiền đó, sống với cái tánh từ bi của mình cho bá tánh chúng sanh, lúc đó mình mới có hy vọng được nhìn thấy Phật tánh của chính mình trước, rồi sau đó mình mới hòa nhập với các ngài. Cho nên mình phải biết biểu lộ cái tánh yêu thương. Nhờ biểu lộ cái tánh yêu thương cho nên mình thiền học rất là mau lẹ, nhớ không? Vừa tu hành vừa tu sửa, tu để mình yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, bên cạnh mình tiếp tục ngồi thiền niệm Phật. Niệm Phật, niệm Phật, ngồi thiền là một, niệm Phật, ngồi thiền là một. Trao dồi đức hạnh của mình mỗi ngày trong đời sống hàng ngày, tụng kinh Phật để học cái lý, tụng xong phải hành, chứ đừng có tụng bằng cái miệng không. Nếu đọc bằng cái miệng không, mua mấy cái sách về đọc cho mình nghe cho nó chắc ăn, nhớ không? Tụng bằng tấm lòng, bằng con tim, bằng trí tuệ sức mạnh thì lợi lạc mới có. Chúc học đạo tinh tấn nha, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có em ngủ nửa đêm 12 giờ là nó khóc. Phải làm thế nào? Thưa thầy, bé được 10 tuổi, đúng 12 giờ đêm là chốt. 10 tuổi mà còn khóc đêm hả? Coi nha, quý vị tụng kinh gì ở nhà đó thì không biết, nhưng mà tụng kinh cố gắng hồi hướng niệm vãng sanh cho nhiều vào, bởi vì vẫn có người làm phiền đứa bé đó. Thì đứa bé từ 1 tới 10 tuổi, con mắt nó, cái miệng nó, cái lỗ tai nó, cái đầu nó rất là sáng, nó gọi là cái đầu
cái tính thiêng liêng nó rất là mạnh mẽ, cho nên có cảm thấy được, nó thấy được điều này, thấy được điều kia, thì nó sẽ bị hoảng lên nó khóc, nhớ không? Cho nên mình con thấy cái gì con khóc, nó nghe coi, nó nhỏ lỗ tai đi. Không có gia đình nói con khóc, không lẽ gia đình nói xạo, xạo chị biết nói xạo phải không? Còn gia đình nói xạo mà phải không? Không có khóc nữa nha, niệm Phật ngủ nha không? Nhớ không? Nhớ chưa? Niệm Phật ngủ nha không? Ok, không có khóc nữa. Gia đình mà không có khóc, không có khóc, dứt khoát không khóc nghe chưa? Hứa đi. A Di Đà Phật, chúc an lành. A Di Đà Phật, chắp tay lại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con rồi, vui vẻ. Bạch thầy cho có cô này. Dạ thầy. Alo. Hỏi thầy, dạ. Thầy cho hỏi là có một người mà mười mấy năm sau cũng như ở gia đình. Nhìn thấy hoài mất 10 năm chưa? Nhiều khi cô thấy người đó về mà mặt mày buồn hiu, mặc quần áo tối thui, mặt đen tù lùi mà mắt buồn đó là người ta chưa có siêu. Còn mình thấy người ta vui vẻ mà vui thấy không lần hay lần là biến mất luôn, không bao giờ gặp lại là đã siêu. Dạ. Tụng cầu siêu cho họ, tụng kinh xong hồi hướng cầu siêu tên tuổi cho họ, để cái tên vô cái mỏ ngay chỗ bài đại bi đó, cầu cho người đó được đó đi siêu sanh tình độ mà nó đủ xong cái tụng vãng sanh 21 biến. Nhớ chưa? Dạ. Ừ, chúc may mắn nha con. Dễ quá ăn, có gì đâu khó. Nó dễ lắm, trong đầu ăn cái bánh nhiều năm rồi, nó dễ dàng chia sẻ cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cụ Hiền Thất Tổ đã mất lâu thì làm cách nào để độ cho cụ Hiền Thất Tổ được siêu độ siêu thoát? Nam dạ thưa, thực sự chúng ta người tu phải có hiếu, hiếu hạnh đứng đầu. Nếu chúng ta, cho dù chúng ta không biết các vị đó từ đời nào kiếp nào, nhưng mà kệ, mình cứ lo giải nghiệp cho mình bằng đại bi 100 ngày sau mình hồi hướng cho Nguyên Thất Tổ, cầu cho họ siêu sanh tịnh độ, báo hiếu trong âm linh thôi, trong tâm linh thôi, trong âm thầm mình cứ làm đi. Nhiều khi họ đã siêu từ đời nào nhưng mà cũng trả cái lễ cái nghĩa của mình, tụng như 49 ngày thì mình cầu vậy thôi. Còn nhiều khi họ được có được không được, cái chuyện đó đã đi rồi đúng không, nhưng mà những người còn lại sau này mình chưa biết, có thể họ cũng đi những lời cầu nguyện của mình. Cho nên mình cứ làm đi để mình trau dồi đời sống tâm linh của mình mà rộng hơn chút xíu nữa đâu có sao. Mình kẹo chi, mình tính toán biết không biết kệ, miễn mình tụng cho đúng thì nó đi thôi, hiểu chưa? Bỏ hết tấm lòng ra là cầu là được à, trước sau gì cũng được hết á, phải không? Nó như là Phật. Ôi. Bạch thầy, cô Phật tử này hỏi là mẹ của cố thường thường đọc niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì 5 năm rồi, bây giờ chuyển qua Nam A Di Đà Phật có được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, không dám nói đúng hay không đúng. Thường thường mình nói là Lục Tự Di Đà phải không? Lục Tự Di Đà, bữa thầy có giảng đây rồi. Lục Tự Di Đà là câu niệm Phật, nó có cái luồng chấn động rất là lớn cho cái 6 cái huyệt đạo lớn trong cơ thể mình. Nếu mình biết cách niệm làm sao để nó làm chấn động những huyệt đạo lớn này và mở huyệt đạo ra, thì ngày xưa là bây giờ, cái pháp môn mới ngày thiền không là A Di Đà Phật thôi, thì thầy không có phê phán hay chỉ trích điều gì hết, mà cảm thấy an lạc hạnh phúc với cái niệm của mình là cứ làm tiếp tục, không ai bắt lỗi mình đâu. Nếu như cảm thấy an lạc hạnh phúc trong cái niệm của mình cứ làm nha, nhớ không? Thầy không được phép phê bình chỉ trích bất cứ điều gì công việc tu học của quý vị, thầy chỉ có chia sẻ và giúp đỡ thôi, hiểu không? Thấy nghe chưa? Thấy an lạc hạnh phúc là cứ làm nha. A Di Đà Phật. Yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, sau khi công phu mỗi ngày, con cầu nguyện cho tất cả cụ Hiền Thất Tổ hai bên nội ngoại, tất cả anh chị em được siêu thăng, có được không ạ? Dạ thưa được, hoàn toàn được. Bạch thầy, có một cô Phật tử hỏi là cố mẹ của cố mất có 3 ngày, thì bà khi bà còn sống thì bà lần chuỗi bà đọc kinh thời gian cũng rất là dài, nhưng mà khi bà về thì bà mặc cái áo ràng màu lam mà mặt tươi tắn, vậy bà sanh về cõi nào? Chúc mừng cái cô đó nha, bà đã được về cõi cực lạc để đi học tiếp, cho nên mặc áo lam. Còn nếu mà mặc áo lam mà mặt mày buồn thiêu buồn thiểu là mình cầu nguyện cho bà được vãng sanh, bà rất là vui an lạc cho nên bà mới thấy đẹp như vậy. Chúc mừng. Yeah.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con có đôi lời hỏi thầy. Con muốn ăn chay trường, nhưng nhiều người khuyên con còn nhỏ và chồng, nên ăn chay 1 tháng 4 ngày thôi. Nhưng con ăn chay thì không sao, mà mỗi khi con ăn mặn lại thì con thấy thức ăn cứ nghẹn nghẹn lại ở cổ mình. Như vậy có sao không thầy? Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe nè quý vị, sẵn đây thầy chia sẻ cái điều rất là tối ưu quan trọng cho người tu học tụng kinh niệm Phật, nhất là những người tụng kinh đại thừa, tụng kinh lớn đó, phải cẩn thận cái điều này. Nếu chúng ta ăn mặn nha, là chúng ta gọi là ăn dữ. Mình ăn dữ mình chết dữ, ăn hiền là chết lành. Ăn hiền là mình ăn những cái trái cây, hoa quả, rau cải thôi đó là ăn hiền. Còn ăn dữ là ăn thịt của chúng sanh đó là ăn dữ, thành ra mình chết dữ, ăn hiền chết hiền. Nhớ chưa? Còn ngũ vị tân, chúng ta là những người tu học, tu niệm, tụng học, phải cẩn thận trong việc ăn ngũ vị tân, là những đồ cấm kỵ hôi đó. Mình ăn sống thì vọng sân, ăn chín thì vọng dâm. Đồng thời mình phải cẩn thận cái điều này. Chúng ta những người tụng cái niệm Phật, khi mình ăn những cái ngũ vị tân đó, cái miệng mình rất là hôi, cái hơi thở mình với lại cái da thịt mình nó xì ra một cái gọi là cái trược khí rất là nặng. Cho nên chư thiên chư Phật chư Bồ Tát khi mình công phu các ngài không lại gần được. Nếu mình ăn nhiều năm quá thì cái mùi mình nặng ghê lắm, các ngài không giúp đỡ được cho mình, mà đồng thời mình sẽ bị loạn tâm, loạn tinh thần, tổn phước tổn đức. Bởi vì lúc đó có một loại ngạ quỷ và ác ma nó rất thích cái mùi này. Nếu chúng ta tụng kinh lớn mà chúng ta ăn những cái này nhiều quá thì lúc chúng ta ngủ á, nó lại gần, nó hút cái miệng mình. Đệ tử thầy ở bên Mỹ có một cặp vợ chồng là bạn của nó đã bị cái điều này. Nó hút mấy tháng sau thì mặt mình đen, môi mình thâm, mắt mình có quầng. Nó hút riết khi mà mình tu đến mức mà mình không học được gì hết, ngoài cái tính tự cao tự đại chê bai hết mọi người, và mình đã đi lạc vào ma đạo rồi đó. Khi mình chết á, mình sẽ làm đồ chúng của nó đó, hiểu không? Thế là tuyệt đối cố gắng làm sao đừng có ăn cái ngũ vị tân đó. Cái miệng mình nó kỳ lắm, không thích là nó đưa ra hôi rình, là các vị không lại gần mình được, cho nên mình tu học không tiến hóa được, nhớ không? Còn ví dụ mình ăn mặn, đã ăn chay rồi cố gắng ăn chay đi, đừng có đổi mặn. Đổi mặn là mình còn vay mượn cái quan gia trái chủ, có nghe thầy nói rõ không? Ăn mặn là còn ăn thịt chúng sanh, là còn vay mượn quan gia trái chủ, cho nên tu học không tiến hóa được. Thế ví dụ mình đi tiệc, mình lỡ ăn mặn rồi không nuốt vô được thì thầy chỉ trong câu chú đọc vậy nó văng ra, có nghe câu chú đó không? Mình ăn chay thường xuyên, mình lỡ ăn mặn nuốt vô cổ rồi thấy ngán quá nhả ra không được, nhớ nè, đọc câu ăn khạc khạc nhả ra ta bà ha, ăn khạc khạc nhả ra ta bà, nhớ chưa? Nhớ câu chú chưa? Trời, bữa thầy giảng ở bên Khánh Hội kìa, thấy thương câu đó lắm. Cô nói ăn mặn mà có lần ăn mặn mà lỡ nhai rồi sao, đâu nhả ra, nó uổng quá, phải nuốt vô luôn, phải không? Thì thấy dạy câu chú đó, tới chừng này ra ngoài khỏi chùa chú trận được này, thầy con chưa nhớ câu chú đó, trời đất ơi, nãy giờ thầy chọc con đó, ăn cạc cạc nhả ra ta bà ha, lỡ nuốt vô rồi nhả ra không được. Bạch thầy, cho con hỏi, ở nhà con tất cả anh chị em ở nhà không ai thấy gì, mà em dâu của con thường hay thấy ngủ bị đề sinh, thầy hoan hỷ A Di Đà Phật. Mấy cái thằng ma nó chết rồi, nó còn dê à, nó lửa ta nó đè hoài mà lạ lùng, đàn bà bị đè không chứ con trai không bị. Thầy mong nó đè thầy một bữa nó không dám nữa, thầy chấp 30-40 đứa tới đè thầy đi, mà đâu dám, nó lửa thằng là gái đẹp nó đè không. Mấy cái thằng chết nhiều năm cũng còn dê, lạ lùng ghê luôn, chết bỏ dê không bỏ. Lạ lùng, mấy người đó phải gặp thầy mới được. Giang, cô Hoa Bảo, những vị mà bị ma đè đó thì chút nó liên lạc với cô Trung Hiền nha con, hay Trung Thiện nha, hai người. Dạ, thì dạ. Chỉ cách đè ngược lại nó sợ và cha nó luôn. Nghe nè, quý vị nghe cho kỹ, khi mà một người đã chết rồi thì nó đâu còn cái nhục nhĩ, nhục nhãn đâu, hiểu không? Tức là hoàn toàn chỉ là cái thức thôi, không nghe được, không nhai được, không ăn được, không nuốt được thì nó đâu có gì đâu giữ, nó là một cái thức thôi. Thật ra mình nghĩ tưởng thôi thì người ta sẽ nhận được. Khi mình nghĩ tưởng tới cái người đó, họ sẽ nhận được bằng cái thức của mình, hiểu không? Như bên đó ma Mỹ nó vô nhà nó ở, thì tụng đại bi mà tiếng Việt, cầu nguyện bằng tiếng Anh, nó cũng ăn uống bình thường xong mới đi hết à. Nó nhận bằng cái thức thôi con, chứ đâu có lỗ tai đâu nghe, hiểu không? Chắc chắn là sẽ nhận được nha. Cái tâm ý của mình là họ sẽ nhận được. A Di Đà Phật. Dễ lắm, không có gì khó.
Hỏi hai câu nữa. Dạ thầy ơi, cũng như bây giờ ở nhà mình không có điều kiện để tụng cầu siêu cho cổ quyền thầy, thì mình tới chùa mỗi đêm mình tụng được không thầy? Dạ cũng được, tới chùa ngồi xin thầy ngồi nó tụng cầu nguyện cũng được, chỗ nào ngồi xuống được là tụng thôi nha. Nó như là Phật chúc may mắn nha con, năm này cũng được, năm sau cũng được, lúc nào cũng được hết trơn, dễ mà, tu tự nguyện mà, đâu ai bắt buộc đúng không? Chỉ xuống cái đầu mình tu sao? Như là Phật hỏi đi con. Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy. Dạ người ăn chay có ăn được trứng gà không thầy? A Di Đà Phật. Dạ thưa, trước giải phóng 1975 thì giáo hội đã cho các ni ăn, tại vì các ni tu mà hồi xưa thiếu thốn quý vị biết rồi, rất là nghèo khó và làm cực lắm, cho nên các ni rất là ốm yếu xanh xao, thành ra giáo hội cho phép bị ăn trứng công nghệ đó, nó không có trống. Cái trứng công nghệ không ấp thì nó cũng hư, để lâu nó cũng hư, tự động nó hư, giống như trái cây á. Trái cây mình không ăn để nó cũng thối, rau cải không ăn để cũng hư đúng không? Cho nên mình ăn cái giống như là thực vật thôi, nhưng mà để giúp cho cái ni nó có nhiều sức khỏe hơn. Cho nên chúng ta ở bên Mỹ bánh trái người ta làm đều có trứng trong đó, nhưng mà bên Mỹ nó nuôi trứng công nghệ rất là nhiều, nó bình thường không có gì phải khó, hiểu không? Cứ tự nhiên thôi, để làm sao đừng có bị tu, đừng có bệnh hoạn là được rồi, 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 đừng có bệnh hoạn. Tất cả chúng ta đều có khả năng để mà cầu nguyện cho nguyên thân tổ của mình, với điều kiện là mình phải biết cái nguyên tắc và cái luật cầu nguyện, phải biết nguyên tắc và luật cầu nguyện, nhớ không? Thì đầu tiên khi chúng ta đặt ba chén cháo lên cụ bàn của Nguyện Thất Tổ bắt đầu nhớ không? Thí dụ giờ hôm nay mình bắt đầu, mình lựa một ngày tốt đi. Mình luôn luôn, lúc nào cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu đi vào một bài kinh mới nào đó, chúng ta tụng cái bài kinh với mục đích gì? Cầu nguyện cái gì? Để làm cái gì? Nó phải có rõ ràng nguyên nhân. Chúng ta muốn đi thay đổi bằng lái như thầy, phải điền cái đơn nói muốn làm cái gì, thế là mình sẽ nói ra việc làm của mình. Chúng ta việc đầu tiên là nấu ba chén cháo để trên bàn của Nguyện Thất Tổ của mình. Đây là thì đi vào nguyên tắc và luật để tụng nhau. Ba chén cháo để bàn của Nguyện Thất Tổ từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian này rất là tốt để mà tụng bài kinh A-di-đà cầu nguyện của Nguyện Thất Tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Kinh A-di-đà nếu mình tụng đúng 15-20 phút thôi. Bây giờ trước khi vào tụng kinh A-di-đà, mình cầu nguyện cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, tùy cái quyền của mình. Xong rồi hôm nay là con dân hương, dân hoa, dân thủy, dân quả, trước cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo, bên cạnh đó cúng dường cho ba tánh chúng sanh khắp nơi được no đủ và hạnh phúc như con. Rồi bên cạnh đó, kế đó là con dân hương, dân hỏa, dân thủy, dân quả, dân thực phẩm, cúng dường cho Cửu Hiền Thất Tổ nội ngoại hai bên, và cầu cho Cụ Hiền Thất Tổ nội ngoại được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nhớ không? Không nhớ thì lặp lại chậm thì chậm. Bây giờ thầy chập chậm lại nha. Biết ý thầy hết rồi. Bây giờ mình cầu, mình để ba chén cháo lên từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Khoảng thời gian này rất là tốt lành cho việc tụng cho Cụ Hiền Thất Tổ được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Mình tụng cầu nguyện xong, tụng ngũ bồ chú xong, đại bi, trong chữ mạ mạ của đại bi đó là con tên gì, tuổi gì, mục đích tụng A-di-đà để làm gì, thì tụng A-di-đà để được Cửu Hiền Thất Tổ nội ngoại hai bên của con được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Phạt ma ra một đế lệ đi, nhớ chưa? Nhớ không? Sau đó tụng hết kinh A-di-đà xong, bắt đầu mình vô thượng thầm thâm vi diệu pháp gì đó, rồi tụng A-di-đà kinh, tụng hồi kinh, hết kinh xong xuôi rồi bắt đầu tụng Bát Nhã. Bát Nhã xong thì hết Bát Nhã rồi tụng Yết Đế. Yết Đế hay lắm. Yết Đế chỗ này là giúp cho những cái vong mà còn chấp á, những cái thức còn chấp vào những cái khi mà còn sống ở thế gian á, tụng 21 lần Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế cho thầy. Xong rồi mới qua Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm 3 lần. 3 lần sau mình tụng Vãng Sanh 21 lần. Nhớ chưa? Nhớ không? Nếu không thì sẽ gửi mấy cái bản copy cho cô Bảo in ra cho quý vị nha. Nhớ không? Khi mình tụng tới Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát xong đó, con tên gì, tuổi gì, trì tụng A Di Đà kinh, nương vào oai thần oai lực của chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu nguyện cho Cửu Hiền Thất Tổ của con nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nam Mô Di Đà Bà Dạ Tha Dạ. Xong rồi bắt đầu mình hồi hướng lại là
cầu siêu công đức thù thắng hạnh, nhớ chưa? Cầu nguyện cho quyền thất tổ đây đó, cầu siêu cho củ quyền thất tổ nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ, công đức thù thắng hạnh, nhớ. Tự ghi đâu, tự mình ghi thêm vô, nhớ không? Thì mỗi ngày từ 6 giờ đến 9 giờ đều làm như vậy, thì nếu mà mình công năng giỏi nha, chưa tới 21 ngày nữa đã có thư báo về rồi, có tin báo ở đâu đó về là tụi tao đi hết rồi, tụi bay ngưng tụng là vừa, nhớ không? Nha. Thầy kể một câu chuyện tại sao nha. Ba thầy hồi thầy có kể rồi đó. Ông chết năm 95. Bên nhà gọi qua nói thầy ơi, ông thân của cụ ông thầy tịch rồi. Thì trung đạo mới ngồi xuống đúng 12 giờ trưa để ba chén cơm lên bàn thờ tổ. Nói là con sẽ tụng cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo, bởi vì ba có thể là công giáo. Cho nên phải nói rõ, thầy sẽ tụng cho ba 21 ngày, cầu siêu cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo. Thì thầy tụng tới ngày thứ ba, thì thầy đang tụng đại bi, chưa vào A Di Đà tụng đại bi không thôi. Thì ở cửa sổ trên lầu á, ba vị rõ ràng luôn nha, ba người bước vô qua cửa sổ nha, đứng trước mặt thầy, hỏng mặt đất nha. Nói chúng tôi đã lo cho ngài đầy đủ rồi, thầy không cần phải lo. Thầy bỏ chuông mõ xuống, thầy lại ba lại, từ đó cho đi thầy không thắp cho ba thầy một cây nhang nào hết. Bởi vì thầy theo luật các ngài báo rồi, thầy không được phép bất kính, đã nói không là không, đã lo đầy đủ, tại sao phải kêu rên khóc lóc kêu hoài, phải không? Người ta đang đi cái kêu thì người ta quay lại, đâu ai kêu mình vậy, cái đường đi người ta nó bị trì trệ, phải không? Tức là mình mang cái tội bất kính đó. Thế là trung đạo bỏ chuông mõ xuống lại ba lại, từ đó cho đi trung đạo không khi nào cúng cho ba một cái gì nữa hết, bởi vì theo luật mà làm các ngài đã được đi rồi là không được phép kêu gọi, đã xong hết rồi. Tức là cái duyên giữa mình vừa cụ đã xong, để cho cụ tiếp tục tiến hóa trên con đường tu học. Chúng ta không được phép níu giò níu cẳng người ta, khóc lóc rên rỉ van xin nữa, nhớ chưa? Nhớ không? Không nhớ đừng hỏi nha. Nhớ chưa? Rồi, trong thời gian 49 ngày đó, ngày nào như ngày đó từ 6 đến 9 giờ chúng ta cứ tiếp tục tụng như vậy, thầy chắc chắn rằng là củ quyền thất tổ nội ngoại hai bên của các vị chắc chắn sẽ được siêu sanh. Nếu mà quý vị nào mà làm không được, nó phải có nguyên nhân tại sao, thì gặp trung đạo sẽ chỉ cho cách làm, nhớ không? Rồi, nhưng mà cái điều kiện tất yếu khi mà mình bắt đầu để cháo lên bàn thờ của quý vị thất tổ cầu nguyện, bản thân chúng ta phải tự tu, tự sửa, tự giáo dục mình, phải rời xa thế gian pháp càng nhiều càng tốt, phải biết sửa đổi bản thân mình, sẽ biết sửa đổi tánh tình của mình, phải biết biểu lộ cái lòng khiêm nhường, biết biểu lộ cái tình yêu thương của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh chung quanh, bởi vì mình đã biết rằng là huynh đệ bá tánh chúng sanh là con cái của Như Lai, là anh em của mình, đúng không? Thì tuyệt đối trong đầu mình, trong lòng mình, trong tâm mình, trong tim mình không được phân biệt kỳ thị huynh đệ bá tánh chung quanh, cho dù cùng đạo tràng hoặc khác đạo tràng. Nếu mà mình yêu thương người ta còn có cái lòng dị biệt thì lời cầu nguyện mình không thể nào mà hoàn tất được 100% đâu. Bởi vì sao? Mình còn ích kỷ, còn kỳ thị đó, thành ra mình lời cầu nguyện không hoàn tất 100%. Có nhớ không? Có làm được không? Đây là cái lợi lạc chứ không phải riêng cho trung đạo, mà cho tất cả huynh đệ Phật tử đạo hữu nào muốn làm theo cái pháp này. Trung đạo là cái người thực sự không biết gì về cái cách cầu nguyện cho củ quyền thất tổ. Nhưng sau 49 ngày, không những trong 49 ngày đó, nếu chúng ta là người siêng năng tinh tấn tu học, một lòng niệm Phật tụng kinh để được giáo hóa, giáo huấn, thật sự quý vị, nếu quý vị tụng đúng như trung đạo nói đi, trong 49 ngày đó sự mầu nhiệm gì sẽ xảy ra, quý vị sẽ tiếp nhận được, chỉ có quý vị biết mà thôi. Bởi vì khi mình đặt hết tấm lòng, con tim, trí tuệ mình cho cái việc mình làm, mình đặt hết tâm tư mình vào cái vị mà mình cầu mong là Phật tổ A Di Đà của mình đó, thì trong thời gian đó ngài sẽ cho cái gì, chúng ta sẽ biết được cái điều đó, mà người bên cạnh không thể nào hiểu được, mà mình cũng không được kể ra cho các vị đó biết. Có thể là ngài sẽ phóng quang tiếp điển, có thể ngài sẽ mở tất cả những luân xa, những việc đạo trong cơ thể còn bế tắc, có nghĩa thì ngài cho một cái gì đó mà đời sống tu học nó càng ngày càng tiến triển hơn. Phước đức vô cùng nếu chúng ta làm được điều này. Thì một cầu mong quý vị làm được những gì mà trung đạo mới chia sẻ, bởi vì trung đạo đã từng được như vậy, nhưng mà không thể nào kể ra ở đại chúng được. Nhớ không? Có làm được không? Hứa được không? Đâu phải làm cho thầy đâu mà không được, làm cho mình không mà còn phải suy nghĩ nữa.
Đây là một cái phước báo lớn nhất. Quý vị có nhớ Bà La Môn Nữ không? Mẹ của Bà La Môn Nữ bị đọa địa ngục, nhớ không? Không phải riêng cái cô này siêng năng tu tập đâu, mà vì thương mẹ quá cho nên mới dốc lòng tu tập, siêng năng tinh tấn, cho nên cái đạo lực mới phát triển, đạo hạnh mới phát triển, đạo đức mới cao dày. Nhờ vậy cho nên mẹ mới được thoát khỏi cái địa ngục vô gián. Nhưng quý vị nghĩ lại một cái chiều khác nha. Bởi vì người mẹ làm tội quá tày trời, cho nên người con mới phát tâm tu học, người mẹ vẫn được công đức như thường. Nhờ công đức cho nên bà mới được thoát khỏi địa ngục vô gián, thấy chưa? Nếu mà bà không làm tội ác quá thì người con đâu có phát tâm, thấy chưa? Nhờ mà người mẹ, chính vì chỗ chúng ta phải nghĩ rằng là thế gian pháp là người mẹ tạo tội, thấy chưa? Nhờ người con thấy được mẹ tạo tội cho nên lắng mình, đắm mình trong Phật pháp, học cho thiệt là giỏi để giúp đỡ mẹ thoát khỏi địa ngục, có phải vậy không? Thế gian pháp, cho nên Phật pháp bất ly thế gian pháp ở chỗ đó đó. Bởi vì biết mình, mẹ mình tạo tội cho nên đắm mình vào trong Phật pháp, học cho thật là giỏi để cứu mẹ mình ra. Cho nên hai cái nó tương ứng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà người mẹ không tạo tội ác thì con đâu phát tâm đâu, thấy chưa? Thật ra người mẹ kia cũng có công đức đó, nhờ vậy cho nên bà mới thoát khỏi cái địa ngục vô gián đó. Thấy thầy nói vậy không? Có hiểu? Bà là một nữ đó, trong địa tạng đó con. Nhớ chưa? Chứ là chúng ta phải biết, cho dù của vị thức tổ mình ở cái đời nào, kiếp nào, bảy đời bảy kiếp gì đó, mà còn vướng tội mình chưa đi được, mình trì tụng bằng cả tâm tư trí tuệ con tim của mình ngày nào cũng như ngày đó, thì chắc chắn trong 49 ngày sau thì các vị sẽ được siêu sanh tịnh độ. Bên cạnh đó mình vẫn được lợi lạc rất là lớn từ cái vị mà mình đặt tâm tưởng vô là A-di-đà, đúng không? Lúc đó Ngài sẽ phóng quang tiếp điển. Hồi đó trung đạo có nói là ngồi như thế này nè, mắt mở ra 3 tiếng đồng hồ, nhìn thấy ánh sáng, thấy không, nhớ không? Ánh sáng chụp vào đầu, cứ ngồi trong đó thôi, nó đã ghê gớm luôn á, đã vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Nếu mà làm được như vậy á, thì mà về bên kia nó gần ghê lắm luôn á, gần. Khi nào mà mình bỏ hết cái thế gian pháp đi, mà mình ý thức rằng là tâm của mình và tâm Phật chẳng khác. Khi mà mình thấy mình, tâm mình và tâm Phật đã hòa nhập rồi, thì thật sự thế gian pháp trở thành tịnh độ đó. Cái thế gian trở thành cõi tịnh độ, thấy chưa? Khi mà tâm của mình cảm ứng đồng với tâm của Ngài rồi, thì cõi tịnh độ xuất hiện tại hiện tiền này nè, thấy chưa? Thì có khác gì đâu. Chúng ta còn thấy khác biệt bởi vì cái tâm phàm phu, thế gian mình còn nhiều quá, cho nên mình không cảm nhận được cái tâm của mình với tâm của Ngài là một. Bởi vì mình là con của Ngài mà. Thí dụ bây giờ Ngài là đại vũ trụ, phải không? Còn mình là tiểu vũ trụ. Còn có nghĩa là Ngài là đại ánh sáng, mình là tiểu ánh sáng. Cho nên tiểu ánh sáng có quyền được trở về với đại ánh sáng, cùng hòa nhập với Ngài. Hiểu không? Sống như thế nào mới được hòa nhập với Ngài? Hả? Chỉ có một cách duy nhất thôi mà được hòa nhập với Ngài là phải yêu thương con cái của Ngài như chính bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng là con cái của Ngài. Mà muốn trở thành đứa con có hiếu để Ngài tiếp nhận, là phải biết yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai giống chính bản thân mình, với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó mình mới trở thành đứa con có hiếu được, nhớ không? Đó, muốn làm đứa con hiếu là sao? Yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai như chính bản thân mình, phục vụ huynh đệ ba tánh sinh quanh, chính là đang phục vụ chư Phật, có đúng vậy không? Làm được không? Hả? Được không? Đức Phật. Dễ quá ha. Trung đạo nói chuyện rất là dễ, bởi vì sống nhiều trong đó rồi, nó dễ ghê lắm. Đừng có dùng cái phàm trí này mà so sánh sự việc ở thế gian, bỏ. Nó làm gì? Thôi kệ nó đi. Thấy không? Nó nói gì cũng kệ nó luôn đi. Mà nó nói hoài, thôi kệ nó, kệ nó, nói gì nói đi không? Cái chuyện nó nói lâu quá, nó điên lên, cái này, kệ tao. Tao làm cho làm, đừng nói cho tao. Đầu tiên mình kệ nó, nhưng hồi mình nói điên lên mình kệ tao. Khi mình kệ tao mà giận dữ là bắt đầu cái phàm ngã mình, nó ăn thịt mình liền luôn á. Cho nên ông Phật mình không sợ, ông trốn mất. Dứt khoát không để phàm ngã lấn át đời sống, không để cho phàm ngã lấn át đời sống của mình. Mình là người tu học Phật, cho nên mọi cách phải diệt được cái phàm ngã này. Nếu phàm ngã còn nổi lên là mình còn nhìn thấy lỗi lầm của nệ ba tánh chúng sanh. Nếu mà còn diệt trừ lỗi lầm của ba tánh chúng sanh, tức là cái ngã mình còn rất là nặng nề, thì mình sẽ không bao giờ hòa nhập với vô ngã được. Người tu Phật mà phải đi vào vô ngã mới đắc, đúng không? Nếu mình không đạt tới vô ngã, còn có nghĩa là không nhìn thấy cái thánh tuệ của mình.
phải đầu vô ngã mình mới đạt được thánh tuệ. Kiên trì thiền định sinh vô ngã, nhẫn trí tịnh tâm thánh tuệ khai. Nếu không có thánh tuệ thì mình vẫn còn trôi lăn pháp thế gian như thường. Nhờ có thánh tuệ đó mình mới nhìn được Phật tánh của chính mình. Nhờ nhìn được Phật tánh của chính mình cho nên mình sống đi biểu lộ cái tính đại từ đại bi của Phật. Nhờ biểu lộ được cái tánh đó cho nên mình mới hòa nhập với chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nhờ hòa nhập vào chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát nên con đường giải thoát rất là sáng sủa rộng rãi. Đúng không? Rồi. Hôm nay chúng đạo giảng về điều này rất là ngắn gọn để mong quý vị nhìn thấy được tu tập như thế nào để có đủ năng lực, đủ công lực để giúp đỡ cho cửu huyền thất tổ của mình siêu sanh. Trong thời gian mà chúng ta tu luyện cho bản thân mình là mình diệt trừ được bệnh tật, diệt trừ được nghiệp chướng của mình, giải trừ được oan gia trái chủ, trí tuệ phát triển. Bên cạnh đó, khi bản thân mình xong rồi, bắt đầu mình tự giác rồi đúng không? Bắt đầu mình giải nghiệp cho cửu huyền thất tổ của mình. Mình giúp đỡ cho cửu huyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ là mình hoàn tất được cái duyên của mình, tiền định của mình với các ngài, đồng thời mình trả được chữ hiếu. Thấy chưa? Mình trả được chữ hiếu rồi thì cái nghiệp lực mình rất là nhẹ nhàng. Thì mình tu học rất là tiến hóa. Rõ không? Rõ không? Nên chúng ta cố gắng biểu lộ cái tánh từ bi của mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh để mình có đủ năng lượng giúp đỡ cho quyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Thầy mà nghe cái phone của Irene, thầy lấy cái phone đó thầy xài luôn đó nha. Rồi chưa? Cái vấn đề mà mình cầu cho quyền thất tổ của mình nó rất là rõ ràng như vậy. Ngày đầu tiên mà mình khai kinh là mình hoa, quả, trái cây, nước, rồi ba chén cháo trên bàn quyền thất tổ. Cứ tụng từ 6 giờ đến 9 giờ là những việc cầu nguyện mình sẽ được như ý. Và trong khoảng thời gian đó chắc chắn thầy bảo đảm quý vị là ít nhiều gì mình cũng được sự chứng giám. Với điều kiện khi chúng ta bắt đầu tụng kinh A-di-đà để giải nghiệp với quyền thất tổ, mình phải để hết tâm ý mình vào trong đó. Phải để cả con tim trí tuệ sức mạnh mình vào trong lời cầu nguyện này thì ít nhiều gì của quyền thất tổ mình cũng được tiếp nhận đó. Làm cái gì cũng phải có tâm có ý trong đó, nhớ chưa? Tụng kinh niệm Phật đến cái mức mà tâm mình rời xa được thế gian pháp, ý không còn nằm trong thế gian pháp, không còn tham lam luyến ái điên đảo nữa, lúc đó chúng ta mới giải thoát được, lúc đó chúng ta mới gần gũi Phật tổ A Di Đà được. Thấy chưa? Nếu mà mình tụng kinh niệm Phật hoài mà mình cứ gần thế gian pháp hoài thì không thể nào mà thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Chúng ta cứ trôi lăn hoài thôi. Thành ra đã quyết định rồi thì cố gắng niệm Phật tụng kinh làm sao đến ngày cuối mình tỉnh thức, tâm mình rời xa luyến ái, ý của mình rời xa điên đảo mộng tưởng thì chắc chắn cõi tịnh độ sẽ xuất hiện. Nhớ chưa? Nếu mình còn luyến ái điên đảo không ngừng thì mình còn mê muội trong cái niệm Phật thì không bao giờ sống trong cõi tịnh độ được. Trong việc tu học của mình chướng ngại trở ngại rồi trước trung đạo hỏi hoài, chúng ta cứ việc nói chuyện với trung đạo, chia sẻ với trung đạo đi, trung đạo sẽ trả lời rất là lẹ và không cần suy nghĩ. Mà nó hả, viết giấy viết chữ thiệt là bự chứ đừng viết chữ nhỏ quá. Trung đạo đại học chữ bự ở Mỹ đó, chữ bự mới đọc được chứ nhỏ đọc không được. Tốt nghiệp đại học chữ bự. Nhớ không? Rồi trở lại một vấn đề duy nhất nữa thôi. Làm sao không cần biết, hãy ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Đây là lời khuyên mà các vị tiếp nhận được quyền năng trong âm thầm, tuyệt đối không được kể cho bất cứ một huynh đệ nào nghe hết. Bởi vì tâm trí của chúng ta khác biệt, cái trình độ trí tuệ tâm linh mình khác biệt, căn cơ khác biệt, cho nên những cái thấy của mình không giống như huynh đệ được. Ngược lại, huynh đệ thấy những điều đó cũng không giống mình được, cho nên không được kể ra. Một người không hiểu sẽ nói mình vọng tâm vọng tưởng, sẽ nói bậy nói bạ, sẽ tạo nghiệp. Còn người ta cũng không hiểu, người ta chê bai mình, ta nói bậy nói xấu, mình cũng tạo nghiệp, hiểu không? Mình nói ra người ta mang cái tâm vọng tưởng vọng ảo là mình cũng mang nghiệp. Cho nên mình tuyệt đối không được kể lại cho huynh đệ nào nghe hết, trừ trung đạo ra. Trung đạo giải thích cho nghe nó rõ hơn, phải không? Nếu mình thấy cái cảnh đó ở cõi nào trung đạo biết rồi, đâu sống trong đó mà. Đi đi về về nó sướng. Mua vé máy bay về bển xong mới về đây lại. Cũng về Tây Phương. Thấy không? Cho nên chúng ta sống phải để cái lòng của mình, cái trí của mình, cái tâm của mình vào trong cái cõi giới mình sống. Tức là mình đang tụng kinh niệm Phật, đang tụng A Di Đà,
mình biết rằng là mình đang tâm sự với cha của mình là gì đó, mình sống trong cái đó luôn, thì tự động Ngài sẽ cho mình những cái gì mà mình cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ lợi lạc, chắc chắn của hiền thất tổ của mình sẽ được siêu sanh tịnh độ. Chắc chắn, bảo đảm không được, không lấy tiền. Chắc chắn luôn. Cho không mà, phải không? Còn làm không được là tại mình, chứ phải tại thiền đạo đâu nha. Nhớ không, làm cho mình, học cho mình, tu cho mình, sửa cho mình, chứ không phải cho thầy, cho cô hay cho cái chùa Phật Quang này đâu. Đừng có nghĩ là mình tu chung là mình sửa cho người khác, trật lất á. Đổ thừa tại mày tao tu không được. Không phải vậy. Nhờ huynh đệ mà mình tu khá hơn mới sao. Ví dụ nó càng xấu chừng nào thì nó càng giúp đỡ cho mình tiến lẹ chừng đó. Chứ đừng thấy nó xấu quá bắt chước nó là xong luôn rồi đó. Tại vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp mà, thấy không? Nhờ mẹ sống quá xấu cho nên con mới đắc đạo. Nhờ huynh đệ bên cạnh sống không tốt lành cho nên mình mới tốt lành. Cho nên mình mới trở thành đóa sen mọc trong bùn chứ. Không lẽ mình thành giống như nó luôn sao? Thì đâu gọi là Phật Pháp được. Thấy chưa? Rõ ghê ha. Mất nhiều năm lắm mới được nói như vậy đó. Phải là lặn lội gian khổ, vật lộn chiến đấu, nhiều năm mới lòi ra được có nhiêu đó thôi đó. Nó đơn giản, hồi xưa học nó phức tạp lắm. Cứ nghĩ cái này, nghĩ cái lum la. Cuối cùng nhớ ra thì ra là nó không có gì khó hết trơn. Tại vì kiến thức nhiều quá nó làm cho mình lẫn lộn. Chỉ hiểu ra được rồi thì mình thấy mình là con của Như Lai mà. Thân người thánh Phật chẳng sai bao giờ, thấy không? Đâu có gì khó đâu. Các ngài nói người thế gian làm cho mọi việc trở thành phức tạp, thực sự nó không có gì khó. Tụng kinh này bi xong ngồi xuống niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhắm mắt lại niệm. Niệm cái không cần niệm, cái tự nhiên người ta niệm giùm, ai đó niệm giùm mình kệ. Khi quý vị nghe niệm Phật mà nghe tiếng niệm nhiều bên cạnh mình niệm, kệ người ta. Cái chuyện ta cùng niệm với mình, phải không? Để cho người ta niệm, mắt chứng gì lắng nghe. Mình cũng lắng nghe nhưng mà kệ đó, đừng có bàn tới, hiểu không? Hả, mình bàn tới tự nhiên không còn nghe nữa. Là tại sao vậy? Vì lúc đó sự thiêng liêng các ngài đang niệm cùng với mình không có dùng cái phàm trí, cái phàm tuệ, tức là cái ý nghĩa của thế gian á, mình chen lấn vô cái việc niệm của người ta, tự nhiên cái lỗ tai mình là đóng lại không nghe nữa. Thấy chưa? Mất phước rồi đó. Thật ra khi nghe hả, cái niệm theo thôi, tự động mình cái niệm trong đầu mình nghe niệm lại. Đó là phước đức vô cùng. Thập phương chư Phật cùng niệm Phật với mình là phước báo ha, vĩ đại nhất luôn á. Mình niệm Phật đến sau mình nó mà tất cả pháp giới cùng niệm với mình á, mới là ghê. Thấy chưa? Lúc mà mình chưa đi mà các ngài đã dọn đường sẵn cho mình rồi. Chỉ cần mình gọi phone cái đi về là mọi người đang chờ mình, sắp bàn tiệc sẵn cho mình về ngồi xuống ăn thôi. Dễ quá ha. Dễ không? Rồi dễ, chúc mừng nhưng mà chừng nào mà những gì mà chúng đạo nói để quý vị tiếp nhận dễ dàng như là mình đang ăn cái miếng cháo nguội với đường phèn vậy đó, cũng ngon lắm. Ăn nuốt cái rột hết chuyện. Đừng có dùng cái đầu này, dùng cái trí tuệ phàm phu mình mà xen vào chuyện của chư Phật. Đừng. Tiếp nhận nó như món quà thôi. Mình thấy nó tới, tự động nó tới, tự động nó đi à. Đừng có giữ nó, hiểu không? Thì mình ngồi tụng kinh, mình thấy gì cũng kệ nó đi. Kệ nó. Mình tới mình kệ nó. Ừ. Kệ riết cái thành thói quen, cái kia nó xấu mình. Thôi kệ nó luôn. Từ từ mình bỏ được cái tánh gọi là thị phi á, mình không lắng nghe nữa. Nhờ mình không nghe bậy á, thì nên mình mới nghe tiếng tốt. Không? Nhờ mình không lắng nghe bậy cho nên người ta không có phương tiện nói bậy. Không có tạo nghiệp. Thấy rõ chưa? Thấy không? Nhờ mình không lắng nghe những điều không tốt lành, cho nên mình nghe những điều tốt lành. Mà nghe những điều tốt lành 5-10 năm sau thì nghe những điều tốt không tốt lành không được nữa. Nếu có miệng mình nói những điều tốt lành 5-10 năm sau thì cũng, nếu nói một điều không tốt lành cũng không được luôn. Ngộ lắm. Cái đầu mình niệm Phật liền liền 10 năm sau thì mình nghĩ bậy cũng không được nữa. Thì từ nhà chạy lên đây á, cái đầu tụng đại bi mà mình xe cộ đông đúc, thấy không? Trong đầu chạy tính bơ mà cái đầu vẫn đại bi, nó lạ lắm. Đại bi rõ mồn một trong đầu luôn mà vẫn chạy xe, vẫn lạng lách bình thường. Mà chạy phải chạy chậm đâu, chạy dữ lắm á. Thì mình biết mấy ông dành đường cho mình rồi, mình cứ chạy đã thôi à. Ừ. Ông biết thằng này đi làm việc đó, có chuyện gì xảy ra cái nó bỏ lỡ công việc, mấy ông mang tội á, dọn đường rộng rộng cho nó chạy. Thấy chưa? Làm việc có lợi lạc đó. Rất là lợi lạc luôn. Một khi mình chấp nhận giao cái mạng cùi mình cho chư thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, thì những gì mình làm đều được các ngài hộ trì và gia hộ. Thực sự luôn á, chúng đạo đi đâu cũng được các ngài gia hộ, làm việc gì cũng đời lạc cho người ta. Bởi vì nó đang làm cho huynh đệ con cái cái Như Lai, cho nên các ổng phải giữ mình nó, phải giúp nó hoàn tất. Thấy chưa? Một mình trung đạo thôi, có
có cái hành nguyện đó. Nếu quý vị cũng phát hành nguyện như vậy thì các vị chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát cũng gia trì gia hộ y như vậy, đến chi? Để cái cõi giới này có nhiều điều an lạc hạnh phúc hơn, của người ta bớt tạo tội hơn, bớt người vô minh đi, thì cõi giới trở thành thiên đàng, niết bàn, tịnh độ, cực lạc ngay đây luôn, không chờ phải nhắm mắt giải đạch đạch qua bên kia. Nhắm mắt giải đạch đạch đựng hồng qua chỗ khác rồi, không phải cực lạc quốc đâu. Người tụng kinh niệm Phật phải biết mình nhắm mắt đi, mình an lành, mình đi hạnh phúc đi, hiên ngang đi mới gọi là tịnh, nhớ chưa? Nhớ không? Vui vẻ, tỉnh thức niệm Phật để đi, tỉnh thức biết rằng mình đi đâu, biết rằng mình về đâu, ai đón mình, mà vui vẻ hiên ngang để đi mới gọi là tịnh. Còn mà mình giãy đạch đạch, mình bắt chuồn chuồn, mình ngái, mình la, mình hét, niệm không đủ tiếng là ngủm, chứ không phải tịnh, nhớ chưa? Lúc đó là mình không biết đi đâu đó. Niệm Phật mà đến cái ngày cuối cùng mà nhờ 5-7 người thứ hộ niệm, nó mắc cỡ vô cùng luôn. Thôi chết trước khi nó tới cho rồi, thấy không? Cũng huynh đệ mình niệm Phật của mình tới ngày đó, nó tụ 5-7 nó hộ niệm cho mình. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn, thôi đi cho lẹ. Niệm Phật khi nào mà gặp huynh đệ mình nói khỏi tới, tao đi nè, đi liền, bye bye. Thấy chưa? Vui vẻ hiên ngang đi mới gọi là tịnh. Chứ còn mà rên rỉ đau đớn, quan gia trái chủ nước bu của mình rên hoài á, mình không thể nào mà tịch một cách an nhiên hạnh phúc được, gọi là ngủm. Nó đơn giản vậy thôi. Mình phải đừng có lợi dụng từ ngữ mà che đậy tội lỗi của mình á. Người đủ thứ chuyện xui thế gian á, lúc mà nằm xuống đau khổ đủ thứ, nói tịch, trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Đừng có giận thầy, giận ráng chịu nha. Thành ra thầy nói quý vị, đánh thức quý vị vậy đó, là khi tụng kinh niệm Phật phải biết rằng là mình đang tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, nên phải sống sao để đáng được như vậy, để có đủ năng lực nói chuyện với các ngài trong âm thầm, mình mở miệng ra mình nói là có sự việc. Hôm nay trong đạo nhắc lại cái điều này luôn, khi ta niệm Phật tụng kinh đúng mức rồi á, cái miệng mình hồi xưa là phàm khẩu đúng không, bây giờ trở thành thần khẩu, thần khẩu, nói là có chuyện, nói là có chuyện. Thành ra phải cẩn thận trong cái miệng. Mình niệm Phật tụng kinh một thời gian dài thì dài, sau 20 năm cái miệng trở thành Phật khẩu luôn. Mình nói là ai nói? Phật nói, mình nghĩ là ai nghĩ? Mình làm là ai làm? Thấy chưa? Mình sống cùng với các ngài rồi, cho nên tất cả những gì mình nói ra, mình nghĩ ra, mình làm ra đều có tác quả lớn lao hết. Quả lớn rất là lớn luôn. Thành ra cẩn thận trong việc nghĩ, cẩn trọng trong việc nói và cẩn thận trong việc làm của mình, bởi vì tất cả những điều đó đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh cả, đều lợi lạc cho mọi người. Cho nên những gì mình nói ra, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát đều ủng hộ cho mình hết. Thấy chưa? Thấy lợi ghê chưa? Thấy không? Xá có lợi mà không xá uổng. Gặp ai cũng xá, cũng xá để biểu lộ cái tánh khiêm nhường của mình, hiểu không? Chính cái xá đó cho nên sống dài lắm đó, sống dài trong cái sống tâm linh đó. Bởi vì cái phàm ngã nó không còn nữa thì cái thánh ngã ngự trị, thánh ngã ngự trị thì sống chung với các ngài nó dễ lắm, rõ không? Chúc may mắn nha trong việc tu học. Chúng đạo nói gì cũng dễ đó, dễ vô cùng, không biết có làm được không à. Còn suy nghĩ lại hả? Tu mà còn suy nghĩ nữa thôi. Tu đem máy tính theo hả? Tu xách máy tính theo. Hôm nay tu mấy tiếng ngồi, nay tu 1.5 tiếng, ta không đủ rồi nha, ráng tu nửa tiếng đi cho nó đủ. Trong một giây phút mình ngồi xuống thôi, mình đặt hết tâm tư vào việc tu học của mình, đặt hết tư tưởng con tim trí tuệ vào, giây phút đó mới thực sự là giá trị tu học. Còn chúng ta ngồi 3 tiếng đồng hồ mà cái đầu mình nó còn nằm ngoài chợ, cô bảo đâu, còn nằm ở chợ ăn đông thì không tính được, không có tính toán gì cả, nhớ không? 10 phút thôi, ngồi xuống đây để tâm sự với cha mẹ, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Tấm lòng mình, con tim, trí tuệ, sức mạnh, hơi thở nằm trong đây mới thực sự mới được tính trong cõi giới tâm linh. Bắt đầu nó học rồi đó, mới tính bao nhiêu điểm, thấy không? Để vô nhà băng cho nó. Thế giờ mà nó ngồi xuống 3 tiếng đồng hồ mà cái đầu ngoài chợ bắt đầu nó trừ 3 giờ đồng hồ vô cái băng 6 kia rồi. Cộng trừ nhân chia ra kết quả. Không bao giờ trật, không bao giờ trật. Nhân quả không bao giờ thay đổi. Thấy chưa? Thành ra phải ý thức trong lúc chúng ta ngồi xuống đây để tụng một bài kinh, niệm một câu Phật,
là phải đặt hết tư tưởng tâm ý mình vào đó thì việc làm mới có giá trị và kết quả tốt cho việc tu học. Nhờ tu học năng nổ tinh tấn mới tạo nhiều công đức. Nhờ công đức lớn như vậy mới có đủ lực cầu nguyện cho quyền thất tổ, nội ngoại hai bên được siêu sanh tịnh độ. Khi mà công đức cầu nguyện cho của quyền thất tổ nội ngoại hai bên đã hoàn tất rồi, bắt đầu mình phát một cái tâm đại từ đại bi rộng lớn hơn để cầu nguyện tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trận vong, quan hồn tử, đồng bào tử nạn, chết nước chết non gì đó không biết, cầu hết luôn, quan gia trái chủ được tiêu trừ hết. Lúc đó mình mới phát đại từ đại bi cầu cho tất cả được siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Lúc đó mình tạo âm đức rất là rộng lớn, âm đức mình rất là cao dày, hiểu không? Tụng qua địa tạng, tụng qua địa tạng là cầu cho tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trần vong, oan hồn tử khắp nơi và chung quanh đây được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Sau khi củ huyền thất tổ của mình đã được siêu sanh tịnh độ, lúc đó mình phóng cái tâm rộng lớn hơn để cầu nguyện cho nhiều hơn. Âm đức mình càng lúc càng dày, càng lúc càng dày thì phúc báo mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phúc báo càng lớn chừng nào thì nghiệp lực nó càng mỏng càng mỏng, thấy không? Nghiệp lực càng mỏng chừng nào thì trí tuệ mình càng sáng, thấy rõ ràng chưa? Ghê không? Trí tuệ càng lúc càng sáng chừng nào thì tri kiến Phật, mình sẽ tiếp nhận được tri kiến Phật là sự dạy dỗ hiểu biết của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Thấy rõ ràng chưa? Rõ ghê luôn ha, quá rõ luôn. Không biết có làm được không à? Cái câu mà thầy luôn luôn đặt á, mình nói sao nó dễ quá, không biết huynh đệ mình có làm được không? Được không? Thầy mong rằng sẽ được như vậy. Nó dễ vô cùng. Mình bỏ lòng thương ra cho người ta, mình đâu có mất đồng xu các bạc nào đâu mà phải tính. Có tính cái gì? Chứ Phật đã tính hết rồi. Đẻ ra các ngài cộng trừ nhân chia cho mình rồi. Trong lúc mình đang lớn lên dần để sống trong hiện tại, lúc này là mình đang tạo trồng cái nhân nè, mà mình vẫn hưởng cái quả của quá khứ, đúng không? Rồi cái nhân mình trồng ở hiện tại này nó sẽ nở một cái quả của tương lai. Cho nên hiện tiền sống chân thật cái giây phút hiện tại này thì tương lai sẽ hoàn tất một cách tốt đẹp. Thì tại sao chúng ta không chịu sống trong chánh niệm để tạo sự chân thật cho hiện tại, để tương lai mình chỉ có thấy Phật không thôi? Tại sao không chịu làm? Tại sao? Nói giọng ông già nè, tại sao không làm? Tại sao không làm? Nổi da cóc hết trơn. Ê rồi, còn khen có tiếng gái hay nữa chứ. Thấy người ớn nổi da cóc hết trơn. Đừng có khen thì nói tiếng gái hay quá thì bệnh chết luôn á. Ca giọng con gái không được. Dạ, từ từ sẽ tính tới chuyện đó. Ca này nó mất trang nghiêm chút nữa hết giảng rồi ca. Hiện tại chúng ta đang chia sẻ tu tập như thế nào để có đủ công năng công đức để mà giải nghiệp cho quý huyền thất tổ. Thì hồi nãy giờ trung đạo chia sẻ rồi, quý vị có nắm rõ cái nguyên tắc và luật cầu nguyện chưa? Rõ chưa? Nhớ không? Ai không nhớ giơ tay lên. Nãy giờ con nghe ai nói chuyện vậy con? Con muốn hỏi lại không? Chúng ta hỏi lại nha. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy trung đạo rất là dễ nói chuyện trong việc tu học và chia sẻ. Quý vị càng hỏi nhiều thì lợi lạc càng nhiều. Trung đạo rất là hạnh phúc để mà trả lời. Những cái đó nó rất là lợi lạc cho huynh đệ Phật tử của mình, cho nên mình càng hỏi nhiều thì càng tốt. Nhớ không? Buổi giảng rất là đơn giản và gọn. Tu tập cách nào để phát triển công năng và công lực để giải nghiệp cho quý vị thất tổ của mình? Thì nãy giờ trung đạo đã chia sẻ rồi, nhưng mà trung đạo vẫn nhắc nhở quý vị, trong lúc chúng ta tụng niệm tu học như vậy, chúng ta phải biết trau dồi đức hạnh, đạo hạnh, tâm hạnh của mình, nhớ chưa? Những cái đó rất cần thiết trong việc biểu lộ cái tánh đại từ đại bi. Nếu không biểu lộ được thì ngàn năm sau cũng vậy thôi. Bởi vì đại từ đại bi chính là Phật nói hoài, Phật chính là đại từ đại bi. Mình cứ sống đi, sống biểu lộ đi, đâu có mất mát gì đâu. Mình càng cho nhiều tấm lòng mình có cái là cho hoài, thì quý vị cứ tưởng tượng đi. Ít ra trong đây cũng 200 người đi ha, ít ra cũng phải có 5 người cho thầy tấm lòng. Thấy chưa, ít ra cũng phải có 5 người, ít nhất luôn á, còn nhiều nhất cũng được 200. Thấy thầy có lời chưa? Quá lời luôn rồi. Mình thấy đâu có đòi hỏi là 200 đâu, chỉ cần 5 tấm lòng cho thầy là đủ, thầy cũng sống lai rai qua ngày.
Thấy chưa? Thấy rõ không? Chỉ cần 5 người cho mình tình thương thôi, mình cũng sống lai rai, đi ra đường cũng đỡ tuổi. Thấy không? Cho nên mình biết thân phận của mình là người xấu không đẹp, cố gắng thương người ta nhiều vô, để chi? Để người ta thương lại. Nhớ không? Đời mình nó bớt mặc cảm. Mình biết thân phận của mình mà. Thấy không? Thầy biết thân phận của thầy. Cười, nó che mặt nó cười. Đúng ý quá phải không? À, Di Đà Phật, cảm ơn Quang Nhan. Cảm ơn nhiều. Thật sự cái đẹp này nó không diễn tả bằng danh ngôn từ được. Không ngôn từ được. Nếu mà chấm điểm nha, chấm điểm mà gọi là đẹp trai, thầy là cái người đầu tiên à, được rớt cái bịch. 80% á hả? Trời ơi, dữ vậy đó hả? Di Đà Phật, cảm ơn con nhiều nha. Trời ơi, coi kìa, nhiều đứa nó ói đằng sau lưng, nó ói một lum. Rất là an lành, hạnh phúc. Nếu quý vị mà thực sự tu niệm đúng như Trung Đạo hướng dẫn, thử làm đi. Một năm sau quý vị thấy người mình nó khác, mình đẹp ra nè, trẻ ra nè, thấy chưa? Cô quý là người phải nói là làm thầy không mất mặt là cô quý á. Đẹp gái ra trẻ vô cùng luôn. Và cười tươi như hoa. Chúc mừng cô Nhan ở Di Đà Phật, thật là phước đức ở Di Đà Phật. Thấy tu sáng, sáng nhiều lắm. Nhiều nụ cười, thấy nhiều hầm răng là được rồi. Nên Trung Đạo cũng mong quay trở lại đây nữa nếu quý vị không có chê. Nếu cô Hoa Bảo còn mở cửa thì nhờ thầy, thầy vẫn tới. Cô gọi cho thầy cái gì thầy ừ cái đó. Thầy không có nói nô với cổ được. Chắc có lẽ tại vì cái miệng cổ ngọt quá đó, thầy không nói nô được. Thầy cũng còn nhẹ dạ lắm. Dễ bị dụ. Tu hoài mà lòng vẫn nhẹ dạ như thường. Ví dụ à. Chút nữa thầy cho hỏi. Giờ còn nói chút xíu nữa đi. Nói 5-10 phút nữa hỏi sao nha. Thầy nói thêm 15 phút nữa rồi hỏi ha. Thực sự chúng ta muốn làm một việc gì đó mà hữu ích cho huynh đệ Phật tử của mình. Thí dụ nha. Một đứa bé nó ngủ, nó đêm nào nó cũng khóc hết trơn á, mà nó không biết huynh đệ có đây không. Con gái của huynh đệ của thầy á, đệ tử của thầy á, da nó lở tùm lum mà nó khóc nó la hoài à, mà lúc đó nó chưa có học với thầy, thì đối diện nhà nó ẩm qua cho thầy á, thì ô đứa bé thì dỗ thầy nói vài câu, thì nựng nó mấy cái thì trả lại á, thì đi về Mỹ xong mấy tháng sau về á, nó ngủ ngon lành, da nó lành lại như cũ. Tại sao? Bởi vì thầy ẩm đứa bé đó, thầy rất là sạch. Cái lòng thầy sạch, cái đầu thầy sạch, con tim thầy sạch, thân xác thầy sạch. Thì ôm một cái không sạch, thầy chỉ ôm vậy thôi, thầy cầu nguyện, thầy đem tất cả các sạch thầy cho nó, thì trả lại thì mấy tháng sau nó sạch. Đơn giản vô cùng. Thật sự luôn, đứa bé ngủ khóc, đêm nào cũng khóc, thầy ôm thì dỗ dỗ nó ngủ ngon nha con. Lấy cái sạch thầy đưa qua nó, về nó ngủ ngon bình thường. Đâu có cần, bởi vì lúc đó mình tụng niệm đến mức mà cái miệng mình từ phàm khẩu thành Phật, thần khẩu trở thành Phật khẩu luôn, thì những lời nói ra đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, cả âm lẫn dương. Cho nên âm siêu thì dương thới, đúng không? Âm không siêu dương không thới, nghĩa là công đức không tròn đủ, hiểu không? Âm siêu dương thới là công đức tròn đủ, nhớ chưa? Thầy nói mấy năng nổ tu tập cho nhiều vô, để có đủ công lực, đủ công năng giúp đỡ của huyền thất cổ mình siêu sanh tịnh độ. Thầy giảng ở chùa Xuân Đức chủ nhật rồi đó, quý vị cứ tưởng tượng cái công lực của thầy nó kinh khủng lắm. Thầy giảng ngày chủ nhật đầu tiên ở Mỹ mới về là 4 chùa liền, sáng 2 chùa, chiều 2 chùa, tuần sau là giảng 3 chùa nữa, tức là trong tuần là giảng nhiều chùa liên tục, mà cái giọng nói thầy vẫn bình thường, không khang không dễ, vẫn bình thường, mà mặt thầy vẫn không thay đổi một chút xíu nào hết, vẫn xấu như cũ. Nói vậy là thầy thật sự cái công năng đến độ như vậy không có biết mệt đâu, bởi vì mình làm việc rất là vui vẻ, hạnh phúc để làm cho huynh đệ của mình. Cho nên cái lực đó từ mình tiếp nhận được từ cha mẹ của mình, từ chư thiên chư Phật chư Bà Tát cho, để chi? Để mình có đủ công lực mà chia sẻ cái niềm an lạc là cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Thấy chưa? Mình làm việc cho con cái Như Lai mà, cho nên cần gì ông cho cái đó, cho hết. Nếu Trung Đạo làm được, các thầy khác làm được, thì quý vị cũng làm được. Chúng ta đều có khả năng giống nhau, đều là con cái của Như Lai, cho nên chúng ta có quyền yêu cầu và cầu xin cha mẹ mình ban cho mình những gì cần. Cái phương tiện nào cần cho huynh đệ bá tánh chúng sanh các ngài đều cho mình hết. Để chi vậy? Để mình mới biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi mà các ngài ban cho mình từ trong vô lượng kiếp. Thấy chưa? Nếu mình không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi này thì mình có mơ tưởng cỡ nào chăng nữa mình không thể nào gặp được Phật tánh của chính mình. Mình biểu lộ đi,
5 năm sau thì chính Phật của mình sẽ ngự trị trong mình. Lúc đó mình mới tuyên bố, tôi là người đã trở về với cha mẹ. Lúc đó mình nói câu là Như Lai là con và cũng là tất cả, là càn khôn, là vũ trụ bao la, tình yêu thương ban rải khắp ta bà, là vạn vật trong con ngài một thể. Lúc đó mình mới dám nói câu đó đó, bởi vì mình với ngài cùng chung với nhau một nhà. Ngài trong ta, ta trong ngài, ta là con cái của ngài, ta có quyền yêu cầu ngài ban cho những gì cần thiết cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó mình mới hiên ngang vui vẻ hạnh phúc để yêu cầu cha mình ban cho mình những gì cần thiết. Chứ tuyệt đối đã tu học rồi không được ngồi ý đó mà khóc lóc rên rỉ van xin đâu, không được như vậy. Chấp nhận mình nói tôi là con của Phật, cho nên tôi có quyền xin ông già của mình những gì cần thiết, chứ không được ngồi đó mếu máo mà rên rỉ, nghe chưa? Tụng 1 năm 2 năm sau vẫn còn mếu máo là sao? Vẫn còn khóc lóc năn nỉ là sao? Không chịu đứng lên nói mình là con của ngài, mình có quyền xin những gì cần thiết, nói rõ ràng luôn. Con cần cái này ba ban cho con được không? Thì cái nói mày cần làm gì đó, con cần làm cho gia đình đó vậy. Nói để coi mai mốt tao coi mày có đáng được cho không, nếu đáng cho thì nói nè cho mày nè, đi làm đi, mình giấu riêng cho mình là mình sẽ chết, thấy chưa? Mình cái tội tham lam đó, lấy của ông kia cho mình giấu lại cho mình, không cho ai hết. Mình mang cái tính ích kỷ, mình sẽ không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi của mình dành cho con cái của Như Lai, nhớ chưa? Lúc nào nói như vậy mà không rõ nữa thôi, không biết cách nào hơn, nói lấy cây mà đập cho nó tỉnh. Chỗ nào cầu mong quý vị tiếp nhận cái lời chia sẻ này để phát triển cái lòng đại từ đại bi của mình cho huynh đệ bá tánh chúng sanh khắp nơi. Tụng cái mỏ của mình ở nhà mình tụng xong mà nó mòn hẳn xuống á, nó lõm vô luôn á, mới thật sự là công phu. Thì cái mỏ này nó mỏng đi á mới hết nghiệp. Mà tụng mà cái mỏ này nó dày lên á là nghiệp đầy khắp nơi, thấy chưa? Bữa thầy coi cái mỏ xuống đất, thầy rất là tán thán công đức cái vị huynh đệ đó, họ tụng cái mỏ nó tròn vậy không, họ tụng lõm xuống luôn á. Rồi đó phải thấy công phu vô cùng. Mà nghĩ kỹ lại coi, không biết cái mỏ này nó mỏng chưa nè, nó mòn chưa đây, hay nó còn dày lên nữa chứ. Ráng tụng niệm làm sao cái mỏ này nó bớt nghiệp đi á. Nghiệp này kinh lắm à. Phật khẩu mà mở miệng ra là tai hại vô cùng. Giận ai mà chỉ mặt nó một cái là tai nạn xảy ra ngày hôm sau liền, hoặc là ngày hôm nay luôn. Mình tạo nghiệp nó bị nạn, nhớ không? Đừng có mở miệng nó bậy, nhớ không? Nhớ chưa? Làm ơn nói lời tốt cho đồng đạo nhờ. Chúng nào nhờ, nhớ cầu nguyện chung đạo nha. Thời gian còn lại, chung đạo mong rằng huynh đệ của mình, Phật tử đạo hữu đây, thực sự trong lòng chung đạo khi quay trở lại đây ngày hôm nay á, rất là hạnh phúc. Quý vị nhìn rất nhiều khuôn mặt sáng nghe lắm luôn á, mà thấy tấm lòng quý vị mở ra chung đạo thật là có lời vô cùng, rất là có lời. Cho nên không bao giờ ngừng nghỉ để mà rải tấm lòng ra cho huynh đệ Phật tử xung quanh. Mong rằng quý vị Phật tử sống tu học giống như chúng đạo hướng dẫn và chia sẻ, thì lời lạc này sẽ không ngần mé, không những cho mình, cho gia đình, cho anh chị em, tất cả huynh đệ ba tánh chúng sanh xung quanh, những ai đến gặp mình đều được lợi lạc hết. Nếu quý vị nào một cái sự buồn phiền đau khổ, chỉ cần gặp chúng đạo một tiếng đồng hồ nói chuyện thôi là bảo đảm sự buồn phiền đau khổ biến mất, lúc nào cũng không hay luôn, chắc chắn không hết không lấy tiền. Rồi thời gian còn lại mong rằng quý vị Phật tử thật lòng mở lòng ra hỏi những gì cần thiết nha. A Di Đà Phật, nè chụp nè, hỏi đi. Di Đà Phật, có một Phật tử xin hỏi thầy là đọc kinh A Di Đà rồi cầu nguyện như vậy, sao mình biết được của Huyền Thất Tổ mình được siêu sanh? Xin thầy chính vì nãy không lắng nghe đó. Nghe nè, mình tụng tại sao mình biết, nãy thầy nói trong 49 ngày đó mình sẽ thấy cái gì đó. Nếu mình tụng bằng cả tâm hồn trí tuệ và sức mạnh của mình thì trong 49 ngày chưa chắc, hết 49 ngày có thể sau khi 49 ngày hoặc là trong lúc mình đang tụng mình sẽ thấy được cái điều gì đó, hiểu không? Mình sẽ biết được mà người khác không biết. Rồi các ngài sẽ báo cho mình biết là sẽ được hay không được, là do cái tâm mong cầu của mình mạnh mẽ, ý chí của mình mạnh mẽ, mình mới cầu được cho cái quyền thất tổ. Với điều kiện mình phải trao dồi đời sống tâm linh của mình, biết làm những điều thật là thiện để hồi hướng và phục vụ, để cầu nguyện cho bác, cho của Huyền Thất Tổ được siêu sanh tịnh độ, nhớ không? Trong 49 ngày đó mình sẽ biết được. Dạ thưa, sẽ báo một câu chuyện nhà nó vui lắm, cô sẽ hiểu mà, ngộ lắm á, mình sẽ hiểu. Chẳng hạn như mình
mình đi đâu đó cái tự nhiên mình tới đâu đó vui vẻ này kia, mình thấy một cái chỗ mà party đó vui vẻ với mọi người, biết là mình đang ăn ăn tiệc với lại mấy ổng đó, hiểu không? Tự nhiên mình hiểu là trong đầu mình hay lắm, không cần ai giải thích đâu, bữa đó tự nhiên mình hiểu là mình đã làm được điều đó đó. Thầy chúc mau thành công nha. Bây giờ là Phật tự động mình sẽ hiểu, lạ lắm. Nếu mình tụng đúng mức á, tự động mình hiểu hết, là không ai chỉ mình đâu, tự mình thấy cái này cái mình hiểu hết á, các ngài sẽ chỉ dạy cho mình tỉ mỉ luôn á, nhớ không? Bây giờ là Phật hỏi tiếp đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho con hỏi, có người nói lạy Phật là kính Phật, niệm Phật là nhớ Phật, đọc kinh là hiểu lời Phật, ngồi thiền là con đường duy nhất để thành Phật. Vậy nên đọc kinh niệm Phật hay là ngồi thiền là tốt? Vừa niệm Phật vừa ngồi thiền được không? Ngồi thiền như thế nào là đúng? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, không thể nào dùng chữ đúng và không đúng được. Nếu thầy dùng chữ đúng và không đúng thì cái tên tôn đạo trật lát rồi. Thầy sẽ nói tụng kinh xong phải không? Mình tụng kinh niệm Phật, mình tụng kinh vừa xong hết để mình học lời của Phật, lấy cái lời của Phật để mình hành vào cuộc sống hàng ngày, để biểu lộ được cái từ tâm của mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Sau khi tụng kinh xong, ngồi xuống niệm Phật. Cái lúc mình niệm Phật hít vào thở ra là chính lúc đó là mình đang thiền, nó gọi là niệm thiền. Tức là niệm Phật hít vào, niệm Phật thở ra, niệm Phật, gọi là niệm thiền. Nếu mình hành được như vậy mỗi ngày thì mình sẽ được an tịnh tuyệt đối. Khi trong cơn an tịnh tuyệt đối, con người ta mới nhìn thấy Phật tánh của chính mình. Đừng nói ngồi thiền là thành Phật trật lất. Nếu mà ngồi thiền không mà không sống cái lòng đại từ đại bi của mình là không bao giờ thành Phật được đâu. Thậm chí ngồi thiền còn sống với cái tánh thiền đó, sống với cái tánh từ bi của mình cho bá tánh chúng sanh, lúc đó mình mới có hy vọng được nhìn thấy Phật tánh của chính mình trước, rồi sau đó mình mới hòa nhập với các ngài. Cho nên mình phải biết biểu lộ cái tánh yêu thương. Nhờ biểu lộ cái tánh yêu thương cho nên mình thiền học rất là mau lẹ, nhớ không? Vừa tu hành vừa tu sửa, tu để mình yêu thương huynh đệ ba tánh chúng sanh, bên cạnh mình tiếp tục ngồi thiền niệm Phật. Niệm Phật ngồi thiền là một, niệm Phật ngồi thiền là một, trau dồi đức hạnh của mình mỗi ngày trong đời sống hàng ngày. Tụng kinh Phật để học cái lý, tụng xong phải hành, chứ đừng có tụng bằng cái miệng không. Nếu đọc bằng cái miệng không, mua mấy cái sách về đọc cho mình nghe cho nó chắc ăn, nhớ không? Tụng bằng tấm lòng, bằng con tim, bằng trí tuệ sức mạnh thì lợi lạc mới có. Chúc học đạo tinh tấn nha, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có em ngủ nửa đêm 12 giờ là nó khóc, phải làm thế nào? Thưa thầy, bé được 10 tuổi, 12 giờ đêm là chút. 10 tuổi mà còn khóc đêm hả? Coi nha, quý vị tụng kinh gì ở nhà đó thì không biết, nhưng mà tụng kinh cố gắng hồi hướng niệm vãng sanh cho nhiều vào, bởi vì vẫn có người làm phiền đứa bé đó. Thì đứa bé từ 1 tới 10 tuổi, con mắt nó, cái miệng nó, cái lỗ tai nó, cái đầu nó rất là sáng, nó gọi là cái đầu, cái tính thiêng liêng nó rất là mạnh mẽ, cho nên có cảm thấy được, nó thấy được điều này, thấy được điều kia, thì nó sẽ bị hoảng lên nó khóc, nhớ không? Cho nên mình... Con thấy cái gì con khóc, nói nghe coi. Nói nhỏ lỗ tai đi. Thấy cái gì mà con khóc? Không có gia đình nói con khóc. Không lẽ gia đình nói xạo? Xạo, chị biết nói xạo phải không? Còn gia đình nói xạo mà phải không? Không có khóc nữa nha. Niệm Phật ngủ nha không? Nhớ không? Nhớ chưa? Niệm Phật ngủ nha không? Ok. Không có khóc nữa. Gia đình mà không có khóc nha. Không có khóc. Dứt khoát không khóc nha chưa? Bữa đi. A Di Đà Phật. Chúc an lành. A Di Đà Phật. Chắp tay lại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật con rồi. Vui vẻ. Bạch thầy cho có cô này. Dạ thầy. Alo. Hỏi thầy dạ. Thầy cho hỏi là có một người mà mười mấy năm sau cũng như ở gia đình thấy thầy. Nhìn thấy hoài mất mười năm chưa hồi. Nhiều khi cô thấy người đó về mà mặt mày buồn hiu, mặc quần áo tối thui, mặt đen tù lùi mà mắt buồn đó là người ta chưa có siêu. Còn mình thấy người ta vui vẻ mà vui thấy con lần hai lần là biến mất luôn, không bao giờ gặp lại là đã siêu. Dạ. Tụng cầu siêu cho họ, tụng kinh xong hồi hướng cầu siêu tên tuổi cho họ, để cái tên vô cái mỏ ngay chỗ mày đại bi đó,
cầu cho người đó thì cái đó đi siêu sanh thì đầu mà nó đủ xong cái tùng vãng sanh 21 biến, nhớ chưa? Dạ. Ừ, chúc may mắn nha con, dễ quá ăn, có gì đâu khó. Nó dễ lắm, trong đầu ăn cái bánh nhiều năm rồi, nó dễ dàng chia sẻ cho quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, cụ Hiền Thất Tổ đã mất lâu thì làm cách nào để độ cho cụ Hiền Thất Tổ được siêu độ, siêu thoát? Nam dạ thưa, thực sự chúng ta người tu phải có hiếu, hiếu hạnh đứng đầu. Chúng ta, cho dù chúng ta không biết các vị đó từ đời nào, kiếp nào, nhưng mà kệ, mình cứ lo giải nghiệp cho mình bằng đại bi 100 ngày sau. Mình hồi hướng cho Nguyên Thất Tổ, cầu cho họ siêu sanh tịnh độ, báo hiếu trong âm linh thôi, trong tâm linh thôi, trong âm thầm. Mình cứ làm đi, nhiều khi họ đã siêu từ đời nào, nhưng mà cũng trả cái lễ, cái nghĩa của mình. Tụng như 49 ngày thì mình cầu vậy thôi, còn nhiều khi họ được, không được, cái chuyện đó đã đi rồi đúng không? Nhưng mà những người còn lại sau này mình chưa biết, có thể họ cũng đi những lời cầu nguyện của mình. Cho nên mình cứ làm đi, để mình trau dồi đời sống tâm linh của mình mà rộng hơn chút xíu nữa đâu có sao. À, mình kẹo chi, mình tính toán, biết không biết kệ, miễn mình tụng cho đúng thì nó đi thôi. Hiểu chưa? Bỏ hết tấm lòng ra là cầu là được à. Trước sau gì cũng được hết á. Thấy không? Nói như là Phật. Bạch thầy, cô Phật tử này hỏi là mẹ của cố thường thường đọc niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì 5 năm rồi, bây giờ chuyển qua Nam A Di Đà Phật có được không ạ? À? Dạ thưa thầy, không dám nói đúng hay không đúng. À, thường thường mình nói là Lục Tự Di Đà phải không? Lục Tự Di Đà, bữa thầy có giảng đây rồi. Lục Tự Di Đà là câu niệm Phật, nó có cái luồng chấn động rất là lớn cho cái 6 huyệt đạo lớn trong cơ thể mình. Nếu mình biết cách niệm làm sao để nó làm chấn động những huyệt đạo lớn này và mở huyệt đạo ra, thì ngày xưa là bây giờ, cái pháp môn mới ngày thiền không là A Di Đà Phật thôi, thì thầy không có phê phán hay chỉ trích điều gì hết, mà cảm thấy an lạc hạnh phúc với cái niệm của mình là cứ làm tiếp tục, không ai bắt lỗi mình đâu. Nếu như cảm thấy an lạc hạnh phúc trong cái niệm của mình cứ làm nha, nhớ không? Thầy không được phép phê bình chỉ trích bất cứ điều gì công việc tu học của quý vị, thầy chỉ có chia sẻ và giúp đỡ thôi, hiểu không? Thế nghe chưa? Thấy an lạc hạnh phúc là cứ làm nha. A Di Đà Phật. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy. À, sau khi công phu mỗi ngày, con cầu nguyện cho tất cả cụ Huyền Thất Tổ hai bên nội ngoại, tất cả anh chị em được siêu thăng. Có được không ạ? Dạ thưa được, hoàn toàn được. Bạch thầy, có một cô Phật tử hỏi là cố mẹ của cố mất có 3 ngày thì bà, khi bà còn sống thì bà lần chuỗi bà đọc kinh thời gian cũng rất là dài, nhưng mà khi bà về thì bà mặc cái áo ràng màu lam mà mặt tươi tắn, vậy bà sanh về cõi nào? Chúc mừng cái cô đó nha, bà đã được về cõi Cực Lạc để đi học tiếp, cho nên mặc áo lam. Còn nếu mà mặc áo lam mà mặt mày buồn thiêu buồn thiểu là mình cầu nguyện cho bà được vãng sanh, bà rất là vui an lạc cho nên bà mới thấy đẹp như vậy. Chúc mừng Nam Mô A Di Đà Phật. À, con có đôi lời hỏi thầy. Con muốn ăn chay trường, nhưng nhiều người khuyên con còn nhỏ và chồng nên ăn chay 1 tháng 4 ngày thôi. Nhưng con ăn chay thì không sao, mà mỗi khi con ăn mặn lại thì con thấy thức ăn cứ nghẹn lại ở cổ mình. Như vậy có sao không thầy? Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe nè quý vị, sẵn đây thầy chia sẻ cái điều rất là tối ưu quan trọng cho người tu học tụng kinh niệm Phật, nhất là những người tụng kinh đại thừa, tụng kinh lớn đó, phải cẩn thận cái điều này. Nếu chúng ta ăn mặn nha, là chúng ta gọi là ăn dữ. Mình ăn dữ mình chết dữ, ăn hiền là chết lành. Ăn hiền là mình ăn những cái trái cây, hoa quả, rau cải thôi đó là ăn hiền. Ăn dữ là ăn thịt của chúng sanh đó, là ăn dữ, thành ra mình chết dữ, ăn hiền chết hiền, nhớ chưa? Còn ngũ vị tân, chúng ta là những người tu học, tu niệm, tụng học, phải cẩn thận trong việc ăn ngũ vị tân, là những đồ cấm kỵ hôi đó. Mình ăn sống thì vọng sân, ăn chín thì vọng dâm. Đồng thời mình phải cẩn thận cái điều này. Chúng ta là những người tụng cái niệm Phật, khi mình ăn những cái ngũ vị tân đó, cái miệng mình rất là hôi, cái hơi thở mình với lại cái da thịt mình nó xì ra cái gọi là cái trược khí rất là nặng. Cho nên chư thiên chư Phật chư Bồ Tát khi mình công phu các ngài không lại gần được. Nếu mình ăn nhiều năm quá thì cái mùi mình nặng ghê lắm, các ngài không giúp đỡ được cho mình, mà đồng thời mình sẽ bị loạn tâm, loạn tinh thần, tổn phước tổn đức. Bởi vì lúc đó có một loại ngạ quỷ và ác ma nó rất thích cái mùi này. Nếu chúng ta tụng kinh lớn mà chúng ta ăn những cái này nhiều quá,
thì lúc chúng ta ngủ á, nó lại gần nó hút cái miệng mình. Đệ tử thầy ở bên Mỹ có một cặp vợ chồng là bạn của nó đã bị cái điều này. Nó hút mấy tháng sau thì mặt mình đen, môi mình thâm, mắt mình có quầng. Nó hút riết khi mà mình tu đến mức mà mình không học được gì hết, ngoài cái tính tự cao tự đại, chê bai hết mọi người, bạn mình nó đi lạc vào ma đạo rồi đó. Khi mình chết á, mình sẽ làm đồ chúng của nó đó, hiểu không? Thế là tuyệt đối cố gắng làm sao đừng có ăn cái ngũ vị thân đó. Cái miệng mình nó kỳ lắm, không thích là nó đưa ra hôi rình, là các vị không lại gần mình được, cho nên mình tu học không tiến hóa được, nhớ không? Còn ví dụ mình ăn mặn, đã ăn chay rồi cố gắng ăn chay đi, đừng có đổi mặn. Đổi mặn là mình còn vay mượn cái quan gia trái chủ, có nghe thầy nói rõ không? Ăn mặn là còn ăn thịt chúng sanh, là còn vay mượn quan gia trái chủ, cho nên tu học không tiến hóa được. Thế là, ví dụ mình đi tiệc mình lỡ ăn mặn rồi không nuốt vô được thì thầy chỉ trong câu chú đọc như nó văng ra, có nghe câu chú đó không? Mình ăn chay thường xuyên, mình lỡ ăn mặn nuốt vô cổ rồi thấy ngán quá, nhả ra không được, nhớ nè, đọc câu hắn khạc khạc nhả ra, nhả ra ta bà ha, hắn khạc khạc nhả ra ta bà, nhớ chưa? Nhớ câu chú chưa? Trời, bữa thầy giảng ở bên Khánh Hội kìa, thấy thương câu đó lắm. Cô nói ăn mặn mà có lần ăn mặn mà lỡ nhai rồi sao, đâu nhả ra, nó uổng quá, phải nuốt vô luôn, phải không? Thì thấy dạy câu chú đó, tới chừng này ra ngoài khỏi chùa chú chận được này, thầy con chưa nhớ câu chú đó, trời đất ơi, nãy giờ thầy chọc con đó, ăn cạc cạc nhả ra ta bà ha, lỡ nuốt vô rồi nhả ra không được. À, bạch thầy, cho con hỏi, ở nhà con tất cả anh chị em ở nhà không ai thấy gì, mà em dâu của con thường hay thấy ngủ bị đề sinh thầy hoan hỷ. A Di Đà Phật. Mấy cái thằng ma nó chết rồi, nó còn dê à, nó lửa nó đè hoài mà lạ lùng, đàn bà bị đè không chứ con trai không bị. Thầy mong nó đè thầy một bữa nó không dám nữa, thầy chấp 30-40 đứa tới đè thầy đi, đâu dám, nó lửa thằng là gái đẹp nó đè không. Mấy cái thằng chết nhiều năm cũng còn dê, lạ lùng ghê luôn, chết bỏ dê không bỏ. Lạ lùng, mấy người đó phải gặp thầy mới được. Giang, cô Hoa Bảo, những vị mà bị ma đè đó, chút nó liên lạc với cô Trung Hiền nha con, hay Trung Thiện nha, hai người. Dạ, thì dạ. Chỉ cách đè ngược lại nó sợ cho cha nó luôn. Nghe nè, quý vị nghe cho kỹ, khi mà một người đã chết rồi thì nó đâu còn cái nhục nhĩ, nhục nhãn đâu, hiểu không? Tức là hoàn toàn chỉ là cái thức thôi, không nghe được, không nhai được, không ăn được, không nuốt được, thì nó đâu có gì đâu giữ, nó là một cái thức thôi. Tại là mình nghĩ tưởng thôi, thì người ta sẽ nhận được. Khi mình nghĩ tưởng tới cái người đó, họ sẽ nhận được bằng cái thức của mình, hiểu không? Như bên đó ma Mỹ nó vô nhà nó ở, thầy tụng đại bi mà tiếng Việt, cầu nguyện bằng tiếng Anh, nó cũng ăn uống bình thường xong mới đi hết à. Nó nhận bằng cái thức thôi con, chứ đâu có lỗ tai đâu nghe, hiểu không? Chắc chắn là sẽ nhận được nha. Cái tâm ý của mình là sợ sẽ nhận được. Ở dưới Đà Phật dễ lắm, không có gì khó. Hỏi hai câu nữa. Dạ thầy ơi, cũng như bây giờ ở nhà mình không có điều kiện để tụng cầu siêu cho cổ quyền đó thầy, mình tới chùa mỗi đêm mình tụng được không thầy? Dạ cũng được, tới chùa ngồi xin thầy ngồi nó tụng cầu nguyện cũng được, chỗ nào ngồi xuống được là tụng thôi nha. Ở dưới Đà Phật chúc may mắn nha con, năm này cũng được, năm sau cũng được, lúc nào cũng được hết trơn, dễ mà, tu tự nguyện mà, đâu ai bắt buộc đúng không? Chỉ xuống cái đầu mình tu sao? Như Đà Phật hỏi đi con. À, Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy. À, dạ, người ăn chay có ăn được trứng gà không thầy? A Di Đà Phật. Dạ thưa, trước giải phóng 1975 thì giáo hội đã cho các ni ăn, tại vì các ni tu mà hồi xưa thiếu thốn người biết rồi, rất là nghèo khó và làm cực lắm, cho nên các ni rất là ốm yếu xanh xao, đang giáo hội cho phép bị ăn trứng công nghệ đó, nó không có trống. Cái trứng công nghệ không ấp thì nó cũng hư, để lâu nó cũng hư, tự động nó hư, giống như trái cây á. Trái cây mình không ăn để nó cũng thối, rau cải không ăn để cũng hư, đúng không? Tại nên mình ăn cái trứng giống như là thực vật thôi, nhưng mà để giúp cho cái ni nó có nhiều sức khỏe hơn. Cho nên chúng ta ở bên Mỹ bánh trái người ta làm được có trứng trong đó, nhưng mà bên Mỹ nó nuôi trứng công nghệ rất là nhiều, nó bình thường không có gì phải khó, hiểu không? Cứ tự nhiên thôi, để làm sao đừng có bị tu, đừng có bệnh hoạn là được rồi, 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 đừng có bệnh hoạn. Tất cả chúng ta đều có khả năng để mà cầu nguyện cho nguyên thân tổ của mình, với điều kiện là mình phải biết cái nguyên tắc và cái luật cầu nguyện, phải biết nguyên tắc và luật cầu nguyện, nhớ không?
Thì đầu tiên khi chúng ta đặt ba chén cháo lên cụ bàn của Quyền Thất Tổ bắt đầu như không? Thí dụ giờ hôm nay mình bắt đầu, mình lựa một ngày tốt đi. Mình luôn luôn, lúc nào cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu đi vào một bài kinh mới nào đó, chúng ta tụng cái bài kinh với mục đích gì? Cầu nguyện cái gì? Để làm cái gì? Nó phải có rõ ràng nguyên nhân. Chúng ta muốn đi thay đổi bằng lái như thầy, phải điền cái đơn nói muốn làm cái gì, thế là mình sẽ nói ra việc làm của mình. Chúng ta việc đầu tiên là nấu ba chén cháo để trên bàn của Quyền Thất Tổ của mình. Đây là đi vào nguyên tắc và luật để tụng nhau. Ba chén cháo để bàn của Quyền Thất Tổ từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian này rất là tốt để mà tụng bài kinh A-di-đà cầu nguyện của Quyền Thất Tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Kinh A-di-đà nếu mình tụng đúng 15-20 phút thôi. Bây giờ trước khi vào tụng kinh A-di-đà, mình cầu nguyện cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, tùy cái quyền của mình. Xong rồi hôm nay là con dân hương, dân hoa, dân thủy, dân quả, trước cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo, bên cạnh đó cúng dường cho ba tánh chúng sanh khắp nơi được no đủ và hạnh phúc như con. Rồi bên cạnh đó, kế đó là con dân hương, dân hỏa, dân thủy, dân quả, dân thực phẩm, cúng dường cho củ hiền thất tổ nội ngoại hai bên, và cầu cho củ hiền thất tổ nội ngoại được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nhớ không? Không nhớ thì lặp lại chậm thì chậm. Bây giờ thầy chập chậm lại nha. Biết ý thầy hết rồi. Bây giờ mình cầu, mình để ba chén cháo lên từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Khoảng thời gian này rất là tốt lành cho việc tụng cho củ hiền thất tổ được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Mình tụng cầu nguyện xong, tụng ngũ bồ chú xong, đại bi, trong chữ mạ mạ của đại bi đó là con tên gì, tuổi gì, mục đích tụng A-di-đà để làm gì, trì tụng A-di-đà để được củ huyền thất tổ nội ngoại hai bên của con được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Phạt ma ra mục đế lệ y a, nhớ chưa? Nhớ không? Sau đó tụng hết kinh A-di-đà xong, bắt đầu mình vô thượng thầm thâm vi diệu pháp gì đó, và tụng A-di-đà kinh, tụng hồi kinh, hết kinh xong xuôi rồi bắt đầu tụng Bát Nhã. Bát Nhã xong thì hết Bát Nhã rồi tụng Yết Đế. Yết Đế hay lắm. Yết Đế chỗ này là giúp cho những cái vong mà còn chấp á, những cái thức còn chấp vào những cái khi mà còn sống ở thế gian á, tụng 21 lần Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế cho thầy. Xong rồi mới qua Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm 3 lần. 3 lần sau mình tụng Vãng Sanh 21 lần. Nhớ chưa? Nhớ không? Nếu không thì sẽ gửi mấy cái bản copy cho cô Bảo in ra cho quý vị nha. Nhớ không? Khi mình tụng tới Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát xong đó, con tên gì, tuổi gì, trì tụng A Di Đà kinh, nương vào oai thần oai lực của chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu nguyện cho quý viện thất tổ của con nội ngoại hai bên được no đủ với sinh tịnh độ. Nam Mô Di Đà Bà Dạ Tha Dạ. Xong rồi bắt đầu mình hồi hướng lại là cầu siêu công đức thù thắng hạnh, nhớ chưa? Cầu nguyện cho quý viện thất tổ đây đó, cầu siêu cho củ huyền thất tổ nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ, công đức thù thắng hạnh. Nhớ tự ghi đâu, tự mình ghi thêm vô, nhớ không? Thì mỗi ngày từ 6 giờ đến 9 giờ đều làm như vậy, thì nếu mà mình công năng giỏi nha, chưa tới 21 ngày nữa đã có thư báo về rồi, có tin báo ở đâu đó về là tụi tao đi hết rồi, tụi bay ngưng tụng là vừa, nhớ không? Nha. Thầy kể một câu chuyện tại sao nha. Ba thầy hồi thầy có kể rồi đó. Ông chết năm 95. Bên nhà gọi qua nói thầy ơi, ông thân của cụ, ông thầy tịch rồi. Thì trung đạo mới ngồi xuống đúng 12 giờ trưa để ba chén cơm lên bàn thờ tổ. Nói là con sẽ tụng cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo, bởi vì ba có thể là công giáo. Cho nên phải nói rõ, thầy sẽ tụng cho ba 21 ngày, cầu siêu cho ba 21 ngày theo luật của Phật giáo. Thì tụng tới ngày thứ ba thì thầy đang tụng đại bi, chưa vào A Di Đà tụng đại bi không thôi, thì ở cửa sổ trên lầu á, ba vị rõ ràng luôn nha, ba người bước vô qua cửa sổ nha, đứng trước mặt thầy, hỏng mặt đất nha, nói chúng tôi đã lo cho ngài đầy đủ rồi, thầy không cần phải lo. Thầy bỏ chuông mỏ xuống, thầy lại ba lại, từ đó cho đi thầy không thắp cho ba thầy một cây nhang nào hết, bởi vì thầy theo luật các ngài báo rồi, thầy không được phép bất kính, đã nói không là không, đã lo đầy đủ tại sao phải kêu rên khóc lóc kêu hoài, phải không? Người ta đang đi cái kêu thì người ta quay lại, đâu ai kêu mình vậy, cái đường đi người ta nó bị trì trệ, phải không? Tức là mình mang cái tội bất kính đó. Thế là trung đạo bỏ chuông mỏ xuống lại ba lại,
Từ đó trở đi trong đạo không khi nào cúng cho ba một cái gì nữa hết. Bởi vì theo luật mà làm các ngài đã được đi rồi là không được phép kêu gọi, đã xong hết rồi. Tức là cái duyên giữa mình vừa cụ đã xong, để cho cụ tiếp tục tiến hóa trên con đường tu học. Chúng ta không được phép níu giò níu cẳng người ta, khóc lóc rên rỉ van xin nữa. Nhớ chưa? Nhớ không? Không nhớ đừng hỏi nha. Nhớ chưa? Rồi, trong thời gian 49 ngày đó, ngày nào như ngày đó từ 6 đến 9 giờ chúng ta cứ tiếp tục tụng như vậy, thầy chắc chắn rằng là cụ Huyền Thất Tổ, nội ngoại hai bên của các vị chắc chắn sẽ được siêu sanh. Nếu mà quý vị nào mà làm không được, nó phải có nguyên nhân tại sao, thì gặp trung đạo sẽ chỉ cho cách làm, nhớ không? Rồi, nhưng mà cái điều kiện tất yếu khi mà mình bắt đầu để cháo lên bàn thờ của cụ Huyền Thất Tổ cầu nguyện, bản thân chúng ta phải tự tu, tự sửa, tự giáo dục mình, phải rời xa thế gian pháp càng nhiều càng tốt, phải biết sửa đổi bản thân mình, sẽ biết sửa đổi tánh tình của mình, phải biết biểu lộ cái lòng khiêm nhường, biết biểu lộ cái tình yêu thương của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh xung quanh. Bởi vì mình đã biết rằng là huynh đệ bá tánh chúng sanh là con cái của Như Lai, là anh em của mình, đúng không? Thì tuyệt đối trong đầu mình, trong lòng mình, trong tâm mình, trong tim mình không được phân biệt kỳ thị huynh đệ bá tánh xung quanh, cho dù cùng đạo tràng hoặc khác đạo tràng. Nếu mà mình yêu thương người ta còn có cái lòng dị biệt thì lời cầu nguyện mình không thể nào mà hoàn tất được 100% đâu. Bởi vì sao? Mình còn ích kỷ, còn kỳ thị đó, thành ra mình lời cầu nguyện không hoàn tất 100%. Có nhớ không? Có làm được không? Đây là cái lợi lạc chứ không phải riêng cho trung đạo, mà cho tất cả huynh đệ Phật tử đạo hữu nào muốn làm theo cái pháp này. Trung đạo là cái người thực sự không biết gì về cái cách cầu nguyện cho cụ Huyền Thất Tổ, nhưng sau 49 ngày, không những trong 49 ngày đó, nếu chúng ta là người siêng năng tinh tấn tu học, một lòng niệm Phật tụng kinh để được giáo hóa giáo huấn, thật sự quý vị, nếu quý vị tụng đúng như trung đạo nói đi, trong 49 ngày đó sự mầu nhiệm gì sẽ xảy ra, quý vị sẽ tiếp nhận được, chỉ có quý vị biết mà thôi. Bởi vì khi mình đặt hết tấm lòng, con tim, trí tuệ mình cho cái việc mình làm, mình đặt hết tâm tư mình vào cái vị mà mình cầu mong là Phật Tổ A Di Đà của mình đó, thì trong thời gian đó ngài sẽ cho cái gì, chúng ta sẽ biết được cái điều đó mà người bên cạnh không thể nào hiểu được, mà mình cũng không được kể ra cho các vị đó biết. Có thể là ngài sẽ phóng quang tiếp điển, có thể ngài sẽ mở tất cả những luân xa, những việc đạo trong cơ thể còn bế tắc, có nghĩa thì ngài cho một cái gì đó mà đời sống tu học nó càng ngày càng tiến triển hơn. Phước đức vô cùng nếu chúng ta làm được điều này. Thì một cầu mong quý vị làm được những gì mà trung đạo mới chia sẻ, bởi vì trung đạo đã từng được như vậy nhưng mà không thể nào kể ra ở đại chúng được. Nhớ không? Có làm được không? Hứa được không? Đâu phải làm cho thầy đâu mà không được, làm cho mình không mà còn phải suy nghĩ nữa. Đây là một cái phước báo lớn nhất. Quý vị có nhớ Bà La Môn Nữ không? Mẹ của Bà La Môn Nữ bị đọa địa ngục, nhớ không? Không phải riêng cái cô này siêng năng tu tập đâu, mà vì thương mẹ quá cho nên mới dốc lòng tu tập, siêng năng tinh tấn, cho nên cái đạo lực mới phát triển, đạo hạnh mới phát triển, đạo đức mới cao dày. Nhờ vậy cho nên mẹ mới được thoát khỏi cái địa ngục vô gián. Nhưng quý vị nghĩ lại một cái chiều khác nha. Bởi vì người mẹ làm tội quá tày trời cho nên người con mới phát tâm tu học, người mẹ vẫn được công đức như thường, nhờ công đức cho nên bà mới được thoát khỏi địa ngục vô gián, thấy chưa? Nếu mà bà không làm tội ác quá thì người con đâu có phát tâm, thấy chưa? Nhờ mà người mẹ, chính vì chỗ chúng ta phải nghĩ rằng là thế gian pháp là người mẹ tạo tội, thấy chưa? Nhờ người con thấy được mẹ tạo tội cho nên lắng mình, đắm mình trong Phật pháp, học cho thiệt là giỏi để giúp đỡ mẹ thoát khỏi địa ngục, có phải vậy không? Thế gian pháp, cho nên Phật pháp bất ly thế gian pháp ở chỗ đó đó. Bởi vì biết mình, mẹ mình tạo tội cho nên đắm mình vào trong Phật pháp, học cái thật là giỏi để cứu mẹ mình ra. Cho nên hai cái nó tương ứng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà người mẹ không tạo tội ác thì con đâu phát tâm đâu, thấy chưa? Thật ra người mẹ kia cũng có công đức đó, nhờ vậy cho nên bà mới thoát khỏi cái địa ngục vô gián đó. Thấy thầy nói gì không? Có hiểu? Bà là một nữ đó, trong địa tạng đó con. Nhớ chưa? Tức là chúng ta phải biết, cho dù của Huyền Thất Tổ mình ở cái đời nào kiếp nào, bảy đời bảy kiếp gì đó,
mà còn vướng tội mà chưa đi được, mình trì tụng bằng cả tâm thiếu trí tuệ con tim của mình ngày nào cũng như ngày đó, thì chắc chắn trong 49 ngày sau thì các vị sẽ được siêu sanh tịnh độ. Bên cạnh đó mình vẫn được lợi lạc rất là lớn từ cái vị mà mình đặt tâm tưởng vô là A-di-đà, đúng không? Lúc đó Ngài sẽ phóng quang tiếp điển. Hồi đó trong đạo có nói là ngồi như thế này nè, mắt mở ra 3 tiếng đồng hồ, nhìn thấy ánh sáng, thấy không, nhớ không? Ánh sáng chụp vào đầu cứ ngồi trong đó thôi, nó đã ghê gớm luôn á. Đã vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Nếu mà làm được như vậy á, thì mà về bên kia nó gần ghê lắm luôn á, gần. Khi nào mà mình bỏ hết cái thế gian pháp đi, mà mình ý thức rằng là tâm của mình và tâm Phật chẳng khác. Khi mà mình thấy mình tâm mình và tâm Phật đã hòa nhập rồi, thì thật sự thế gian pháp trở thành tịnh độ đó. Cái thế gian trở thành cõi tịnh độ. Thấy chưa? Khi mà tâm của mình cảm ứng đồng với tâm của Ngài rồi, thì cõi tịnh độ xuất hiện tại hiện tiền này nè. Thấy chưa? Thì có khác gì đâu. Chúng ta còn thấy khác biệt bởi vì cái tâm phàm phu, thế gian mình còn nhiều quá, cho nên mình không cảm nhận được cái tâm của mình với tâm của Ngài là một. Bởi vì mình là con của Ngài mà. Thí dụ bây giờ Ngài là đại vũ trụ, phải không? Còn mình là tiểu vũ trụ. Còn có nghĩa là Ngài là đại ánh sáng, mình là tiểu ánh sáng. Cho nên tiểu ánh sáng có quyền được trở về với đại ánh sáng, cùng hòa nhập với Ngài. Hiểu không? Sống như thế nào mới được hòa nhập với Ngài? Hả? Chỉ có một cách duy nhất thôi mà được hòa nhập với Ngài là phải yêu thương con cái của Ngài như chính bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng là con cái của Ngài. Mà muốn trở thành đứa con có hiếu để Ngài tiếp nhận, là phải biết yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai giống chính bản thân mình, với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó mình mới trở thành đứa con có hiếu được. Nhớ không? Đó, muốn làm đứa con hiếu là sao? Yêu thương và phụng sự con cái của Như Lai như chính bản thân mình. Phục vụ huynh đệ ba tánh chúng sanh quanh chính là đang phục vụ chư Phật. Có đúng vậy không? Làm được không? Hả? Được không? Phật. Dễ quá ha. Trung đạo nói chuyện rất là dễ. Bởi vì sống nhiều trong đó rồi, nó dễ ghê lắm. Đừng có dùng cái phàm trí này mà so sánh sự việc cái thế gian, bỏ. Nó làm gì? Thôi kệ nó đi. Thấy không? Nó nói gì cũng kệ nó luôn đi. Mà nó nói hoài, thôi kệ nó nói gì nói đi không? Cái chuyện nó nói lâu quá, nó điên lên, cái này, kệ tao. Tao làm cho làm, đừng nói cho tao. Đầu tiên mình kệ nó, nhưng hồi mình nói điên lên mình kệ tao. Khi mình kệ tao mà giận dữ là bắt đầu cái phàm ngã mình, nó ăn thịt mình liền luôn á. Cho nên ông Phật mình không sợ, ông trốn mất. Dứt khoát không để phàm ngã lấn át đời sống, không để cho phàm ngã lấn át đời sống của mình. Mình là người tu học Phật, cho nên mọi cách phải diệt được cái phàm ngã này. Nếu phàm ngã còn nổi lên là mình còn nhìn thấy lỗi lầm của nệ ba tánh chúng sanh. Nếu mà còn diệt trừ lỗi lầm của ba tánh chúng sanh, tức là cái ngã mình còn rất là nặng nề, thì mình sẽ không bao giờ hòa nhập với vô ngã được. Người tu Phật mà phải đi vào vô ngã mới đắc, đúng không? Nếu mình không đạt tới vô ngã, còn có nghĩa là không nhìn thấy cái thánh tuệ của mình. Phải đào vô ngã mình mới đạt được thánh tuệ. Kiên trì thiền định sinh vô ngã, nhẫn trí tịnh tâm thánh tuệ khai. Nếu không có thánh tuệ thì mình vẫn còn trôi lăn pháp thế gian như thường. Nhờ có thánh tuệ đó mình mới nhìn được Phật tánh của chính mình. Nhờ nhìn được Phật tánh của chính mình cho nên mình sống đi biểu lộ cái tính đại từ đại bi của Phật. Nhờ biểu lộ được cái tánh đó cho nên mình mới hòa nhập với chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nhờ hòa nhập vào chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát nên con đường giải thoát rất là sáng sủa rộng rãi. Đúng không? Rồi. Hôm nay chúng đạo giảng về điều này rất là ngắn gọn để mong quý vị nhìn thấy được tu tập như thế nào để có đủ năng lực, đủ công lực để giúp đỡ cho củ huyền thất tổ của mình siêu sanh. Trong thời gian mà chúng ta tu luyện cho bản thân mình là mình diệt trừ được bệnh tật, diệt trừ được nghiệp chướng của mình, giải trừ được oan gia trái chủ, trí tuệ phát triển. Bên cạnh đó, khi bản thân mình xong rồi, bắt đầu mình tự giác rồi, đúng không? Bắt đầu mình giải nghiệp cho củ huyền thất tổ của mình, mình giúp đỡ cho củ huyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ, là mình hoàn tất được cái duyên của mình, tiền định của mình với các ngài, đồng thời mình trả được chữ hiếu. Thấy chưa? Mình trả được chi hiếu rồi thì cái nghiệp lực mình rất là nhẹ nhàng, thì mình tu học rất là tiến hóa. Rõ không? Rõ không? Ừ. Nên chúng ta cố gắng biểu lộ cái tánh từ bi của mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, để mình có đủ năng lượng giúp đỡ cho huyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Thầy mà nghe cái phone của Irene, thầy lấy cái phone đó thầy xài luôn đó nha. Ừ.
Rồi chưa? Trong vấn đề mà mình cầu nguyện cho quyền thất tổ của mình nó rất là rõ ràng như vậy. Ngày đầu tiên mà mình khai kinh là mình hoa, quả, trái cây, nước, rồi ba chén cháo trên bàn của thất tổ. Cứ tụng từ 6 giờ đến 9 giờ là những việc cầu nguyện mình sẽ được như ý. Và trong khoảng thời gian đó chắc chắn thầy bảo đảm quý vị là ít nhiều gì mình cũng được sự chứng giám. Với điều kiện khi chúng ta bắt đầu tụng kinh A-di-đà để giải nghiệp cho quyền thất tổ, mình phải để hết tâm ý mình vào trong đó. Phải để cả con tim trí tuệ sức mạnh mình vào trong lời cầu nguyện này thì ít nhiều gì của quyền thất tổ mình cũng được tiếp nhận đó. Làm cái gì cũng phải có tâm có ý trong đó, nhớ chưa? Tụng kinh niệm Phật đến cái mức mà tâm mình rời xa được thế gian pháp, ý không còn nằm trong thế gian pháp, không còn tham lam luyến ái điên đảo nữa, lúc đó chúng ta mới giải thoát được, lúc đó chúng ta mới gần gũi Phật tổ A Di Đà được. Thấy chưa? Nếu mà mình tụng kinh niệm Phật hoài mà mình cứ gần thế gian pháp hoài thì không thể nào mà thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Chúng ta cứ trôi lăn hoài thôi. Thành ra đã quyết định rồi thì cố gắng niệm Phật tụng kinh làm sao đến ngày cuối mình tỉnh thức, tâm mình rời xa luyến ái, ý của mình rời xa điên đảo mộng tưởng thì chắc chắn cõi tịnh độ sẽ xuất hiện. Nhớ chưa? Nếu mình còn luyến ái điên đảo không ngừng thì mình còn mê muội trong cái niệm Phật thì không bao giờ sống trong cõi tịnh độ được. Trong việc tu học của mình chướng ngại trở ngại từ hồi trước trung đạo hỏi hoài, chúng ta cứ việc nói chuyện với trung đạo, chia sẻ với trung đạo đi. Trung đạo sẽ trả lời rất là lẹ và không cần suy nghĩ. Mà nó hả viết giấy viết chữ thiệt là bự, chứ đừng viết chữ nhỏ quá. Trung đạo đại học chữ bự ở Mỹ đó, chữ bự mới đọc được chứ nhỏ đọc không được. Tốt nghiệp đại học chữ bự, nhớ không? Rồi trở lại một vấn đề duy nhất nữa thôi. Làm sao không cần biết, hãy ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Đây là lời khuyên mà các vị tiếp nhận được quyền năng trong âm thầm, tuyệt đối không được kể cho bất cứ một huynh đệ nào nghe hết. Bởi vì tâm trí chúng ta khác biệt, cái trình độ trí tuệ tâm linh mình khác biệt, căn cơ khác biệt, cho nên những cái thấy của mình không giống như huynh đệ được. Ngược lại, huynh đệ thấy những điều đó cũng không giống mình được, cho nên không được kể ra. Một người không hiểu sẽ nói mình vọng tâm vọng tưởng, sẽ nói bậy nói bạ, sẽ tạo nghiệp. Còn người ta cũng không hiểu, người ta chê bai mình, ta nói bậy nói xấu, mình cũng tạo nghiệp, hiểu không? Mình nói ra người ta mang cái tâm vọng tưởng, vọng ảo là mình cũng mang nghiệp. Cho nên mình tuyệt đối không được kể lại cho huynh đệ nào nghe hết, trừ trung đạo ra. Trung đạo giải thích cho nghe nó rõ hơn, phải không? Nếu mình thấy cái cảnh đó ở cõi nào trung đạo biết rồi, đâu sống đâu đó mà. Đi đi về về nó sướng. Mua vé máy bay về bển xong về đây lại. Cũng về Tây Phương. Thấy không? Cho nên chúng ta sống phải để cái lòng của mình, cái trí của mình, cái tâm của mình vào trong cái cõi giới mình sống. Tức là mình đang tụng kinh niệm Phật, đang tụng A Di Đà, mình biết rằng là mình đang tâm sự với cha của mình là A Di Đà, mình sống trong cái đó luôn, thì tự động Ngài sẽ cho mình những cái gì mà mình cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ lợi lạc, chắc chắn của hiện thất tổ của mình sẽ được siêu sanh tịnh độ. Chắc chắn, bảo đảm, không được, không lấy tiền. Chắc chắn luôn. Cho không mà, phải không? Còn làm không được là tại mình, chứ phải tại thiền đạo đâu nha. Nhớ không, làm cho mình, học cho mình, tu cho mình, sửa cho mình, chứ không phải cho thầy, cho cô hay cho cái chùa Phật Quang này đâu. Đừng có nghĩ là mình tu chung là mình sửa cho người khác, trật lất á. Đổ thừa tại mày tao tu không được. Không phải vậy. Nhờ huynh đệ mà mình tu khá hơn mới sao. Ví dụ nó càng xấu chừng nào thì nó càng giúp đỡ cho mình tiến lẹ chừng đó. Chứ đừng thấy nó xấu quá bắt chước nó là xong luôn rồi đó. Tại vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp mà, thấy không? Nhờ mẹ sống quá xấu cho nên con mới đắc đạo. Nhờ huynh đệ bên cạnh sống không tốt lành cho nên mình mới tốt lành. Cho nên mình mới trở thành đóa sen mọc trong bùn chứ. Không lẽ mình thành giống như nó luôn sao? Thì đâu gọi là Phật Pháp được. Thấy chưa? Rõ ghê ha. Mất nhiều năm lắm mới được nói như vậy ra. Phải là lặn lội gian khổ vật lộn chiến đấu nhiều năm mới lòi ra được có nhiêu đó thôi đó. Nó đơn giản, hồi xưa học nó phức tạp lắm, cứ nghĩ cái này nghĩ cái lum la, cuối cùng nhớ ra thì ra là nó không có gì khó hết trơn. Tại vì kiến thức nhiều quá nó làm cho mình lẫn lộn, chỉ hiểu ra được rồi thì mình thấy mình là con của Như Lai mà. Thân người thánh Phật chẳng sai bao giờ, thấy không?
đâu có gì khó đâu. Các ngài nói người thế gian làm cho mọi việc trở thành phức tạp, thực sự nó không có gì khó. Tụng kinh này bi xong ngồi xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt lại niệm, niệm cái không cần niệm, cái tự nhiên người ta niệm giùm, ai đó niệm giùm mình kể. Khi quý vị nghe niệm Phật mà nghe tiếng niệm nhiều 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 bên cạnh mình niệm, kể người ta cái chuyện ta cùng niệm với mình, phải không? Để cho người ta niệm mắc chứng gì lắng nghe, mình cũng lắng nghe, nhưng mà kể đó đừng có bàn tới, hiểu không? Hả, mình bàn tới tự nhiên không còn nghe nữa. Là tại sao vậy? Vì lúc đó là sự thiêng liêng, các ngài đang niệm cùng với mình, mình không có dùng cái phàm trí, cái phàm tuệ, tức là cái ý nghĩa của thế gian á, mình chen lấn vô cái việc niệm của người ta, tự nhiên cái lỗ tai mình là đóng lại không nghe nữa, thấy chưa? Mất phước rồi đó. Thật ra khi nghe hả, cái niệm theo thôi, tự động là mình cái niệm trong đầu mình nghe niệm lại, nó là phước đức vô cùng. Thập phương chư Phật cùng niệm Phật với mình là phước báo ha, vĩ đại nhất luôn á. Mình niệm Phật đến sau mình rồi mà tất cả pháp giới cùng niệm với mình á, mới là ghê. Thấy chưa? Lúc mà mình chưa đi mà các ngài đã dọn đường sẵn cho mình rồi, chỉ cần mình gọi phone cái đi về là mọi người đang chờ mình, sắp bàn tiệc sẵn cho mình về ngồi xuống ăn thôi. Dễ quá ha. Dễ không? Rồi dễ, chúc mừng nhưng mà chừng nào mà những gì mà chúng đạo nói để quý vị tiếp nhận dễ dàng, như là mình đang ăn cái miếng cháo nguội với đường phèn vậy đó, cũng ngon lắm. Ăn nuốt cái rột hết hết chuyện. Đừng có dùng cái đầu này, dùng cái trí tuệ phàm phu mình mà xen vào chuyện của chư Phật. Đừng. Tiếp nhận nó như món quà thôi. Mình thấy nó tới, tự động nó tới, tự động nó đi à. Đừng có giữ nó, hiểu không? Thì mình ngồi tụng kinh, mình thấy gì cũng kệ nó đi. Kệ đó. Mình tới mình kệ nó. Ừ. Kệ riết thành thói quen, cái kia nó xấu mình. Thôi kệ nó luôn. Từ từ mình bỏ được cái tánh gọi là thị phi, mình không lắng nghe nữa. Nhờ mình không nghe bậy á, thì nên mình mới nghe tiếng tốt, thấy không? Nhờ mình không lắng nghe bậy cho nên người ta không có phương tiện nói bậy, không có tạo nghiệp, thấy rõ chưa? Thấy không? Nhờ mình không lắng nghe những điều không tốt lành, cho nên mình nghe những điều tốt lành. Mà nghe được những điều tốt lành 5-10 năm sau thì nghe những điều tốt không tốt lành không được nữa. Nếu có miệng mình nói những điều tốt lành 5-10 năm sau thì nếu nói một điều không tốt lành cũng không được luôn. Ngộ lắm, cái đầu mình niệm Phật liền liền 10 năm sau thì mình nghĩ bậy cũng không được nữa. Thì từ nhà chạy lên đây á, cái đầu tụng đại bi mà mình xe cộ đông đúc, thấy không? Trong đầu chạy đến bơ mà cái đầu vẫn đại bi, nó lạ lắm. Đại bi rõ mồn một trong đầu luôn mà vẫn chạy xe, vẫn lạng lách bình thường. Mà chạy phải chạy chậm đâu, chạy dữ lắm á. Thì mình biết mấy ông dành đường cho mình rồi, mình cứ chạy đã thôi à. Ừ. Ông biết thằng này đi làm việc á, có chuyện gì xảy ra cái nó bỏ lỡ công việc, mấy ông mang tội á, dọn đường rộng rộng cho nó chạy. Thấy chưa? Làm việc có lợi lạc đó. Rất là lợi lạc luôn. Một khi mình chấp nhận giao cái mạng cùi mình cho chư thiên, cho Phật, cho Bồ Tát, thì những gì mình làm đều được các ngài hộ trì và gia hộ. Thực sự luôn á, chúng đạo đi đâu cũng được các ngài gia hộ, làm việc gì cũng đều lạc cho người ta. Bởi vì nó đang làm cho huynh đệ con cái của Như Lai, cho nên các ổng phải giữ mình nó, phải giúp nó hoàn tất. Thấy chưa? Một mình trung đạo thôi, có cái hành nguyện đó. Nếu quý vị cũng phát hành nguyện như vậy thì các vị chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát cũng gia trì gia hộ y như vậy, đến chi để cái cõi giới này á, có nhiều điều an lạc hạnh phúc hơn, của người ta bớt tạo tội hơn, bớt người vô minh đi, thì cõi giới trở thành thiên đàng, niết bàn, tịnh độ, cực lạc ngay đây luôn, không chờ phải nhắm mắt giải đạch đạch qua bên kia. Nhắm mắt giải đạch đạch đựng hồng qua chỗ khác rồi, không phải cực lạc quốc đâu. Người tụng kinh niệm Phật phải biết á, mình nhắm mắt đi, mình an lành, mình đi hạnh phúc đi, hiên ngang đi mới gọi là tịnh. Nhớ chưa? Nhớ không? Vui vẻ, tỉnh thức niệm Phật để đi, tỉnh thức biết rằng mình đi đâu, biết rằng mình về đâu, ai đón mình, mà vui vẻ hiên ngang để đi mới gọi là tịnh. Còn mà mình giãy đạch đạch, mình bắt chuồn chuồn, mình ngái, mình la, mình hét, niệm không đủ tiếng là ngủm, chứ không phải tịnh. Nhớ chưa? Lúc đó là mình không biết đi đâu đó. Niệm Phật mà đến cái ngày cuối cùng mà nhờ 5-7 người thứ hộ niệm, nó mắc cỡ vô cùng luôn. Thôi chết trước khi nó tới cho rồi, thấy không? Cũng huynh đệ mình niệm Phật của mình tới ngày đó, nó tù 5 tù 7 nó hộ niệm cho mình. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn. Thôi đi cho lẹ. Niệm Phật khi nào mà gặp huynh đệ mình nói khỏi tới, tao đi nè, đi liền, bye bye. Thấy chưa? Vui vẻ hiên ngang đi mới gọi là tịch. Chứ còn mà rên rỉ đau đớn, quan gia trái chủ nước bu của mình rên hoài á, mình không thể nào mà tự một cách an nhiên hạnh phúc được, gọi là ngủm. Nó đơn giản vậy thôi. Mình phải đừng có lợi dụng từ ngữ mà che đậy tội lỗi của mình á.
người đủ thứ chuyện xui thế gian á, lúc mà nằm xuống đau khổ đủ thứ, nói tịch trời đất ơi, không biết mắc cỡ. Đừng có giận thầy, giận ráng chịu nha. Thành ra thầy nói quý vị, đánh thức quý vị vậy đó, là khi tụng kinh niệm Phật phải biết rằng là mình đang tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, chứ phải sống sao để đáng được như vậy, để có đủ năng lực nói chuyện với các ngài trong âm thầm, mình mở miệng ra mình nói là có sự việc. Hôm nay trong đạo nhắc lại cái điều này luôn, khi ta niệm Phật tụng kinh đúng mức rồi á, cái miệng mình hồi xưa là phàm khẩu đúng không, bây giờ trở thành thần khẩu, thần khẩu, nói là có chuyện, nói là có chuyện. Thành ra phải cẩn thận trong cái miệng. Mình niệm Phật tụng kinh một thời gian dài thì dài, sau 20 năm cái miệng trở thành Phật khẩu luôn. Mình nói là ai nói? Phật nói, mình nghĩ là ai nghĩ? Mình làm là ai làm? Thấy chưa? Mình sống cùng với các ngài rồi, cho nên tất cả những gì mình nói ra, mình nghĩ ra, mình làm ra đều có tác quả lớn lao hết. Quả lớn rất là lớn luôn. Thành ra cẩn thận trong việc nghĩ, cẩn trọng trong việc nói và cẩn thận trong việc làm của mình, bởi vì tất cả những điều đó đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh cả, đều lợi lạc cho mọi người. Cho nên những gì mình nói ra, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát đều ủng hộ cho mình hết. Thấy chưa? Cái lợi ghê chưa? Thấy không? Xá có lợi mà, không xá uổng. Gặp ai cũng xá, cũng xá để biểu lộ cái tánh khiêm nhường của mình, hiểu không? Chính cái xá đó cho nên sống dài lắm đó, sống dài trong cái sống tâm linh đó. Vì cái phàm ngã nó không còn nữa thì cái thánh ngã ngự trị, thánh ngã ngự trị thì sống chung với các ngài nó dễ lắm. Rõ không? Chúc may mắn nha trong việc tu học. Chúng đạo nói gì cũng dễ đó, dễ vô cùng, không biết có làm được không à. Còn suy nghĩ lại ha, tu mà còn suy nghĩ nữa thôi. Tu đem máy tính theo hả? Tu sách máy tính theo, hôm nay tu mấy tiếng ngộ, nay tu 1 tiếng rưỡi, ta không đủ rồi nha, ráng tu nửa tiếng đi cho nó đủ. Trong một giây phút mình ngồi xuống thôi, đặt hết tâm tư vào việc tu học của mình, đặt hết tư tưởng con tim trí tuệ vào, giây phút đó mới thực sự là giá trị tu học. Còn chúng ta ngồi 3 tiếng đồng hồ mà cái đầu mình nó còn nằm ngoài chợ, cô bảo đâu, còn nằm ở chợ ăn đông thì không tính được, không có tính toán gì cả, nhớ không? 10 phút thôi, ngồi xuống đây để tâm sự với cha mẹ, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, tấm lòng mình, con tim, trí tuệ, sức mạnh, hơi thở nằm trong đây mới thực sự mới được tính trong cõi giới tâm linh. Bắt đầu nó học rồi đó, mới tính bao nhiêu điểm, thấy không? Để vô nhà băng cho nó. Thế giờ mà nó ngồi xuống 3 tiếng đồng hồ mà cái đầu ngoài chợ bắt đầu nó trừ 3 giờ đồng hồ vô cái băng 6 kia rồi, cộng trừ nhân chia ra kết quả không bao giờ trật, không bao giờ trật, nhân quả không bao giờ thay đổi, thấy chưa? Thành ra phải ý thức trong lúc chúng ta ngồi xuống đây để tụng một bài kinh, niệm một câu Phật, là phải đặt hết tư tưởng tâm ý mình vào đó thì việc làm mới có giá trị và kết quả tốt cho việc tu học. Nhờ tu học năng nổ tinh tấn mới tạo nhiều công đức, nhờ công đức lớn như vậy mới có đủ lực cầu nguyện cho quyền thất tổ, nội ngoại hai bên được siêu sanh tịnh độ. Khi mà công đức cầu nguyện cho của quyền thất tổ nội ngoại hai bên đã hoàn tất rồi, bắt đầu mình phát một cái tâm đại từ đại bi rộng lớn hơn để cầu nguyện tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trận vong, quan hồn tử, đồng bào tử nạn, chết nước chết non gì đó không biết, cầu hết luôn, quan gia trái chủ được tiêu trừ hết. Lúc đó mình mới phát đại từ đại bi cầu cho tất cả được siêu sanh tịnh độ, mà nó đủ. Lúc đó mình tạo âm đức rất là rộng lớn, âm đức mình rất là cao dày, hiểu không? Tụng qua địa tạng, tụng qua địa tạng là cầu cho tất cả vong linh hữu tình, chiến sĩ trần vong, oan hồn tử khắp nơi và chung quanh đây được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Sau khi củ huyền thất tổ của mình đã được siêu sanh tịnh độ, lúc đó mình phóng cái tâm rộng lớn hơn để cầu nguyện cho nhiều hơn. Âm đức mình càng lúc càng dày, càng lúc càng dày thì phúc báo mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phú báo càng lớn chừng nào thì nghiệp lực nó càng mỏng càng mỏng, hiểu không? Nghiệp lực càng mỏng chừng nào thì trí tuệ mình càng sáng càng sáng. Thấy rõ ràng chưa? Ghê không? Thì càng lúc càng sáng chừng nào thì tri kiến Phật, mình sẽ tiếp nhận được tri kiến Phật là sự dạy dỗ hiểu biết của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Thấy rõ ràng chưa? Rõ ghê luôn ha. Quá rõ luôn, không biết có làm được không à. Cái câu mà thầy luôn luôn đặt á, mình nói sao nó dễ quá, không biết huynh đệ mình có làm được không? Được không? Thầy mong rằng sẽ được như vậy. Nó dễ vô cùng.
Mình bỏ lòng thương ra cho người ta, mình đâu có mất đồng xu các bạc nào đâu mà phải tính. Có tính tính cái gì? Chứ Phật đã tính hết rồi. Đẻ ra các ngài cộng trừ nhân chia cho mình rồi. Trong lúc mình đang lớn lên dần để sống trong hiện tại, lúc này là mình đang tạo trồng cái nhân nè, mà mình vẫn hưởng cái quả của quá khứ, đúng không? Rồi cái nhân mình trồng ở hiện tại này, nó sẽ nở một cái quả của tương lai. Cho nên hiện tiền sống chân thật, sống chân thật cái giây phút hiện tại này, thì tương lai sẽ hoàn tất một cách tốt đẹp. Thì tại sao chúng ta không chịu sống trong chánh niệm để tạo sự chân thật cho hiện tại, để tương lai mình chỉ có thấy Phật không thôi? Tại sao không chịu làm? Tại sao? Nói giọng ông già nè. Tại sao không làm? Tại sao không làm? Nổi da cóc hết trơn. Ê dồi. Còn khen có tiếng gái hay đấy chứ. Thấy người ớn nổi da cóc hết trơn. Đừng có khen thì nói tiếng gái hay muốn thì bệnh chết luôn á. Ca giọng con gái không được. Dạ, từ từ sẽ tính tới chuyện đó. Ca đi, nó mất trang nghiêm chút nữa hết giảng rồi ca. Hiện tại chúng ta đang chia sẻ tu tập như thế nào để có đủ công năng, công đức để mà giải nghiệp cho quý vị thất tổ. Thì hồi nãy giờ chúng đạo chia sẻ rồi, quý vị có nắm rõ cái nguyên tắc và luật cầu nguyện chưa? Rõ chưa? Nhớ không? Ai không nhớ giơ tay lên. Nãy giờ con nghe ai nói chuyện vậy con? Con muốn hỏi lại không? Chúng nó hỏi lại nha. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy và chúng đạo rất là dễ nói chuyện trong việc tu học và chia sẻ. Quý vị càng hỏi nhiều thì lợi lạc càng nhiều. Chúng đạo rất là hạnh phúc để mà trả lời. Những cái đó nó rất là lợi lạc cho huynh đệ Phật tử của mình. Cho nên mình càng hỏi nhiều thì càng tốt. Nhớ không? Buổi giảng rất là đơn giản và gọn. Tu tập cách nào để phát triển công năng và công lực để giải nghiệp cho quý vị thất tổ của mình. Thì nãy giờ chúng đạo đã chia sẻ rồi. Nhưng mà chúng đạo vẫn nhắc nhở quý vị, trong lúc chúng ta tụng niệm tu học như vậy, chúng ta mới biết trau dồi đức hạnh, đạo hạnh, tâm hạnh của mình, nhớ chưa? Những cái đó rất cần thiết trong việc biểu lộ cái tánh đại từ đại bi. Nếu không biểu lộ được thì ngàn năm sau cũng vậy thôi. Bởi vì đại từ đại bi chính là Phật nói hoài. Phật chính là đại từ đại bi. Mình cứ sống đi, sống biểu lộ đi, đâu có mất mát gì đâu. Mình càng cho nhiều tấm lòng mình có cái là cho hoài, thì quý vị cứ tưởng tượng đi. Ít ra trong đây cũng 200 người đi ha, ít ra cũng phải có 5 người cho thầy tấm lòng. Thấy chưa, ít ra cũng phải có 5 người, ít nhất luôn á, còn nhiều nhất cũng được 200. Thấy thầy có lời chưa? Quá lời luôn rồi. Mà thầy đâu có đòi hỏi là 200 đâu, chỉ cần 5 tấm lòng cho thầy là đủ, thầy cũng sống lai rai qua ngày. Thấy chưa? Thấy rõ không? Chỉ cần 5 người cho mình tình thương thôi, mình cũng sống lai rai, đi ra đường cũng đỡ tuổi. Thấy không? Cho nên mình biết thân phận của mình là người xấu không đẹp, cố gắng thương người ta nhiều vô, để chi? Để người ta thương lại. Nhớ không? Đời mình nó bớt mặc cảm. Mình biết thân phận của mình mà, thấy không? Thầy biết thân phận của thầy. Cười, nó che mặt nó cười. Đúng ý quá phải không? À, vậy là Phật cảm ơn con nhan. Cảm ơn nhiều. Thật sự cái đẹp này nó không diễn tả bằng danh ngôn từ được. Không ngôn từ được. Nếu mà chấm điểm nha, chấm điểm mà gọi là đẹp trai, thầy là cái người đầu tiên à, được rớt cái bịch. 80% á hả? Trời ơi, dữ vậy đó hả? Con như là Phật cảm ơn con nhiều nha. Trời ơi, coi kìa nhiều đứa nó ói sau lưng, nó ói một lum. Rất là an lành, hạnh phúc. Nếu quý vị mà thực sự tu niệm đúng như trung đạo hướng dẫn, thử làm đi. Một năm sau quý vị thấy người mình nó khác, mình đẹp lên nè, trẻ ra nè, thấy chưa? Cô Quý là người phải nói là làm thầy không mất mặt là cô Quý á. Đẹp gái ra trẻ vô cùng luôn. Và cười tươi như hoa. Chúc mừng cô nhan A Di Đà Phật, thật là phước đức A Di Đà Phật. Thấy tu sáng, sáng nhiều lắm. Nhiều nụ cười, thấy nhiều hàm răng là được rồi. Nên trung đạo cũng mong quay trở lại đây nữa nếu quý vị không có chê. Nếu cô Hoa Bảo còn mở cửa thì nhờ thầy, thầy vẫn tới. Cổ gọi cho thầy cái gì thầy ừ cái đó. Thầy không có nói nô với cổ được. Chắc có lẽ tại vì cái miệng cổ ngọt quá đó, thầy không nói nô được. Thầy cũng còn nhẹ dạ lắm. Dễ bị dụ.
tu hoài mà lòng vẫn nhẹ dạ như thường. Ví dụ à, chút nữa thầy cho hỏi, giờ còn nói chút xíu nữa đi, nói 5-10 phút nữa hỏi sao nha. Thầy nói thêm 15 phút nữa rồi hỏi ha. Thực sự chúng ta muốn làm một việc gì đó mà hữu ích cho huynh đệ Phật tử của mình, thí dụ nha, một đứa bé nó ngủ, nó đêm nào nó cũng khóc hết trơn á, mà nó không biết huynh đệ có đây không. Con gái của huynh đệ của thầy á, đệ tử của thầy á, da nó lở tùm lum mà nó khóc nó la hoài à, mà lúc đó nó chưa có học với thầy, thì đối diện nhà nó ẩm qua cho thầy á, thì ôi đứa bé thì dỗ thầy nói vài câu thì nựng nó mấy cái thì trả lại á, thì đi về Mỹ xong mấy tháng sau về á, nó ngủ ngon lành, da nó lành lại như cũ. Tại sao? Bởi vì khi ẩm đứa bé đó thì thầy rất là sạch, cái lòng thầy sạch, cái đầu thầy sạch, con tim thầy sạch, thân xác thầy sạch, thì ôm một cái không sạch thầy chỉ ôm vậy thôi, thầy cầu nguyện thầy đem tất cả các sạch thầy cho nó, thì trả lại thì mấy tháng sau nó sạch. Đơn giản vô cùng, thật sự luôn. Đứa bé ngủ khóc, đêm nào không khóc thì ôm thì dỗ nó ngủ ngon nha con, lấy cái sạch thầy đưa qua nó về nó ngủ ngon bình thường, đâu có cần. Bởi vì lúc đó mình tụng niệm đến mức mà cái miệng mình từ phàm khẩu thành Phật, thần khẩu trở thành Phật khẩu luôn, thì những lời nói ra đều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, cả âm lẫn dương. Cho nên âm siêu thì dương thới, đúng không? Âm không siêu dương không thới, nghĩa là công đức không tròn đủ, hiểu không? Âm siêu dương thới là công đức tròn đủ, nhớ chưa? Thầy nói năng nổ tu tập cho nhiều vô, để có đủ công lực, đủ công năng giúp đỡ của huyền thất cổ, mình siêu sanh tịnh độ. Thầy giảng ở chùa Xuân Đức chủ nhật rồi đó, quý vị cứ tưởng tượng cái công lực của thầy nó kinh khủng lắm. Thầy giảng ngày chủ nhật đầu tiên ở Mỹ mới về là 4 chùa liền, sáng 2 chùa, chiều 2 chùa, tuần sau thì giảng 3 chùa nữa, tức là trong tuần thầy giảng nhiều chùa liên tục, mà cái giọng nói thầy vẫn bình thường, không khang không gì hết, vẫn bình thường, mà mặt thầy vẫn không thay đổi một chút xíu nào hết á, vẫn xấu như cũ. Nói vậy là thầy thật sự cái công năng đến độ như vậy không có biết mệt đâu, bởi vì mình làm việc rất là vui vẻ hạnh phúc để làm cho huynh đệ của mình. Cho nên cái lực đó từ mình tiếp nhận được từ cha mẹ của mình, từ chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cho, để chi? Để mình có đủ công lực mà chia sẻ cái niềm an lạc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, thấy chưa? Mình làm việc cho con cái Như Lai mà, nên cần gì ông cho cái đó, cho hết. Nếu chúng đạo làm được, các thầy khác làm được, thì quý vị cũng làm được. Chúng ta đều có khả năng giống nhau, đều là con cái của Như Lai, nên chúng ta có quyền yêu cầu và cầu xin cha mẹ mình ban cho mình những gì cần. Cái phương tiện nào cần cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, các ngài đều cho mình hết. Để chi vậy? Để mình mới biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi mà các ngài ban cho mình từ trong vô lượng kiếp. Thấy chưa? Nếu mình không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi này, thì mình có mơ tưởng cỡ nào chăng nữa, mình không thể nào gặp được Phật tánh của chính mình. Mình biểu lộ đi, 5 năm sau thì chính Phật của mình sẽ ngự trị trong mình. Lúc đó mình mới tuyên bố, tôi là người đã trở về với cha mẹ. Lúc mình nói câu là Như Lai là con và cũng là tất cả, là càn khôn, là vũ trụ bao la, tình yêu thương ban rải khắp ta bà, là vạn vật trong con ngài một thể. Lúc đó mình mới dám nói câu đó đó, bởi vì mình với ngài cùng chung với nhau một nhà. Ngài trong ta, ta trong ngài, ta là con cái của ngài, ta có quyền yêu cầu ngài ban cho những gì cần thiết cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó mình mới hiên ngang vui vẻ hạnh phúc để yêu cầu cha mình ban cho mình những gì cần thiết. Chứ tuyệt đối đã tu học rồi không được ngồi ý đó mà khóc lóc rên rỉ van xin đâu, không được như vậy. Chấp nhận mình nói tôi là con của Phật, thì ra tôi có quyền xin ông già của mình những gì cần thiết, chứ không được ngồi đó mếu máo mà rên rỉ, nghe chưa? Tụng 1 năm 2 năm sau vẫn còn mếu máo là sao? Vẫn còn khóc lóc năn nỉ là sao? Không chịu đứng lên nói mình là con của ngài, mình có quyền xin những gì cần thiết. Nói rõ ràng luôn, con cần cái này, ba ban cho con được không? Mày cứ nói, mày cần làm gì đó, con cần làm cho gia đình đó, vậy, nói, để coi mai mốt, coi mày có đáng được cho không? Nếu đáng cho, mày nói, nè, cho mày nè, đi làm đi, mình giấu riêng cho mình là mình sẽ chết. Thấy chưa? Mình cái tội tham lam đó, lấy của ông kia cho, mình giấu lại cho mình, không cho ai hết. Mình mang cái tính ích kỷ, mình sẽ không biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi của mình dành cho con cái của Như Lai. Nhớ chưa? Chúng ta nói như vậy mà không rõ nữa thôi, không biết cách nào hơn, lấy cây mà đập cho nó tỉnh. Chúng ta cầu mong quý vị tiếp nhận cái lời chia sẻ này để phát triển cái lòng đại từ đại bi của mình cho huynh đệ bá tánh chúng sanh khắp nơi.
tụng cái mỏ của mình ở nhà mình tụng xong mà nó mòn hẳn xuống á, nó lõm vô luôn á, mới thật sự là công phu. Rồi cái mỏ này nó mỏng đi á, mới hết nghiệp. Mà tụng mà cái mỏ này nó dày lên á là nghiệp đầy khắp nơi. Thấy chưa? Bữa thầy coi cái mỏ xuống đất, thầy rất là tán thán công đức các vị huynh đệ đó. Họ tụng cái mỏ nó tròn vậy không? Họ tụng lõm xuống luôn á. Trời đất ơi, thấy công phu vô cùng. Mà nghĩ kỹ lại coi, không biết cái mỏ này nó mỏng chưa nè, nó mòn chưa đây, nó còn dày lên nữa chứ. Ráng tụng niệm làm sao cái mỏ này nó bớt nghiệp đi á. Nghiệp này kinh lắm à. Phật khẩu mà mở miệng ra là tai hại vô cùng. Giận ai mà chỉ mặt nói một cái là tai nạn xảy ra ngày hôm sau hoặc là ngày hôm nay luôn. Mình tạo nghiệp nó bị nạn, nhớ không? Đừng có mở miệng nói bậy, nhớ không? Nhớ chưa? Làm ơn nói lời tốt cho trong đạo nhờ. Trong đạo nhờ. Nhớ cầu nguyện trong đạo nha. Thời gian còn lại, trung đạo mong rằng huynh đệ của mình, Phật tử đạo hữu đây, thực sự trong lòng trung đạo khi quay trở lại đây ngày hôm nay á, rất là hạnh phúc. Và nhìn rất nhiều khuôn mặt sáng nghe lắm luôn á, mà thấy tấm lòng quý vị mở ra trung đạo. Trung đạo thật là có lời, lời vô cùng, rất là có lời. Cho nên không bao giờ ngừng nghỉ để mà rải tấm lòng ra cho huynh đệ Phật tử chung quanh. Mong rằng quý vị Phật tử sống tu học giống như trung đạo hướng dẫn và chia sẻ, thì lời lạc này sẽ không ngần mé, không những cho mình, cho gia đình, cho anh chị em, tất cả huynh đệ ba tánh chúng sanh xung quanh, những ai đến gặp mình đều được lợi lạc hết. Nếu quý vị nào một cái sự buồn phiền đau khổ, chỉ cần gặp trung đạo một tiếng đồng hồ nói chuyện thôi là bảo đảm sự buồn phiền đau khổ biến mất lúc nào cũng không hay luôn. Chắc chắn không hết không lấy tiền. Chắc chắn rồi. Thời gian còn lại mong rằng quý Phật tử thật lòng mở lòng ra hỏi những gì cần thiết nha. A Di Đà Phật nè, chụp nè, hỏi đi. Di Đà Phật, có một Phật tử xin hỏi thầy là đọc kinh A Di Đà rồi cầu nguyện như vậy, sao mình biết được của hiền thất tổ mình được siêu sanh? Xin thầy chính vì nãy không lắng nghe đó. Ừ, nghe nè, mình tụng, tại sao mình biết? Nãy thầy nói trong 49 ngày đó mình sẽ thấy cái gì đó. Nếu mình tụng bằng cả tâm hồn trí tuệ và sức mạnh của mình thì trong 49 ngày chưa chắc hết 49 ngày, có thể sau khi 49 ngày hoặc là trong lúc mình đang tụng mình sẽ thấy được cái điều gì đó, hiểu không? Mình sẽ biết được mà người khác không biết, rồi các ngài sẽ báo cho mình biết là sẽ được hay không được, là do cái tâm mong cầu của mình mạnh mẽ, ý chí của mình mạnh mẽ, mình mới cầu được cho cô Huyền Thất Tổ. Với điều kiện mình phải trao dồi đời sống tâm linh của mình, biết làm những điều thật là thiện để hồi hướng và phục vụ để cầu nguyện cho bác, cho Vũ Điện Thất Tổ được siêu sanh tịnh độ, nhớ không? Trong 49 ngày đó mình sẽ biết được. Dạ thưa, sẽ báo một câu chuyện cho nó vui lắm, cô sẽ hiểu mà, ngộ lắm á, mình sẽ hiểu. Chẳng hạn như mình à, mình đi đâu đó, cái tự nhiên mình tới đâu đó vui vẻ này kia, mình thấy một cái chỗ mà party đó vui vẻ với mọi người, biết là mình đang ăn tiệc với lại mấy ổng đó, hiểu không? Tự nhiên mình hiểu là trong đầu mình hay lắm, không cần ai giải thích đâu, bữa đó tự nhiên mình hiểu là mình đã làm được điều đó đó. Thầy chúc mau thành công nha. Bây giờ là Phật, tự động mình sẽ hiểu. Lạ lắm. Nếu mình tụng đúng mức á, tự động mình hiểu hết, là không ai chỉ mình đâu. Tự mình thấy cái này cái gì mình hiểu hết á. Các ngài sẽ chỉ dạy cho mình tỉ mỉ luôn á. Nhớ không? Bây giờ là Phật, hỏi tiếp đi con nha. Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy. Cho con hỏi, có người nói lạy Phật là kính Phật, niệm Phật là nhớ Phật, đọc kinh là hiểu lời Phật, ngồi thiền là con đường duy nhất để thành Phật. Vậy nên đọc kinh niệm Phật hay là ngồi thiền là tốt? Vừa niệm Phật vừa ngồi thiền được không? Ngồi thiền như thế nào là đúng? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, không thể nào dùng chữ đúng và không đúng được. Nếu thầy dùng chữ đúng và không đúng thì cái tên tôn đạo trật lát rồi. Thầy sẽ nói tụng kinh xong phải không? Mình tụng kinh niệm Phật, mình tụng kinh vừa xong hết để mình học lời của Phật, lấy cái lời của Phật để mình hành vào cuộc sống hàng ngày, để biểu lộ được cái từ tâm của mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Sau khi tụng kinh xong, ngồi xuống niệm Phật. Cái lúc mình niệm Phật hít vào thở ra là chính lúc đó là mình đang thiền, nó gọi là niệm thiền. Tức là niệm Phật hít vào, niệm Phật thở ra, niệm Phật, gọi là niệm thiền. Nếu mình hành được như vậy mỗi ngày thì mình sẽ được an tịnh tuyệt đối. Khi trong cơn an tịnh tuyệt đối, con người ta mới nhìn thấy Phật tánh của chính mình. Đừng nói ngồi thiền là thành Phật trật lất. Nếu mà ngồi thiền không mà không sống cái lòng đại từ đại bi của mình là không bao giờ thành Phật được đâu. Thậm
thiền, còn sống với cái tánh thiền đó, sống với cái tánh từ bi của mình cho bá tánh chúng sanh, lúc đó mình mới có hy vọng được nhìn thấy Phật tánh của chính mình trước, rồi sau đó mình mới hòa nhập với các ngài. Cho nên mình phải biết biểu lộ cái tánh yêu thương, nhờ biểu lộ cái tánh yêu thương cho nên mình thiền học rất là mau lẹ, nhớ không? Vừa tu hành vừa tu sửa, tu để mình yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, bên cạnh mình tiếp tục ngồi thiền niệm Phật. Niệm Phật ngồi thiền là một, trau dồi đức hạnh của mình mỗi ngày mỗi ngày trong đời sống hàng ngày, tụng kinh Phật để học cái lý, tụng xong phải hành, chứ đừng có tụng bằng cái miệng không. Nếu đọc bằng cái miệng không, mua mấy cái sách về đọc cho mình nghe cho nó chắc ăn, nhớ không? Tụng bằng tấm lòng, bằng con tim mình, trí tuệ sức mạnh thì lợi lạc mới có. Chúc học đạo tinh tấn nha, A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có em ngủ nửa đêm 12 giờ là nó khóc. Phải làm thế nào? Thưa thầy, bé được 10 tuổi. Đúng 12 giờ đêm là chú. 10 tuổi mà còn khóc đêm hả? Coi nha, quý vị tụng kinh gì ở nhà đó thì không biết, nhưng mà tụng kinh cố gắng hồi hướng niệm vãng sanh cho nhiều vào, bởi vì vẫn có người làm phiền đứa bé đó. Thì đứa bé từ 1 tới 10 tuổi, con mắt nó, cái miệng nó, cái lỗ tai nó, cái đầu nó rất là sáng, nó gọi là cái đầu, cái tính thiêng liêng nó rất là mạnh mẽ, cho nên có cảm thấy được, nó thấy được điều này, thấy được điều kia, thì nó sẽ bị hoảng nên nó khóc, nhớ không? Cho nên mình... Con thấy cái gì con khóc, nó nghe coi. Nói nhỏ lỗ tai đi. Thấy gì mà con khóc? Không có gia đình nói con khóc. Không lẽ gia đình nói xạo? Xạo? Chị đứng nói xạo phải không? Còn gia đình nói xạo mà phải không? Không khóc nữa nha, niệm Phật ngủ nha không? Nhớ không? Nhớ chưa? Niệm Phật ngủ nha không? Ok, không khóc nữa. Gia đình mà không có khóc nha, không có khóc, dứt khoát không khóc nha chưa? Hứa đi, A Di Đà Phật, chúc an lành. A Di Đà Phật, chắp tay lại, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật con rồi, vui vẻ. Bạch thầy cho có cô này. Dạ thầy, alo. Hỏi thầy, dạ. Thầy cho hỏi là có một người mà mười mấy năm sau cũng như ở gia đình thấy thầy. Nhìn thấy hoài mất 10 năm chưa hồi. Nhiều khi cô thấy người đó về mà mặt mày buồn hiu, mặc quần áo tối thui, mặt đen tù lùi mà mắt buồn á là người ta chưa có siêu. Còn mình thấy người ta vui vẻ mà vui thấy con lần hai lần là biến mất luôn, không bao giờ gặp lại là đã siêu. Dạ. Tụng cầu siêu cho họ, tụng kinh xong hồi hướng cầu siêu tên tuổi cho họ, để cái tên vô cái mỏ ngay chỗ bài đại bi đó, cầu cho người đó được đó đi siêu sanh tình độ mà nó đủ, xong cái tụng vãng sanh 21 biến, nhớ chưa? Dạ. Chúc may mắn nha con, dễ quá ăn, cái gì đâu khó, nó dễ lắm. Chúng đạo ăn cái bánh nhiều năm rồi, nó dễ dàng chia sẻ cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cụ Hiền Thất Tổ đã mất lâu thì làm cách nào để độ cho cụ Hiền Thất Tổ được siêu độ siêu thoát? Nam dạ thưa, thực sự chúng ta người tu phải có hiếu, hiếu hạnh đứng đầu. Chúng ta, cho dù chúng ta không biết các vị đó từ đời nào, kiếp nào, nhưng mà kệ, mình cứ lo giải nghiệp cho mình bằng đại bi 100 ngày sau. Mình hồi hướng cho Nguyên Thất Tổ, cầu cho họ siêu sanh tịnh độ, mình báo hiếu trong âm linh thôi, trong tâm linh thôi, trong âm thầm. Mình cứ làm đi, nhiều khi họ đã siêu từ đời nào, nhưng mà cũng trả cái lễ, cái nghĩa của mình. Tụng như 49 ngày thì mình cầu vậy thôi, còn nhiều khi họ được, được. Cái chuyện đó đã đi rồi đúng không? Nhưng mà những người còn lại sau này mình chưa biết, có thể họ cũng đi những lời cầu nguyện của mình. Cho nên mình cứ làm đi, để mình trau dồi đời sống tâm linh của mình mà rộng hơn chút xíu nữa đâu có sao. Mình kẹo chi, mình tính toán, biết không biết kệ, miễn mình tụng cho đúng thì nó đi thôi. Hiểu chưa? Bỏ hết tấm lòng ra là cầu là được à. Trước sau gì cũng được hết á, phải không? Bây giờ là Phật. Bạch thầy, cô Phật tử này hỏi là mẹ của cố thường thường đọc niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì 5 năm rồi, bây giờ chuyển qua Nam A Di Đà Phật có được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, không dám nói đúng hay không đúng. Thường thường mình nói là Lục Tự Di Đà phải không? Lục Tự Di Đà, bữa thầy có giảng đây rồi. Lục Tự Di Đà là câu niệm Phật, nó có cái luồng chấn động rất là lớn cho cái 6 cái huyệt đạo lớn trong cơ thể mình. Nếu mình biết cách niệm làm sao để nó làm chấn động những huyệt đạo lớn này và mở huyệt đạo ra,
thì ngày xưa là bây giờ cái pháp môn mới ngày thiền không là A Di Đà Phật thôi, thì thầy không có phê phán hay chỉ trích điều gì hết, mà cảm thấy an lạc hạnh phúc với cái niệm của mình là cứ làm tiếp tục, không ai bắt lỗi mình đâu. Nếu như cảm thấy an lạc hạnh phúc trong cái niệm của mình cứ làm nha, nhớ không? Thầy không được phép phê bình chỉ trích bất cứ điều gì công việc tu học của quý vị, thầy chỉ có chia sẻ và giúp đỡ thôi, hiểu không? Có nghe chưa? Thấy an lạc hạnh phúc là cứ làm nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, sau khi công phu mỗi ngày, con cầu nguyện cho tất cả cụ huyền thất tổ hai bên nội ngoại, tất cả anh chị em được siêu thăng, có được không ạ? Dạ thưa được, hoàn toàn được. Bạch thầy, có một cô Phật tử hỏi là cố mẹ của cố mất có 3 ngày, thì bà khi bà còn sống thì bà lần chuỗi bà đọc kinh thời gian cũng rất là dài, nhưng mà khi bà về thì bà mặc cái áo ràng màu lam mà mặt tươi tắn, vậy bà sanh về cõi nào? Bạch thầy cho biết. Chúc mừng cái cô đó nha, bà đã được về cõi cực lạc để đi học tiếp cho nên mặc áo lam. Còn nếu mà mặc áo lam mà mặt mày buồn thiêu buồn thiểu là mình cầu nguyện cho bà được vãng sanh. Bà rất là vui an lạc cho nên bà mới thấy đẹp như vậy. Chúc mừng A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con có đôi lời hỏi thầy. Con muốn ăn chay trường nhưng nhiều người khuyên con còn nhỏ và chồng nên ăn chay 1 tháng 4 ngày thôi, nhưng con ăn chay thì không sao, mà mỗi khi con ăn mặn lại thì con thấy thức ăn cứ nghẹn lại ở cổ mình. Như vậy có sao không thầy? Nam mô A Di Đà Phật. Nghe nè quý vị, sẵn đây thầy chia sẻ cái điều rất là tối ưu quan trọng cho người tu học tụng kinh niệm Phật, nhất là những người tụng kinh đại thừa, tụng kinh lớn đó, phải cẩn thận cái điều này. Nếu chúng ta ăn mặn nha, là chúng ta gọi là ăn dữ. Mình ăn dữ mình chết dữ, ăn hiền là chết lành. Ăn hiền là mình ăn những cái trái cây hoa quả rau cải thôi đó là ăn hiền, còn ăn dữ là ăn thịt của chúng sanh đó là ăn dữ, thành ra mình chết dữ, ăn hiền chết hiền, nhớ chưa? Còn ngũ vị tân, chúng ta là những người tu học tu niệm tụng học, phải cẩn thận trong việc ăn ngũ vị tân là những đồ cấm kỵ hôi đó. Mình ăn sống thì vọng sân, ăn chín thì vọng dâm. Đồng thời mình phải cẩn thận cái điều này, chúng ta là những người tụng cái niệm Phật, khi mình ăn những cái ngũ vị tân đó, cái miệng mình rất là hôi, cái hơi thở mình với lại cái da thịt mình nó xì ra cái gọi là cái trược khí rất là nặng. Cho nên chư thiên chư Phật chư Bồ Tát khi mình công phu các ngài không lại gần được. Nếu mình ăn nhiều năm quá thì cái mùi mình nặng ghê lắm, các ngài không giúp đỡ được cho mình, mà đồng thời mình sẽ bị loạn tâm, loạn tinh thần, tổn phước tổn đức. Bởi vì lúc đó có một loại ngạ quỷ và ác ma nó rất thích cái mùi này. Nếu chúng ta tụng kinh lớn mà chúng ta ăn những cái này nhiều quá thì lúc chúng ta ngủ á, nó lại gần, nó hút cái miệng mình. Đệ tử thầy ở bên Mỹ có một cặp vợ chồng là bạn của nó đã bị cái điều này. Nó hút mấy tháng sau thì mặt mình đen, môi mình thâm, mắt mình có quầng. Nó hút riết khi mà mình tu đến mức mà mình không học được gì hết, ngoài cái tính tự cao tự đại chê bai hết mọi người, bạn mình nó đi lạc vào ma đạo rồi đó. Khi mình chết á, mình sẽ làm đồ chúng của nó đó, hiểu không? Thế là tuyệt đối cố gắng làm sao đừng có ăn cái ngũ vị tân đó. Cái miệng mình nó kỳ lắm, không thích là nó đưa ra hôi rình, là các vị không lại gần mình được, cho nên mình tu học không tiến hóa được, nhớ không? Còn ví dụ mình ăn mặn, đã ăn chay rồi cố gắng ăn chay đi, đừng có đổi mặn là mình còn vay mượn cái quan gia trái chủ. Có nghe thầy nói rõ không? Ăn mặn là còn ăn thịt chúng sanh, là còn vay mượn quan gia trái chủ, cho nên tu học không tiến hóa được. Thế là ví dụ mình đi tiệc mình lỡ ăn mặn rồi không nuốt vô được thì thầy chỉ cho một câu chú đọc vậy nó văng ra, có nghe câu chú đó không? Mình ăn chay thường xuyên mình lỡ ăn mặn nuốt vô cổ rồi thấy ngán quá nhả ra không được, nhớ nè, đọc câu ăn cạc cạc nhả ra ta bà ha, ăn cạc cạc nhả ra ta bà, nhớ chưa? Nhớ câu chú chưa? Trời, bữa thầy giảng ở bên Khánh Hội kìa, thấy thương câu đó lắm. Cô nói ăn mặn mà có lần ăn mặn mà lỡ nhai rồi sao đâu nhả ra, nó uổng quá phải nuốt vô luôn, phải không? Thì thấy dạy câu chú đó tới chừng này ra ngoài khỏi chùa chú chặn được này. Thầy con chưa nhớ câu chú đó. Trời đất ơi, nãy giờ thầy chọc con đó. Ăn cạc cạc nhả ra ta bà ha, lỡ nuốt vô rồi nhả ra không được. Bạch thầy, cho con hỏi, ở nhà con tất cả anh chị em ở nhà không ai thấy gì, mà em dâu của con thường hay thấy ngủ bị đè sinh,
Để xin thầy hoan hỷ, A Di Đà Phật. Mấy cái thằng ma nó chết rồi, nó còn dê à, nó lửa tao nó đè hoài mà lạ lùng, đàn bà bị đè không chứ con trai không bị. Thầy mong nó đè thầy một bữa nó không dám nữa. Thầy chấp 30-40 đứa tới đè thầy đi, đâu dám, nó lửa tao là gái đẹp nó đè không, mấy cái thằng chết nhiều năm cũng còn dê. Lạ lùng ghê luôn. Chết bỏ dê không bỏ. Lạ lùng, mấy người đó phải gặp thầy mới được. Giang, cô bảo những vị mà bị ma đè đó, chút nó liên lạc với cô Trung Hiền nha con, hay Trung Thiện nha, hai người. Dạ, nha. Dạ. Chỉ cách đè ngược lại nó sợ cho cha nó luôn. Nghe nè, quý vị nghe cho kỹ. Khi mà một người đã chết rồi thì nó đâu còn cái nhục nhĩ, nhục nhãn đâu, hiểu không? Tức là hoàn toàn chỉ là cái thức thôi. Không nghe được, không nhai được, không ăn được, không nuốt được thì nó đâu có gì đâu giữ. Nó là một cái thức thôi. Thật ra mình nghĩ tưởng thôi. Thì người ta sẽ nhận được, khi mình nghĩ tưởng tới cái người đó, họ sẽ nhận được bằng cái thức của mình, hiểu không? Như bên đó ma Mỹ nó vô nhà nó ở, thầy tụng đại bi mà tiếng Việt, cầu nguyện bằng tiếng Anh, nó cũng ăn uống bình thường xong mới đi hết à. Nó nhận bằng cái thức thôi con, chứ đâu có lỗ tai đâu nghe, hiểu không? Chắc chắn là sẽ nhận được nha, cái tâm ý của mình là họ sẽ nhận được. Ở dưới Đà Phật dễ lắm, không có gì khó. Hỏi hai câu nữa. Dạ thầy ơi, cũng như bây giờ ở nhà mình không có điều kiện để tụng cầu siêu cho cửu quyền á thầy, thì mình tới chùa mỗi đêm mình tụng được không thầy? Dạ cũng được, tới chùa ngồi xin thầy ngồi nó tụng cầu nguyện cũng được, chỗ nào ngồi xuống được là tụng thôi nha. Bây giờ là Phật chúc may mắn nha con, năm này cũng được, năm sau cũng được, lúc nào cũng được hết trơn. Dễ mà, tu tự nguyện mà, đâu ai bắt buộc đúng không? Chỉ xuống cái đầu mình tu sao? Như là Phật hỏi đi con. À, Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy. À, dạ, người ăn chay có ăn được trứng gà không thầy? A Di Đà Phật. Dạ thưa, trước giải phóng 1975 thì giáo hội đã cho các ni ăn, tại vì các ni tu mà hồi xưa thiếu thốn người biết rồi, rất là nghèo khó và làm cực lắm, cho nên các ni rất là ốm yếu xanh xao. Thì đang giáo hội cho phép vị ăn trứng công nghệ đó, nó không có trống, cái trứng công nghệ không ấp thì nó cũng hư, để lâu nó cũng hư, tự động nó hư giống như trái cây á. Trái cây mình không ăn để nó cũng thối, rau cải không ăn để cũng hư đúng không? Tại nên mình ăn cái giống như là thực vật thôi, nhưng mà để giúp cho cái ni nó có nhiều sức khỏe hơn. Cho nên chúng ta ở bên Mỹ bánh trái người ta làm được có trứng trong đó, nhưng mà bên Mỹ nó nuôi trứng công nghệ rất là nhiều, nó bình thường không có gì phải khó, hiểu không? Cứ tự nhiên thôi, để làm sao đừng có bị tu, đừng có bệnh hoạn là được rồi, 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 đừng có bệnh hoạn. Tất cả chúng ta đều có khả năng để mà cầu nguyện cho nguyên thân tổ của mình, với điều kiện là mình phải biết cái nguyên tắc và cái luật cầu nguyện. Phải biết nguyên tắc và luật cầu nguyện, nhớ không? Thì đầu tiên, khi chúng ta đặt ba chén cháo lên cụ bàn của nguyên thân tổ bắt đầu, nhớ không? Thí dụ giờ hôm nay mình bắt đầu, mình lựa một ngày tốt đi. Mình luôn luôn, lúc nào cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu đi vào một bài kinh mới nào đó, chúng ta tụng cái bài kinh với mục đích gì, cầu nguyện cái gì, để làm cái gì, nó phải có rõ ràng nguyên nhân. Chúng ta muốn đi thay đổi bằng lái như thầy phải điền cái đơn nói muốn làm cái gì, thế là mình sẽ nói ra việc làm của mình. Chúng ta việc đầu tiên là nấu ba chén cháo để trên bàn của nguyên thất tổ của mình. Đây là thì đi vào nguyên tắc và luật để tụng nhau. Ba chén cháo để bàn của nguyên thất tổ từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian này rất là tốt để mà tụng bài kinh A Di Đà cầu nguyện cho quý vị thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Kinh A Di Đà nếu mình tụng đúng 15-20 phút thôi. Bây giờ trước khi vào tụng kinh A Di Đà, mình cầu nguyện cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật gì đó tùy cái nguyện của mình. Xong rồi hôm nay là con dân hương, dân hoa, dân thủy, dân quả, trước cúng dường pháp giới, cúng dường tam bảo. Bên cạnh đó cúng dường cho ba tánh chúng sanh khắp nơi được no đủ và hạnh phúc như con. Rồi bên cạnh đó, kế đó là con dân hương, dân hỏa, dân thủy, dân quả, dân thực phẩm, cúng dường cho cửu hiền thất tổ nội ngoại hai bên và cầu cho cửu hiền thất tổ nội ngoại được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Nhớ không? Không nhớ thì lặp lại chậm thì chậm. Bây giờ thầy chậm chậm lại nha.